chương 241, Đại yêu vs Linh Thú, kiểm kê thu hoạch. Đây chính là Linh Thú. Mọi người đối với Linh Thú đều phi thường tò mò, nhịn không được quan sát tỉ mỉ Ngọc Tiểu Long, mà xích miêu càng hiếu kỳ, trừng lớn một đôi mắt áp sát tới. Khả năng trang mèo trang lâu dài, một cách tự nhiên có mèo lòng hiếu kỳ, có mèo một chút tính cách, nhịn không được nâng lên một cái chân, vỗ vỗ Ngọc Tiểu Long đầu. Ngọc Tiểu Long đều mộng. Con mèo này móng vuốt là có nhiều thiếu A. À. Nó nháy mắt thân thể biến lớn, phun lưỡi, trừng xích miêu nói, ngươi con mèo này cút cho ta đi một bên. Xích miêu hai mắt trừng lớn, con rắn này vậy mà lại nói chuyện. Nó hiện móng vuốt tại trên mặt đất viết, ngu ngốc rắn cũng biết nói. Ngọc Tiểu Long có chút mộng, nó biết nói tiếng người, nhưng mà biết chữ không nhiều. Xích miêu lập tức lộ ra vẻ kinh bỉ, tại trên mặt đất viết, nguyên lai là mù chữ rắn, liền chữ cũng không nhận ra. Mù chữ. Hai cái này Ngọc Tiểu Long nhận biết, nó nâng lên đầu, nhìn hướng hứa viêm hỏi, nó có phải hay không đang mắng ta? Hứa Viêm tất cả mọi người một bộ nhìn việc vui thần sắc, thậm chí hy vọng cái này một hổ một trắng đấu một trận, nhìn là tứ giai linh thú ngọc tiểu long lợi hại, vẫn là sơ thành đại yêu xích miêu lợi hại. Có thể nói như vậy. Hứa Viêm gật đầu nói. Cút cho ta đi một bên. Ngọc tiểu long lập tức nổi giận. Một một tiếng, đuôi rắn quét qua, đem xích miêu quét một cái lão đảo. Vội vàng không kịp chuẩn bị xích miêu, lập tức giận dữ, nhào tới trước, nâng lên một cặp móng, ba 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 liên tiếp công kích, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy móng vuốt tàn ảnh ngọc tiểu long bị đập mấy lần toàn bộ rắn đều mộng lý huyền vui vẻ nhìn xem phản phất tại nhìn mèo cào rắn xích miêu linh hoạt mau lẹ vừa ra tay giống như mèo đập rắn đập ngọc tiểu long đến mấy lần thối mèo ngươi làm càng ngọc tiểu long tức giận đến cực kỳ tất nhiên hứa viêm đám người không ngăn cản cái này tất nhiên là muốn nhìn một chút năng lực của mình a à. xích miêu đúng không một con mèo cho dù là cái gì đại yêu cũng dám cùng mình đấu ta ngọc tiểu long có thể là có giao huyết mạch. Cuối cùng cũng có một ngày, lột xác thành giao, lại hóa giao thành long. Hô! Linh thú khí thế bộc phát, Ngọc Tiểu Long nháy mắt khôi phục chân thân, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng cự xà, ngẩng đầu lên, phun lưỡi rắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem xích miêu. Giờ phút này, xích miêu tại nó thân thể cao lớn phía dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy, một cái liền có thể nuốt vào. Xích miêu phát ra rít lên một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế, ầm vang một tiếng, một cái ban lan cự hổ xuất hiện, giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân hình khổng lồ sao ngọc tiểu long ngẩng đầu lên còn muốn cao đại yêu chi uy lộ rõ yêu khí cuồn cuộn bách thú chi vương khí thế cũng triển lộ đi ra một đôi mắt hổ trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngẩng lên đầu ngọc tiểu long ngọc tiểu long sợ ngây người quay đầu nhìn hướng hứa viêm mộng bức mà nói nó không phải mèo sao cũng kém không nhiều đi hứa viêm lo nghĩ nói xích miêu bình thường chính là một con mèo a mới vừa không lâu còn bị mẫu thân mình xách theo cái đuôi đề tập qua đến đây cho nên, Xích Miêu là một con mèo, cũng không sai. Là một cái rất hiểu chuyện mèo, hiểu được lấy lòng người, nếu không lấy nó đại yêu thân thế, mẫu thân mình thực lực yếu, chưa hẳn nâng đến động. Đây là Xích Miêu, chủ động để sát theo. 3. Xích Miêu ra móng, Ngọc Tiểu Long cũng không yếu thế, hóa thành một đạo quang mang, liền biến mất ngay tại chỗ, chợt bắn về phía Xích Miêu. Nó vốn là lấy tốc độ tăng trưởng. Xích Miêu thân hình nhanh nhẹn, mà còn cũng là tốc độ cực nhanh lần thứ nhất triển lộ nó thân là đại yêu thực lực hé miệng hô lên một đạo yêu lực ép đến ngọc tiểu long cuốn quít tránh né một trắng một hổ đằng không mà lên tại thương lan đảo giữa không trung bên trên chiến đấu xích miêu lột xác thành đại yêu không lâu nhưng thực lực mỗi ngày đều tại tăng cường nhất là nó yêu thân cực kỳ cường hãn cho dù không bằng mạnh xung đại nhật kim thân cũng sẽ không yếu quá nhiều giữa không trung bên trên yêu khí cuồn cuộn yêu lực khoái động xích miêu huy động móng vuốt đánh ra từng đạo yêu móng thân hình chuyển trằn trọc xê dịch trong miệng khi thì phun ra yêu lực. Càng có một cổ gió, quanh quẩn tại nó quanh người, phản phất cưỡi gió mà đi. Cái đuôi càng là giống như roi thép đồng dạng, thừa dịp Ngọc Tiểu Long bất ngờ không đề phòng, vẫy đuôi một cái, đột nhiên hóa thành dài trăm trượng, ba một cái đem bay vụt tới Ngọc Tiểu Long đánh bay ra ngoài. Đây là linh thú cùng đại yêu một lần đỏ sức. Lý Huyền đang yên lặng nhìn chăm chú lên, hứa vi mấy người cũng đang nhìn. Ngọc Tiểu Long công kích, có vẻ hơi đơn điệu, cái đuôi rút không thắng xích miêu, giống như kiếm quan đồng dạng cực tốc, cũng không có quá chiếm ưu thế, mà còn xích miêu thân thể cường hãn, nó không cách nào một kích trọng thương xích miêu. Xích miêu song trảo đánh ra trảo ấn, nhảy lên ở giữa, vậy mà rất có bố cục. Thậm chí song trảo huy động thời điểm, có thể nhìn thấy quyền phát cái bóng. Thần ý phía dưới, Lý Huyền cùng Hứa Viêm đều phát giác, xích miêu trong cơ thể mấy cái khiếu huyệt có yêu uy tích góp, tùy thời vận sức chờ phát động, đó là xích miêu đại yêu sát phạt chi thuật. Lấy nó trở thành đại yêu phía trước, thân là hổ bên trong chi vương sang mồi chi thuật, thuế biến tăng lên mà đến đại yêu sát phạt chi thuật. Liền tại Ngọc Tiểu Long thân thể lại lần nữa biến lớn, quanh thân lóng lánh ống ánh tia sáng, trên đầu nhô lên, tách ra hơn một trường sắc bén tia sáng thời điểm. Xích Miêu gầm nhẹ một tiếng, sặc sở hổ khu trên thân, nhảy một tiếng, phun trào đỏ thẫm quang mang, nó có chút bám thân, đột nhiên bỗng nhiên nhào về trước đi. Ngọc Tiểu Long trên đầu sắc bén tia sáng chém ra. Nhào lên Xích Miêu, đột nhiên ở giữa, tại trước người hắn hiện ra một đạo mảnh hổ hình bóng. Mảnh hổ hình bóng song trảo đập xuống, anh một tiếng, cùng Ngọc Tiểu Long chém ra tia sáng, đụng vào nhau. Lẫn nhau công kích, đồng thời sụp đổ ra tới. Nhưng mà, xích miêu chân thân, tại mảnh hổ hình bóng che lấp phía dưới, đã theo bên cạnh nhào về phía Ngọc Tiểu Long, một đạo lớn trảo ấn, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Ngọc Tiểu Long đánh bay đi ra. Trống Xích miêu há mồm phun ra một đạo yêu lực, trực tiếp đem Ngọc Tiểu Long, đánh vào sông thương bên trong. Thắng bại đã phân. Xích miêu dương dương đắc ý trở về, một bộ không có cho thương lang đảo mất mặt bộ dạng xích miêu thực lực đã mạnh như vậy a à. tố linh tú cảm thán một tiếng nói mặc dù thực lực của nàng y nguyên mạnh hơn xích miêu nhưng mà muốn trấn áp xích miêu thay đổi đến khó khăn thạch nhị càng là cả người đều không tốt xích miêu đã mạnh như vậy hắn bất luận cố gắng thế nào đều không đuổi kịp a à. về sau nhất định phải lấy lòng một cái xích miêu không phải vậy nhưng là khó chịu lấy cảnh giới mà nói xích miêu hẳn là thấp hơn con rắn kia a à. hứa viêm trầm ngâm nói lý huyền nhẹ gật đầu xích miêu ở vào thông huyền cảnh chỉ là nó mỗi ngày ăn đang dược mà thân là đại yêu nó là theo ăn phế đang bắt đầu cho nên ăn đang dược là nó thần tốc tăng lên con đường cũng không bởi vì đang dược ăn nhiều mà tiêu hóa không tốt đại yêu chi pháp có đặc thù chỗ xích miêu phương pháp tu luyện ở chỗ mở ra đại yêu khiếu huyệt không ngừng tiến hành thuế biến thậm chí tại khiếu huyệt bên trong ẩn chứa đại yêu chi thuật xích miêu dù sao cũng là cái thứ nhất đại yêu có đặc thù khí vận tồn tại thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh có khả năng đánh bại ngọc tiểu long không hề hiếm lạ. Ngọc Tiểu Long thủ đoạn công kích, cùng hắn linh thú có quan hệ, so ra mà nói tương đối đơn nhất, xích miêu đại yêu chi thuật liền tương đối nhiều. Thậm chí song trảo thi triển ra quyền pháp tới. Ngọc Tiểu Long theo sông thương bay trở về, giờ phút này nó đã rút nhỏ thân thể, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem xích miêu, chính mình vậy mà không phải cái này mập mèo đối thủ. Mà còn, cái này mập mèo thủ đoạn, lại có võ đạo cái bóng. Đây chính là hứa viêm nói đại yêu chi pháp. Xích miêu cùng Ngọc Tiểu Long giao phong, chỉ có thể coi là tiểu đã tiểu nháo, cũng liền nhìn cái vui vẻ. Tiếp xuống, hứa viêm đem trên thân túi đựng đồ, tất cả đều móc ra, giờ đới ra một cái bảo khố, còn không có kiểm kê đây. Hứa viêm bắt đầu giải thích tại linh vực trải qua. Trọng điểm là thanh thiên giao mộ, thuận tiện đem thanh thiên giao thi thể phóng ra, nhìn xem to lớn giao thi, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Mà liên quan tới bị ngọc thần tông, túc gia lùng bắt sự tình, bởi vì phụ mẫu tại duyên cớ, hứa viêm không nghĩ phụ mẫu lo lắng, cho nên không có nói ra ngược lại là nói lên bưng đới gia bảo khố sự tình. Sư đệ cùng sư muội hẳn là không thiếu linh vật tích lũy nội tình. Hứa viêm đem vơ vét đới gia bảo khố túi đựng đồ phân ra đến, mọi người bắt đầu hưng phấn kiểm kê thu hoạch. Đây là linh dược, nhất phẩm linh dược A. Dị phẩm linh dược nhiều như thế. Cái này, là linh vực linh khí sao? Không thể không nói, không hổ là thế gia bảo khố, nhất phẩm linh dược đều không ít, năm sáu phẩm linh dược càng là nhiều không kể xiết. Sư phụ, đây là linh vực linh trà, ngươi nếm thử tại kiểm kê đới gia bảo vật lúc, phát hiện một bình lớn linh trà, vừa nhìn liền biết không phải bình thường linh trà. Ít nhất tam phẩm trở lên. Không tệ, không tệ, có lòng. Lý Huyền nở nụ cười. Lần này hứa viêm đi linh vực thu hoạch to lớn, nhiều như vậy bảo vật, mạnh sung cùng tố linh tú không thiếu tích lũy nội tình bảo vật, có thể càng nhanh đột phá thần ý cảnh. Mà hứa quân hà đám người, cũng có thể tại càng cao phẩm giai đang dược phụ trợ bên dưới, đột phá thông huyền cảnh. Mấy ngày kế tiếp, thương lan đảo đều vô cùng náo nhiệt đông đảo linh dược đều trồng chất cho tố linh tú phụ trách chỉnh lý những này linh dược quá nhiều làm sao vận dụng có cái gì công hiệu cũng chỉ có thể dựa vào tố linh tú đối với tố linh tú mà nói như vậy số lượng đông đảo linh dược đại bộ phận nàng cũng không nhận ra cốt tại có dịu tâm linh ý nàng có thể thấy rõ mỗi một loại linh dược công hiệu cùng đặc tính tiến tới phân loại đem những này linh dược công dụng từng cái ghi chép lại càng dùng cái này tổ hợp ra càng nhiều thần hiệu đan phương ví dụ như thần ý cảnh cần thiết khôi phục thần ý tăng cường thần ý đang dược chờ chút chỉnh lý linh dược cần tiêu phí một chút thời gian tối linh tú bận rộn mà vui vẻ hứa viêm cùng phụ mẫu đoàn tụ về sau sư đồ mấy người đứng tại thương lan đảo trên đỉnh núi hứa viêm cái này mới giải thích linh vực chuyến đi toàn bộ kinh lịch bao gồm ngọc thần tông cùng túc gia Lùng Bắc. ngọc thần tông cùng túc gia quả nhiên là vô lý đợi đi đến linh vực liền tìm bọn họ tính sổ sách mạnh sung tức giận nói nguyên lai like, linh vực như vậy đẳng cấp sâm nghiêm linh tông thế gia cao cao tại thượng a Tố Linh Tú cảm thán một tiếng. Đi linh vực khai sáng trường thanh các sự tình, cần hoãn một chút, nếu không sẽ nhận đến Linh Tông, thế gia ngấp nghé, thậm chí gây nên siêu nhiên Linh Tông ánh mắt. Mỗi một cái võ đạo đỉnh phong cường giả, đều là đạp vô số bàn đạp, từng bước một đi đến đỉnh phong, nội vực cũng tốt, linh vực cũng được, chung quy đều là cường giả vi tôn. Chỉ là linh vực tôn ty đẳng cấp càng thêm nghiêm ngặt mà thôi. Lý Huyền lạnh nhạt nói. Hứa viên ba người yên lặng gật đầu, sư phụ nói có lý. Nội vực tầng dưới chót võ giả, không phải là khó khăn đương nhiên nội vực không có đến lĩnh vực tình trạng kia công ty đẳng cấp xâm nghiêm như thế nội vực tán tu chỉ cần thực lực đầy đủ cùng thế lực lớn cường giả bình khởi bình tọa không tồn tại công ty phân chia mà linh vực dù cho là luyện thần thiên nhân chỉ cần là tán tu đều không thể cùng linh tông thế gia thiên nhân bình khởi bình tọa y nguyên có khả năng cảm nhận được đến từ linh tông thế gia nhìn xuống sư phụ linh thú có thể tu luyện đại yêu võ đạo sao hứa viêm mở miệng hỏi trên lý luận là có thể lý huyền nhẹ gật đầu nói con rắn kia ngược lại là có chút thiên phú nếu là tu luyện đại yêu chi pháp lột xác thành giao vấn đề không lớn có thể hay không thành thật long chỉ có thể nhìn chính nó tạo hóa vậy liền để chính nó lắng động một cái cùng xích miêu thân quen nói sau đi hứa viên gật đầu nói tất nhiên hứa viên nói như vậy lý huyền cũng không có dùng điểm yêu pháp truyền ngọc tiểu long đại yêu võ đạo trước hết để cho con rắn này chính mình quen thuộc một phen lại nói thời gian kế tiếp bên trong thương lan đảo giống như thường ngày hứa viêm tại lắng động sau khi đột phá tự thân cảm ngộ, tăng thêm một bước thực lực, tổng kết giết luyện thần thiên nhân kinh nghiệm. Thuận tiện chỉ điểm một chút mạnh xung cùng tố linh tú, đột phá thần ý cảnh lúc, nên như thế nào thuế biến thăng hoa tự thân, tận một cái đại sư huynh trách nhiệm. Trong thời gian này, hứa viêm cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút xích miêu tu luyện. Đại yêu võ đạo cũng là võ đạo, hứa viêm mới thật sự là võ đạo kẻ khai thác, thiên phú yêu nghiệt, ngộ tính cực mạnh, thông hiểu đại yêu võ đạo về sau, tự nhiên cũng có thể cho xích miêu một chút chỉ điểm đến mức Ngọc Tiểu Long, chính bị đã kích, ghé vào nơi nào đó hoài nghi rắn sinh đi. Nhìn thấy xích miêu tại lĩnh hội trận đồ, hứa viêm chăm chú nhìn một hồi, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhìn ra đến cái gì sao? Lý Huyền có chút mong đợi hỏi. Đại đồ đệ không thể nghi ngờ là yêu nghiệt nhất, mặc dù thiên phú chưa hẳn trọng điểm tại trên kỳ môn võ đạo, bất quá trận đạo thuộc về kỳ môn võ đạo một cái hệ thống, hứa viêm có thể có thế có thu hoạch đâu. Có chút cảm ngộ, cần thời gian lắng động, mới có thể hiểu. Hứa viêm lo nghĩ nói. Lý Huyền nhẹ gật đầu, không có lại hỏi cái gì, tất nhiên hứa viêm nói có rõ ràng cảm ngộ, như vậy lắng động một phen về sau, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Mạnh sung cùng tố linh tú thấy thế, cũng đều nghiêng trận đồ mấy ngày. Đến mức có hay không có rõ ràng cảm ngộ, đại khái là có một ít A. À. Hứa viêm tại lắng động tự thân võ đạo, mặc dù khoảng cách đột phá thần ý cảnh tiểu thành, còn có không ngắn khoảng cách, nhưng hắn thực lực mỗi ngày đều đang mạnh lên bên trong. Mạnh sung cùng tố linh tú, tại lắng động tích lũy nội tình, thực lực cũng tại tăng lên liền xích miêu cũng là như thế. Một ngày này, hứa viêm cùng mẫu thân ăn cơm, xích miêu như một cái mập quyết, ghé vào hứa mẫu bên cạnh, trước người là một bức trận đồ, cùng với viết chữ. Hứa viêm lo nghĩ, mở miệng nói, xích miêu, ngươi như thế cảm ngộ trận đồ, là không có ích lợi gì, cảm ngộ cũng không được gì, ngươi thiên phú cũng liền như vậy. Nếu là muốn có chỗ đến, không ngại đem trận đồ, vẽ vào ngươi cái nào đó khiếu huyệt bên trong, nếu là thành công, có thể liền có thể minh bạch một chút. Xích miêu khẽ giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ. Hứa Viêm lo nghĩ, lại nói, đương nhiên, không cần hoàn toàn phục khắc trận đồ vẽ vào, ngươi lần theo tự thân linh cảm, đem có khả năng vẽ vào trận văn vẽ vào, không cách nào vẽ vào trận văn, không cần để ý. Chờ tất cả có khả năng vẽ vào trận văn, đều vẽ vào khiếu huyệt về sau, lại tốn thời gian ăn khớp làm một cái trận đồ là đủ. Xích Miêu nghe vậy đại hỉ, meo meo kêu hai tiếng, ngỏ ý cảm ơn. Chỉ điểm Xích Miêu về sau, có thể thành công hay không, đều xem nó tự thân thiên phú. Hứa Viêm là nhìn thấy mẫu thân mình, thật sự coi xích miêu là mèo nuôi, mà còn xích miêu cũng rất thân mật mẫu thân mình, cho nên mới nhiều chỉ điểm một phen. Nội vực kịch bản bắt đầu kết thúc, vì mở rộng linh vực kịch bản làm một chút chuẩn bị, có chút kẹt văn. Chương 242, Hứa Viêm đột phá tâm kiếm cảnh. Lý Huyền uống Hứa Viêm theo đới gia trong bảo khố, vơ vét mà đến linh trà, cả người đều sảng khoái. Khó trách đới gia đem cái này linh trà, trân tàn tại trong bảo khố, cái này linh trà phẩm giai không thấp, mà còn có ẩn dưỡng thần hồn hiệu quả. Mặc dù hiệu quả rất nhỏ, bất quá uống cũng có thể khiến người càng thần thanh khí sản nếu là đỉnh phong đại tông sư uống cái này linh trà sẽ từ từ đột phá nửa bước thiên nhân cảnh giới ở vào tụ thần giai đoạn hứa viên ngồi tại đỉnh núi lắng động tự thân võ đạo thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên thậm chí một đoạn thời khắc hắn sơn hà bên trong phản phất có kiếm quan sắp xếp kiếm quan sắp xếp tạo thành một loại nào đó quy luật hoặc là một loại nào đó trình tự lý huyền nhìn đến âm thầm cao hứng không thôi hứa viên chẳng lẽ muốn tìm hiểu ra kiếm trận tới lấy hứa viêm yêu nghiệt, nhìn trận đồ về sau, tìm hiểu ra kiếm trận đến, Lý Huyền cũng không quá ngoài ý muốn. Tố Linh Tú bắt đầu luyện chế đan dược, là hứa quân hà, thạch nhị, chu anh, mạnh thư thư đột phá thông huyền cảnh cần thiết đan dược, dùng chính là tam phẩm linh dược làm chủ dược luyện chế. Khấu nhược trí cũng tại gần nhất, đột phá tiên thiên viên mãn. Bất quá, hắn cách thông huyền cảnh, cuối cùng kém một chút, còn cần thời gian lắng động. Luyện đang học đồ bên trong, đã có hai vị đột phá tiên thiên cảnh. Những người còn lại đều khí huyết viên mãn cái này tốc độ tu luyện không tính chậm dù sao có đang dược phụ trợ võ đạo đại học sĩ bên trong cũng có chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh thương lan đảo thực lực đều tại nhanh chóng tăng lên bên trong ngoại trừ hứa mẫu lý huyền nghiên cứu thái thương sách trang thứ ba thiên địa phát tắc đồng thời suy nghĩ thần thông cảnh về sau cảnh giới võ đạo thần thông ngưng luyện nguyên thần tự có thần thông sinh ra mà thần thông về sau liền nên liên quan đến thiên địa phát tắc thiên địa vĩ lực nên như thế nào vận dụng thiên địa phát tắc làm sao nạp thiên địa vĩ lực Lý Huyền rơi vào trầm tư bên trong. Võ đạo tiếp tục tu luyện đi xuống, nhất định phải siêu thoát thiên địa bên ngoài, cho nên thần thông bên trên võ đạo, mặc dù vận dụng thiên địa pháp tắc, vận dụng thiên địa vĩ lực, nhưng không thể bị thiên địa pháp tắc trói buộc. Có thể dùng pháp tắc, nhưng không thể bị giới hạn pháp tắc. Lý Huyền trong lòng có một chút ý nghĩ. Thần thông bên trên cảnh giới, dần dần có một chút mặt mày. Thời gian tại trong bình tĩnh vượt qua. Mạnh Sung khoảng cách viên mãn nội tình, đã không xa, cũng mang ý nghĩa khoảng cách đột phá đại nhật bất diệt kim thân không xa tố linh tú cũng là như thế tử vận cũng đã đột phá đỉnh phong đại tông sư cảnh giới không có tiến thêm một bước mà là khi thì tìm mạnh xung để chỉ điểm võ đạo mặc dù tu luyện võ đạo khác biệt nhưng mạnh xung chỉ điểm nàng võ đạo cũng là không có áp lực chút nào ngọc tiểu long cuối cùng bắt đầu cùng xích miêu tiếp xúc muốn học đại yêu chi pháp vì thế nó bắt đầu lấy lòng hứa mẫu chỉ là hứa mẫu đối với rắn không thích lắm bộ dạng bất quá đây là nhi tử bảo bối sủng vật rắn cũng là để xích miêu cùng ngọc tiểu long tiếp xúc thương lan đảo đỉnh hứa viêm yên tĩnh bó gối ngồi phản phất đã cùng thiên địa hòa làm một thể thân hình thậm chí đều đang biến hóa hắn ẩn giật thuật tăng thêm một bước dù cho là thay đổi hình dáng tướng mạo cũng sẽ không bị người phát giác ra được đồ đệ ngươi hứa viêm ẩn dật thuật đại thành ngươi ẩn dật thuật thăng hoa thành quy chân thuật đại đạo kim thư lật ra kim Quang hiện lên quy chân thuật tất cả đều là thật lý huyền trong lòng cảm thán không thôi cái này quy chân thuật thật là cường đại khí tức cùng tảng đá giao hòa, vậy mình chính là một khối đá, như thật đồng dạng. Chớ nói luyện thần thiên nhân, dù cho càng mạnh võ giả, cũng nhìn không ra sơ hở, cũng vô pháp phát giác không cùng đi. Hứa viêm tiếp tục tại lắng động tự thân, kiếm ý hiện lên tại hắn quanh người, tự hồ ở vào một loại nào đó huyền diệu trạng thái bên trong. Một ngày này, Lý Huyền ngay tại khắc ghi thái thương sách trang thứ ba thiên địa phát tắc, chuẩn bị viết vào đại đạo kim thư, bắt đầu là tiếp xuống võ đạo biên sáng tạo cung cấp phụ trợ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi khóe miệng lộ ra mỉm cười hứa viên kiếm đạo muốn đột phá ngay tại viên mãn tự thân nội tình mạnh sung, đột nhiên kinh dị nhìn hướng đỉnh núi đại sư huynh vị trí chợt tối linh tú cũng ngẩng đầu nhìn lại chậm rãi thương lan đảo bên trên tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh núi có người lộ ra vẻ kinh dị có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trên núi lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm ta nhớ kỹ nơi đó không phải một gốc cây sao có người nghi hoặc mà hỏi thăm thạch nhị ngươi nhìn đó là một thanh kiếm sao Chu Anh cao mày nhìn qua đỉnh núi hỏi. Nàng nhớ tới, nơi đó tự hồ là một cây đại thụ A. Là kiếm, khả năng mới vừa dựng thẳng đi lên. Thạch nhị gật đầu, nhưng lại nghi hoặc không thôi. Dựng thẳng một thanh kiếm ở trong đó làm cái gì? Thực lực càng thấp, nhìn thấy càng cho rằng, đó là một thanh kiếm. Mà ở trong mắt mạnh sung, đó là một cây đại thụ, cũng là một thanh kiếm. Kiếm ý ngưng tụ ở trong đó, tách ra lăng lệ kiếm mang, mà nó nhưng là một cây đại thụ. Trong chớp nhoáng này, mạnh xung có một chút cảm ngộ đại sư huynh lĩnh ngộ tâm kiếm cảnh đây chính là tâm kiếm cảnh lấy thiên địa vạn vật làm kiếm gặp núi núi làm kiếm cùng sông sông làm kiếm đao đệ nhị cảnh chính là tàn đao cảnh cùng tâm kiếm cảnh có gì khúc đồng công chi diệu đao giấu tại thiên địa thiên địa nơi nào không có đao thiên địa vật gì không phải đao mạnh xung quan sát gốc kia đại thụ trong đầu linh quan chợt hiện cảm ngộ nổi lên trong lòng giờ khắc này hắn đao hồng viên mãn mà đệ nhị cảnh tàn đao cảnh cũng có tu luyện như thế nào, làm sao đi cảm ngộ phương hướng. Ngươi đồ đệ mạnh sung, đao hồng viên mãn, tìm hiểu ra tàn đao cảnh phương hướng tu luyện, ngươi đột phá tàn đao cảnh. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía mạnh sung, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đây chính là tàn đao cảnh A. Đao ý không hiện, phong mang không lộ, động mà một chém ra thiên địa. Thực lực lại mạnh lên. Đồ đệ ngươi hứa viêm, đột phá kiếm đạo đệ nhị cảnh tâm kiếm cảnh, ngươi tâm kiếm cảnh đại thành. Hứa viêm đột phá tâm kiếm cảnh. Trong một chớp mắt, đỉnh núi bên trong cỏ nhỏ từng cây bay vụt mà lên chém vào sông thương bên trên sông thương vì đó ngăn nước trong chớp nhoáng này thương lan đảo bên trên tất cả mọi người biết hứa viêm lại đột phá nho nhỏ cỏ dại giống như sắc bén bảo kiếm sông thương ngăn nước đây là cỡ nào huyền diệu kiếm đạo tố linh tú nhìn đến hai mắt sáng tỏ đại thủ biến thành kiếm cỏ nhỏ cũng biến thành kiếm phản phất thiên địa vạn vật đều có thể hóa thành kiếm đại sư huynh kiếm đạo quả thật huyền diệu mà cường đại cỏ cây đều có thể làm kiếm, ta tu luyện đang y võ đạo. Trong chớp nhoáng này, tối linh tú có minh ngộ, nàng tinh tế cảm ngộ, trên thân đang hỏa hiện lên mà ra. Lý Huyền nghiêng đầu nhìn, lập tức mừng rỡ không thôi, hứa viêm đột phá tâm kiếm cảnh, chẳng những mạnh sung thu hoạch được cảm ngộ, tối linh tú thu hoạch được cảm ngộ, tự hồ muốn lĩnh ngộ mới ý cảnh. Mạnh sung thiên phú cực cao, tối linh tú cũng là, tại hứa viêm đột phá tâm kiếm cảnh lúc, có khả năng có rõ ràng cảm ngộ, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Huyền trong lòng suy nghĩ đồ đệ ngươi tối linh tú lĩnh ngộ đang diễm ngươi đang diễm đại thành đang diễm hỏa chi ý luyện đang càng nhanh tỷ lệ thành công càng cao luyện chế đang dược càng tinh thuần phẩm giai càng cao thậm chí đang dược sẽ xuất hiện đang vượng mà còn uy lực không tầm thường xa không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh hứa viêm đột phá tâm kiếm cảnh liên đối mạnh xung cùng tố linh tú đều có rõ ràng cảm ngộ đây là ngoài ý liệu thu hoạch ngọc tiểu long rung động trong lòng hứa viêm thực lực mạnh hơn lấy thực lực của hắn bây giờ cùng bình thường luyện thần thiên nhân giao phong đều chưa hẳn sẽ bại nếu là đánh lén càng nghĩ càng là cảm thấy kinh hãi hứa viêm thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh có lẽ không tới bao lâu bình thường luyện thần thiên nhân đều không phải là đối thủ của hứa viêm đại yêu chi pháp ta nhất định muốn học được a à, đây là cơ duyên của ta không thể bỏ qua ngọc tiểu long ánh mắt kiên định nó nhìn hướng xích miêu cái này mập hổ tham ăn hẳn là tương đối dễ dàng lừa gạt a à. trên người mình còn có chút tức dữ móc một chút đi ra, đổi đại yêu phương pháp tu luyện, hẳn là có thể đem. Ngọc Tiểu Long trong trầm tư. Hứa viêm đột phá kiếm đạo đệ nhị cảnh, tâm kiếm cảnh. Kiếm đạo đệ tam cảnh, cũng nên biên đi ra. Lý Huyền trong lòng có một chút áp lực. Thần thông cảnh bên trên cảnh giới võ đạo, mới vừa có manh mối, còn không có biên sáng tạo ra, kiếm đạo đệ tam cảnh, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù trong lòng có áp lực, bất quá Lý Huyền nhưng là động lực tràn đầy, thực lực tăng lên, mới là thế gian lớn nhất vui vẻ tại hứa viêm đột phá kiếm đạo đệ nhị cảnh tâm kiếm cảnh không lâu hàng long trưởng cũng theo đó đột phá đồ đệ ngươi hứa viêm hàng long trưởng đột phá đệ ngũ trọng ngươi hàng long trưởng đệ ngũ trọng đại thành hàng long trưởng đệ ngũ trọng long uy chân ý càng mạnh hình rồng trưởng lực gần như cùng chân long không có hai rất sống động giống như chân long đồng dạng mà còn mơ hồ trong đó đã có đủ một loại to lớn chi uy đệ ngũ trọng hàng long trưởng đánh ra đến hình rồng trưởng lực tựa hồ có cưỡi mây lướt gió lực lượng có thế ngự thủy mà chiến Lý Huyền có một loại cảm giác, Kim Long sinh ra thần thông cũng không xa. Có thể đợi đến đột phá thần thông cảnh, Hàng Long trưởng đánh ra đến Hoàng Kim Cự Long, sẽ có thần thông, giống như chân chính chân Long cũng khó nói. Kiếm Tôn Nhai bên trên. Tạ Lăng Phong ngồi xếp bằng, yên lặng tìm hiểu, hứa viêm chỉ điểm hắn lời nói, tất cả đều nổi lên trong đầu, một đoạn thời khắc, linh quang lóe lên, tiến vào một loại nào đó huyền diệu trạng thái. Trong lòng của hắn có chút buồn bực, chính mình tiếp xúc chân chính kiếm đạo sớm hơn, lĩnh hội sớm hơn, kết quả cha mình ngược lại trước một bước kiếm tâm thông minh, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý. Thậm chí có chút hoài nghi mình thiên phú. Ngay tại lĩnh hội kiếm đạo bên trong tạ lăng phong, một đoạn thời khắc trong đầu, hiện ra sở học kiếm pháp, trong một sát na, kiếm pháp sơ hở cùng điểm yếu, đều nhất nhất nhìn rõ đi ra. Kiếm pháp trong mắt hắn, phản phất thay đổi đến như vậy bé nhỏ không đáng kể. Kiếm tâm thông minh. Thương lan đảo bên trên, Lý Huyền ngay tại suy nghĩ kiếm đạo đệ tam cảnh. Đại đạo kim thư lật ra. Tu luyện ngươi kiếm đạo tạ lăng phong, đột phá kiếm tâm thông minh, ngươi tâm kiếm cảnh cảm ngộ tăng lên. Tạ Lăng Phong kiếm tâm thông minh, lĩnh ngộ kiếm ý cũng sẽ không quá xa. Lý Huyền chờ mong, Tạ Lăng Phong có khả năng lĩnh ngộ ra cái gì kiếm ý tới. Vài ngày sau, Tạ Lăng Phong tới. Mặc dù kiếm tâm thông minh, bước vào kiếm đạo chi môn, nhưng mà lĩnh ngộ kiếm ý còn kém một chút. Hắn là đến tìm tiền bối chỉ điểm sai lầm. Kết quả, phát hiện Hứa Viêm vậy mà theo linh vực trở về, lập tức hưng phấn không thôi. Chúc mừng Tạ huynh vào kiếm đạo. Hứa Viêm cười nói: "Phêu, còn kém một chút, kiếm ý khó ngộ a." À? Tạ Lăng Phong thở dài một tiếng nói: "Kiếm ý, kỳ thật không khó ngộ, Tạ huynh vốn là có cơ sở, tìm đúng phương hướng, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý." Hứa Viêm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Tạ Lăng Phong một mặt im lặng, kiếm ý ở trong mắt Hứa Viêm đã là rất nhẹ nhàng liền có thể lĩnh ngộ. Có thể là ta không tìm được lĩnh ngộ kiếm ý phương hướng." Tạ Lăng Phong buồn bực nói: "Hứa Viêm chỉ một cái sông thương, nói: ngươi nhìn cái này sông thương thao thao bất tuyệt ngươi tu luyện vạn hà kiếm pháp có hay không cũng như vậy ngươi có thể coi đây là phương hướng lĩnh ngộ trong đó ý tạ lăng phong khẽ giật mình ngắm nhìn sông thương như có điều suy nghĩ mơ hồ trong đó có một chút cảm ngộ tự hồ tìm tới lĩnh ngộ kiếm ý phương hướng đa tạ hứa huynh chỉ điểm tạ lăng phong tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới tại hứa viêm chỉ điểm phía dưới tạ lăng phong rất nhanh liền tìm tới phương hướng trên thân dần dần hiện ra một cổ kiếm thế, kiếm thế giống như cuồn cuộn sông lớn, rã rít không dứt. Dần dần kiếm thế ngưng luyện, bắt đầu thuế biến. Dòng sông chảy xuôi, thao thao bất tuyệt âm thanh, trên người tạ lăng phong vang lên, kiếm ý nổi lên, giống như một con sông lớn vờn quanh quanh thân. Dần dần sông lớn chia làm, từng đầu sông nhỏ, sông nhỏ đang vào lẫn nhau, lại biến thành sông lớn. người kiếm đạo tu luyện giả tạ lăng phong, lĩnh ngộ vạn hà kiếm ý, ngươi vạn hà kiếm ý đại thành. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ gật đầu, kiếm đạo lại nhiều một người lĩnh ngộ kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý không lâu, Tạ Lăng Phong chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh. Hắn sớm đã tiên thiên viên mãn, chỉ là vì vào kiếm đạo mà dừng lại một đoạn thời gian. Tạ Lăng Phong thiên phú mạnh hơn so với Hứa Quân Hà đám người, hắn tại tiên thiên cảnh không có gặp phải bình cảnh, tại Hứa Viêm truyền thụ cho giảng giải thông huyền cảnh chi pháp về sau, Tạ Lăng Phong bắt đầu đột phá. Tạ Lăng Phong đột phá thông huyền cảnh, đại đạo kim thư không có cho ra phản hồi, cái này tại Lý Huyền trong dự liệu, dù sao hắn đều thần nguyên cảnh tạ lăng phong bất quá đột phá thông huyền mà thôi huống hồ cũng không phải là đệ tử của hắn đại đạo kim thư không có cho ra phản hồi cũng là bình thường ngược lại là võ đạo thần ảnh bên trong có một đạo thần ảnh đã có được kiếm ý có thể thi triển ra vạn hà kiếm ý đến đây coi như là tạ lăng phong tên này đại hoang võ giả phản hồi tại tạ lăng phong đột phá về sau hứa quân hà mấy người cũng bắt đầu đột phá thông huyền cảnh hứa quân hà mạnh thư thư thạch nhị chu anh đột phá thông huyền về sau mấy tên võ đạo học sĩ cũng theo sát đột phá thông huyền cảnh. Vừa vào thông huyền, liền có có thể so với đỉnh phong đại tông sư thực lực. Đã ở vào nội vực võ đạo đỉnh. Dù sao, bây giờ nội vực, nửa bước thiên nhân đã không nhiều lắm. Hứa viêm bắt đầu truyền thụ hứa quân hà đám người võ đạo, thậm chí nếm thử, chỉ điểm mấy người lĩnh ngộ ý cảnh. Bất quá, bị giới hạn thiên phú, muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ ý cảnh, độ khó quá lớn. Bất quá, đột phá thông huyền về sau, cũng có sức tự vệ. Hứa viêm dành thời gian đi một chuyến đại hoang nội các, chỉ điểm quách vinh sơn mấy người võ đạo tu luyện thuận tiện đưa đi một chút đan dược đều là tối linh tú luyện chế có thể bảo đảm bọn họ tu luyện tới thông huyền cảnh không sai biệt lắm nên đi linh vực lý huyền thở ra một hơi hứa quân hà mấy người đột phá chính mình lại lưu lại thần nguyên hóa thân ngọc bài bảo đảm bọn họ vạn nhất liền có thể yên tâm đi linh vực sông sáo hứa viêm đã chờ mong trở lại linh vực sông sáo linh vực cái này mênh mông võ đạo giới cùng những cái kia siêu nhiên linh tông thiên kiêu giao phong mà lý huyền không kịp chờ đợi muốn đi linh vực, tìm cái thứ tư đồ đệ, đem kỳ môn võ đạo cho tu luyện được. Một ngày này, mạnh xung trên thân hiện ra kim quang, đã viên mãn tự thân nội tình, có thể chuẩn bị đột phá đại nhật bất diệt kim thân, tại đột phá thời điểm, thuế biến thăng hoa bản thân. Lý Huyền lộ ra vẻ chờ mong, mạnh xung đột phá, sẽ thuế biến cái gì thần cốt đâu? Thần cốt linh thể, cái này thể chất đặc thù, làm cho thực lực càng mạnh, võ đạo con đường phía trước càng thêm bằng phẳng. Phóng nhãn linh vực, chỉ sợ cũng khó tìm mực này thể chất đặc thù thiên kiêu a. Linh vực. Trịnh Quốc kinh thành, trong hoàng cung. Trịnh hoàng xuất lĩnh một đám thành viên hoàng thất, cùng với Trịnh Quốc mấy cái trọng thần, nhộn nhịp bái phục tại trên mặt đất, cung kính hành lễ. Bái kiến thượng tông đại nhân. Chương 243, Linh vực cửa mở, cầm ngọc lệnh người có thể nhập. Trịnh Quốc trong hoàng cung, Trịnh hoàng xuất lĩnh một đám hoàng thất cường giả, mấy đại Trịnh Quốc trọng thần, quỳ rạp trên đất, mà tại mọi người phía trước, hai thân ảnh ngồi tại trên ghế. Một nam một nữ. Nam tử mặt trắng râu dài, trên người mặt trường bào màu tím, không giận tự uy. Nữ tử là một tên mỹ phụ nhân, xanh nhạt váy dài, trên đầu kéo một cái búi tóc, thần sắc lạnh nhạt, ăn nói có ý tứ. Linh vực chi môn mở ra, đưa tin nội vực, phàm cầm ngọc lệnh người, có thể nhập linh vực, tiến về ngọc lệnh sở thuộc linh tông cùng thế gia, Trịnh Quốc phụ trách hộ tống ngọc lệnh người, tiến về ngọc lệnh sở thuộc thực lực. Thanh âm nam tử bình thản phân phó nói. Phải. Trịnh Hoàng đám người khẽ giật mình, dựa theo ban đầu quy định, hiện tại vẫn chưa tới linh vực chi môn mở ra, để cầm trong tay ngọc lệnh người, tiến vào linh vực thời gian. Vì sao trước thời hạn? Là vì, linh vực chi môn đã mở ra. Vừa nghĩ tới đây khả năng, trịnh hoàng cái tráng liền toát ra mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên đất, khởi bẩm thượng tông đại nhân, linh vực chi môn đã mở ra, thủy tinh cung người tiến vào nội vực. Nam tử lãnh đạm nhìn thoáng qua, nói, theo quy củ mà đi liền có thể, không cần bẩm báo. Là, thượng tông đại nhân. Trịnh hoàng thở dài một hơi. Theo quy củ mà đi, chính là linh tông cùng thế gia võ giả, nếu muốn mở ra linh vực chi môn, tiến vào nội vực, có thể cho qua. Trịnh Hoàng đám người không người lui ra, bắt đầu chọn lựa nhân viên, phụ trách an bài linh vực chi môn mở ra, cùng với cầm ngọc lệnh người tiến vào linh vực lúc hộ tống nhiệm vụ. Đây là thời gian qua đi gần vạn năm về sau, lại lần nữa chân chính trên ý nghĩa mở ra linh vực chi môn, để nội vực cầm ngọc lệnh võ giả, tiến vào linh vực, tiến về ngọc lệnh sở thuộc thế lực, dung không được nửa điểm qua loa. Trịnh Quốc Hoàng thất nhiệm vụ, chính là cái này một cái, nếu là xảy ra sai sót, Trịnh Quốc liền xong đời. Đương nhiên, tận trách là được, nếu là thật sự có người, nếu là thật sự có người tập kích Ngọc lệnh người nắm giữ mà Trịnh quốc bất lực che chở, sẽ không nhận trách phạt. Tự nhiên sẽ có siêu nhiên linh tông truy cứu trách nhiệm kẻ tập kích. Còn nếu là Trịnh quốc chưa hết trách nhiệm, cố ý lơ là sơ suất, đây chính là đại tội. Đương nhiên, dựa theo ngày trước quy củ, trọng yếu Ngọc lệnh người nắm giữ, tự nhiên sẽ có Ngọc lệnh sở thuộc thế lực hộ tống, không cần đến Trịnh quốc hộ tống. Chỉ bất quá, hiện tại tình thế khác biệt mà còn nội vực có hay không có cầm ngọc lệnh người, vẫn là một cái ẩn số. Nhã Dung, không nghĩ tới Thái Miễu Sơn, vậy mà phái ngươi đến, tôn sư hạnh tiền bối còn tốt chứ. Nam tử nhìn hướng Mỹ phụ nhân mở miệng nói. Thanh Vương có lòng, tôn sư rất tốt. Nhã Dung ngữ khí bình thản. Thanh Vương, Đại Chu Quốc Hoàng thất gần trăm năm cuộc khởi cường giả, hơn trăm tuổi, đã là luyện thần hậu kỳ cường giả. Sau này vẫn đỉnh luyện thần đỉnh phong, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột hạng thanh tự hồ đã thành thói quen nhã dung lạnh nhạt tư thái tiếp tục mở miệng hỏi lúc trước tôn sư tiến vào nội vực chém giết huyết ma ma chủ không biết phải chăng là triệt để diệt sát huyết ma huyết ma đã chết sư tôn đích thân mai táng huyết ma xảo trá tam lạc tam khởi mặc dù tôn sư thực lực cường đại vô cùng huyết ma lại ở vào suy yếu giai đoạn nhưng tôn sư cùng huyết ma ở giữa hạng thanh trầm ngâm nói ngậm miệng nhã dung đột nhiên thần sắc lạnh lẽo nói hạng thanh thở dài một tiếng nói ngươi cũng không cần tức giận, ngươi phải biết, gia gia của ta, đời trước thanh vương, chết tại huyết ma chi thủ, chết tại nội vực bên trong. Cha ta bình thường, chưa thể kế thừa thanh vương chi danh, ta cũng là phí hết sức gian khổ, mới kế thừa thanh vương chi danh, huyết ma với ta mà nói, thâm cừu đại hận. Ta mặc dù tin tưởng tôn sư, làm sao huyết ma xảo trá, sợ nhất tôn sư mềm lòng. Nhã Dung lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, sư tôn sớm đã vứt bỏ yêu hận, chém giết huyết ma, trảm đi trần duyên, trảm đi tâm chướng, sớm đã khám phá ràng buộc hạng thanh thần sắc giật mình nhìn hướng nhã dung hít sâu một hơi nói tôn sư đã đi ra bước này nhã dung quay đầu qua không tiếp tục để ý hắn linh vực chi môn đại điện bên trong hai vị người canh giữ trong lòng giật mình cuốn quyết hành lễ nói bái kiến bệ hạ trịnh hoàng vậy mà đích thân đến chẳng lẽ đã xác định thiếu niên kia là huyết ma bệ hạ là đến hỏi tội trong lúc nhất thời hai tên người canh giữ sợ mất mật mở ra linh vực chi môn đưa tin nội vực cầm ngọc lệnh người có thể nhập linh vực, kỳ hạn một tháng. Trịnh Hoàng trầm giọng phân phó nói. Là, bệ hạ. Hai vị người canh giữ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời nghi hoặc, làm sao mở ra linh vực chi môn trước thời hạn. Linh vực chi môn mở ra, lần này cũng không phải là mở ra một cánh cửa khe hở, mà là triệt để mở ra. Đồng thời, đi theo trịnh hoàng sau lưng một lão giả, cất bước bước vào linh vực chi môn, tiến vào nội vực. ầm ầm, Thương bắt chi địa, ánh sáng chiếu rọi, thiên bảo các một đám cường giả, nháy mắt đã bị kinh động. Nhộn nhịp đứng thẳng đỉnh núi, nhìn hướng linh vực chi môn vị trí. Đây là triệt để mở ra linh vực chi môn. Tử quan nam tử khiếp sợ nói. Nửa ngày, một cánh cửa khổng lồ, sóng ánh sáng nhộn nhạo đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Một cổ linh khí nồng nặc theo cánh cửa khổng lồ tràn vào nội vực, làm cho linh vực chi môn phụ cận trăm dặm, nồng độ linh khí nháy mắt tăng lên một lần. Trăm dặm chi địa thiên địa linh cơ, cũng biến thành càng sinh động hẳn lên một lão giả theo linh vực chi môn bên trong đi ra, hắn nhíu mày một cái, có chút ghét bỏ nội vực linh khí mờ nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía thiên bảo các vị trí. Bước ra một bước, liền đi tới thiên bảo các đỉnh núi. Tử quan nam tử gặp một lần phía dưới, lập tức tâm can đều rung rẩy lên, phù phù một tiếng liền quỳ rạp trên đất. Bái kiến tôn thượng. Thiên bảo các còn lại cường giả, cuốn quyết nhộn nhịp quỳ rạp trên đất, hận không thể đem đầu vùi sâu vào bùn đất bên trong, sợ chọc cái này thiên bảo các phía sau cường giả không thích, đưa tới họa sát thân lão giả nhìn xuống tử quan nam tử, lãnh đạm nói, đưa tin nội vực thiên hạ, phàm cầm ngọc lệnh người, có thế nhập linh vực, một tháng kỳ hạn. Là, tôn thượng. Tử quan nam tử tim gan rung lên, cuốn quyết cung kính nói. Trong lòng vô cùng rung động, làm sao đột nhiên mở ra linh vực chi môn, để cầm ngọc lệnh người tiến vào. Cái gì là ngọc lệnh? Giờ khắc này, tử quan nam tử phát hiện, chính mình tự hồ bỏ qua cái này trọng yếu tin tức, nếu là mình lúc trước nắm giữ ngọc lệnh, cảnh ngộ sẽ hay không có khác biệt lão giả truyền lệnh về sau, tự hồ vô cùng ghét bỏ nội vực mỏng manh linh khí, quay người trở về linh vực chi môn. Chờ lão giả tiến vào linh vực chi môn về sau, tử quan nam tử đám người, mới dám đứng dậy, cuốn quyết lấy thiên bảo các con đường, đưa tin nội vực thiên hạ. Đến mức như thế nào ngọc lệnh, minh bạch người, tự nhiên sẽ minh bạch đi. Thương lan đảo bên trên, mạnh sung chuẩn bị đột phá. Đảo bên ngoài hai thân ảnh bồng bềnh mà tới, đều là xinh đẹp không gì sánh được tuyệt sắc nữ tử. Hứa công tử, Vân Miểu Miểu nở nụ cười xinh đẹp nhìn về phía Hứa Viêm. "Vân cô nương, ngươi đến tìm ta chuyện gì?" Hứa Viêm y như dĩ vãng trực tiếp. "Tự nhiên là có đại sự." Tại Vân Miểu Miểu cùng Hứa Viêm trò chuyện thời điểm, Vô Song đại tông sư, nhưng là liên tiếp nhìn hướng Lý Huyền, vị này Hứa Viêm sư phụ, vậy mà nhìn xem trẻ tuổi như vậy tuấn lãng. Lý Huyền ngẩng đầu, nhìn hướng vị này chính mộng xinh đẹp nữ tử, nếu không phải hắn tâm cảnh thanh thản, không vì ngoại vật chỗ quấy nhiễu, sợ rằng đều sẽ vì nàng xinh đẹp cùng quyến rũ mà tâm nổi sóng vô song sinh ra mắt tiền bối. Vô song gặp Lý Huyền nhìn qua, cuốn quyết hành lễ nói. Ân. Lý Huyền nhẹ gật đầu, liền không nhìn nữa nàng. Vô song nhưng là thanh tú động lòng người đi đi qua, không giờ khắc nào không tại tản ra mị hoặc khí tức, cung kính hỏi, tiền bối, tiểu nữ tử có một võ đạo nghi hoặc, không biết tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc. Đang cùng hứa viêm trò chuyện vân miễu miễu, sắc mặt đều đỏ, ánh mắt vô cùng xấu hổ, chính mình sư phụ đang làm cái gì? Chẳng lẽ, nàng vậy mà vọng tưởng đi mị hoặc hứa viêm sư phụ. Quá mất mặt a. À. Phát sinh đại sự gì? Hứa viêm không để ý đến vô song đại tông sư tiểu động tác, điểm này mị hoặc lực lượng, lấy sư phụ cảnh giới, nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn một chút. Lý huyền xác thực không có mắt nhìn thẳng vô song, mà là ánh mắt có chút hướng bên trên liếc một cái, nhìn vô song cuối người thỉnh giáo thời điểm, không biết là có ý, hoặc là vô ý, nửa lộ ra ngoài trắng như tuyết hình dáng liếc mắt. Ngọc Phong hùng vĩ, mượt mà như Ngọc A. À. Trong lòng cảm khái một tiếng thần sắc y nguyên bình tĩnh, lạnh nhạt không gợn sóng, không nhận sắc đẹp mê hoặc. Ngữ khí lạnh nhạt nói, mị hoặc, có thể xem là công tâm chi thuật, loạn tâm cảnh, loạn ý chí. Thiện dùng thì có khắc địch hiệu quả, vọng dùng thì từ rơi xuống bản thân. Vô song lập tức sắc mặt đỏ lên, lúng túng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bất quá da mặt nàng dày, mà còn đối lý huyền, vị này hứa viêm sư phụ, phi thường tò mò, bởi vậy thuận thế liền đứng đến lý huyền bên cạnh, một bên cho lý huyền châm trà, một bên cung kính nói, tiền bối chính là cao nhân, còn mời tiền bối lại chỉ điểm một hai. Vân Miểu Miểu nhìn sư phụ vài lần, liền không tiếp tục để ý. chính mình sư phụ phải hiểu phân tất a. Thần sách nghiêm túc nhìn hướng Hứa Viêm, nói: Linh vực chi môn mở ra. Linh vực chi môn đã sớm mở ra, ta đây biết. Hứa Viêm lơ đễnh. chính mình cũng đi một chuyến linh vực trở về. lần này là triệt để mở ra, mà còn đã đưa tin nội vực thiên hạ, phàm là cầm ngọc lệnh người đều có thể tiến vào linh vực kỳ hạn một tháng. Vân Miểu Miểu trịnh trọng nói thì ra là thế. Hứa viêm bừng tỉnh, hắn nghĩ tới Đỗ Ngọc Anh, tất nhiên linh vực chi môn mở ra, Đỗ Ngọc Anh cũng nên tiến vào linh vực đi. Đỗ cô nương cầm trong tay, là Thái Miễu Ngọc Lệnh, mà Thái Miễu Tông, chính là siêu nhiên linh tông một trong. Tại linh vực, hứa viêm đã hiểu rõ liên quan tới mấy lớn siêu nhiên linh tông cơ bản tin tức. Thái Miễu Tông, chính là siêu nhiên linh tông một trong. Mà Đỗ Ngọc Anh, cầm trong tay chính là Thái Miễu Ngọc Lệnh, mà còn có thiên nhân huyết mạch, huyết mạch của nàng đến từ Thái Miễu Tông cường giả vừa vào linh vực thân phận địa vị của nàng sẽ không quá thấp. Vân cô nương là muốn ngọc lệnh sao? Hứa viêm mở miệng hỏi. Vân miễu miễu từng trợ giúp hắn ma luyện tâm cảnh, mà hắn có một ít ngọc lệnh, nếu là vân miễu miễu cần, có thể đưa cho nàng một cái ngọc lệnh, còn lúc trước tương trợ chi tình. Ngọc lệnh ta có. Vân miễu miểu lắc đầu, nàng mang theo vẻ chờ mong, hứa công tử, ngươi muốn vào linh vực sao, không bằng theo ta cùng một chỗ vào linh vực. Hứa viêm đang muốn từ chối nhã nhặn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đảo bên ngoài, hai đạo bóng hình xinh đẹp bồng bềnh mà tới. Đỗ Ngọc Anh cùng Thúy Nhi, Hứa Công Tử. Đỗ Ngọc Anh yêu kiều cười một tiếng nói, Hứa Công Tử, không. Thúy Nhi vừa thấy được Hứa Viêm liền mặt ngọc phím hồng, ngọc ngào kêu. Vân Miểu Miểu đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhìn hướng Đỗ Ngọc Anh, hơi kinh ngạc chi sắc. Một đoạn thời gian không gặp, Đỗ Ngọc Anh khí chất biến hóa rất lớn, hiên ngang mà xinh đẹp. Đỗ Cô Nương cũng là vì linh vực chi môn mà đến. Vân Miểu Miểu hiếp mắt nói vâng cô nương, cũng là sao. Đỗ Ngọc Anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hứa viêm nhìn một chút hai nữ, như có điều suy nghĩ bộ dáng, mở miệng nói, hai vị cô nương, đều muốn tiến vào linh vực, mà linh vực tôn ti đẳng cấp xâm nghiêm, đều là nội vực người, nếu là khả năng, trợ giúp lẫn nhau, có trợ giúp tại linh vực đặt chân. Mặc dù hai nữ, đều cầm trong tay Ngọc Lệnh, nhưng chung quy là nội vực người. Cho dù Đỗ Ngọc Anh cầm chính là Thái Miểu Ngọc Lệnh, tại bên ngoài có lẽ bởi vì siêu nhiên linh tông thân phận, mà sẽ không nhận đến kỳ thị, nhưng tại Thái Miểu Tông bên trong, nhưng là chưa hẳn. Hứa công tử nói rất đúng. Đỗ Ngọc Anh nói gì nghe nấy bộ dạng. Vân Miểu Miểu kinh ngạc một cái, tự hồ nghĩ đến cái gì, cũng lộ ra nụ cười, nói, Miểu Miểu nghe hứa công tử. Thúy Nhi Trừng Vân Miểu Miểu, dáng vẻ thở phì phò. Lý Huyền đang chỉ điểm vô song vài câu, thỉnh thoảng bác quái thần sắc, chú ý hứa viêm cùng hai nữ động tĩnh, trong lòng cảm thán chính mình đồ đệ chính là Cường A. Tiền bối, lần này linh vực chi môn mở ra, cầm ngọc lệnh người có thể vào, không biết tiền bối thấy thế nào. Vô song tò mò hỏi. Nội vực cũng tốt, linh vực cũng được, bất quá thiên địa một góc, không có gì quan điểm. Lý Huyền lạnh nhạt nói. Vô song khẽ giật mình, nội vực cùng linh vực, đều là thiên địa một góc, trong lòng nàng rung động, linh vực ở tiền bối trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ là hoang vắng chi địa A. Linh vực chi môn mở ra, cầm ngọc lệnh người có thế nhập linh vực thông tin, đã truyền khắp đại hoang thiên hạ, các đại thế lực không ít người đều tại hiếu kỳ, cái gì là ngọc lệnh? Một chút thế lực, ngay tại trăm phương ngàn kế tìm kiếm ngọc lệnh thám thính cùng ngọc lệnh tương quan thông tin mà người mang ngọc lệnh người tất cả đều không nói đại hoang võ đạo học viện bên trong bạch vân không cao mày dựa theo thời gian suy tính không phải là hiện tại mới đúng trước thời hạn đi học viện chúng ta còn có ngọc lệnh sao bàn dư mở miệng nói bạch vân không tay một tấm ba viên ngọc lệnh xuất hiện tại trong tay cho hứa viêm cùng mạnh xung a lại chọn lựa một người bàn dư lo nghĩ hỏi hứa viêm cùng mạnh sung hẳn là không cần bạch vân không thở dài một hơi cuối cùng đem ngọc lệnh thu hồi nói thất tinh học cung đã trở thành quá khứ ngọc lệnh cũng liền vô dụng mà còn linh vực tình huống làm sao không thể biết được a à. bàn dư trầm mặt xuống thất tinh học cung kết nối linh vực thế lực có tồn tại hay không học cung tổ sư như thế nào vẫn như cũ là cái không thể biết được một lần cuối cùng có người tiến đến để lộ ra đến tình huống học cung tại linh vực sở thuộc thế lực tình cảnh không quá tốt hứa viêm đi linh vực, không biết khi nào trở về. Nếu là trở về, có thể đi hỏi một chút, học cung sở thuộc linh vực thế lực, phải chăng còn tồn tại. Bạch Vân không trầm trọng mở miệng nói. Mạnh sung hẳn là muốn đi linh vực, lại tìm hắn hỏi một chút đi. Bàn Dư đề nghị. Cũng tốt. Bạch Vân không nhẹ gật đầu, hai người lên đường tiến về Thương Lan Đảo. Thương Bắc Chi Địa, võ giả lần lượt xuất hiện, nhộn nhịp tuôn hướng linh vực chi môn. Mặc dù không có ngọc lệnh, nhưng cũng là tiến về linh vực một cái cơ hội bọn họ đều không có chuyển tu đại hoang võ đạo, mà còn đại hoang võ đạo, quả thật có tiền đồ hơn. Dù cho đại hoang võ đạo càng mạnh, nếu là có thể đi linh vực tu luyện, có hay không càng tốt đâu. Nhưng có ngọc lệnh. Linh vực chi môn bên trong, đứng vững hai tên người canh giữ, nhìn hướng vọt tới võ giả, trầm giọng hỏi. Không, không có. Không có ngọc lệnh, liền không thể vào bên trong sao. Một đám võ giả nhộn nhịp mở miệng, ỉ vào nhiều người, sức mạnh lại đủ một chút. Không có ngọc lệnh người, không được đi vào. Oanh! Thiên nhân khí thế bộc phát, trực tiếp kinh sợ một đám võ giả. Tản ra, lại tập hợp gây rối, giết không tha. Một tên người canh giữ lạnh lùng nói. Trong chớp nhoáng này, muốn tiến vào linh vực võ giả, lập tức sắc mặt ảm đạm, bọn họ cảm thấy mình tinh thần ý thức, phản phất bị một tòa núi lớn đè lên, toàn thân đều cứng ngắc. Đây chính là võ đạo thiên nhân chi uy. Linh vực chi môn mở ra, mổ không muốn sát giới, nếu là ngu xuẩn mất khôn, đừng trách nào đó xuất thủ vô tình. Một tên người canh giữ lạnh lùng thốt chương 244, mạnh sung cùng tố linh tú đột phá. Linh vực chi môn phía trước, một đám võ giả sắc mặt xanh trắng thay đổi, trong lòng cảm thụ biệt khuất cùng không cam lòng, nhưng mà lại lại không thể làm gì. Có võ giả trực tiếp quay người rời đi, thần sắc kiên định, quyết định, chuyển tu đại hoang võ đạo. Bất quá mấy ngày, thương bắt chi địa, linh vực chi môn phía trước, đã võ giả tập hợp. Tại một lần ý đồ liên thủ xông vào linh vực chi môn, bị trực tiếp trấn sát về sau, tất cả võ giả đều hiểu, không có ngọc lệnh, là không cách nào tiến vào linh vực. Cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh vực, đại điện bên trong, Trịnh Hoàng cùng mấy tên trọng thần, đích thân tỏa trấn, phụ trách lần này linh vực chi môn công việc. Nhưng mà, mấy ngày đi qua, một tên cầm ngọc lệnh người đều không có. Bệ hạ, nội vực trải qua huyết ma chi biến, sợ đã không có ngọc lệnh người nắm giữ, thậm chí nội vực cũng không biết, ngọc lệnh tồn tại. Một tên trọng thần trầm giọng nói. Không quản nội vực có hay không ngọc lệnh người, một tháng kỳ hạn, không được có bất luận cái gì sơ hở. Trịnh Hoàng nghiêm túc nói. Mấy tên trọng thần gật đầu, đây là thượng tông đại nhân phân phó xuống, không dám có bất kỳ kinh thường. Linh vực chi môn phía trước, một thân ảnh sợ hãi rụt rè bộ dạng đi tới. Nhưng có ngọc lệnh. Thủ vệ trầm giọng hỏi. Có, có. Người tới lấy ra một cái ngọc bài. Thủ vệ nhìn thoáng qua, hơi nhíu lên lông mày, chưa từng nghe ngọc lệnh sở thuộc thế lực, bất quá ngọc lệnh đúng là thật, vì vậy vung vung tay, để người tiến vào. Người kia thở dài một hơi, kích động bước vào linh vực chi môn phụ cận một mực quan tâm linh vực chi môn võ giả, không nhịn được câu mày, nội vực vậy mà quả thật có ngọc lệnh người nắm giữ. Vài ngày sau, lại một người tới đến linh vực chi môn phía trước. Đó là Tử Vân Hoàng. Chú ý linh vực chi môn cường giả kinh ngạc nói. Tử Vân Quốc sụp đổ, Tử Vân Hoàng không biết tung tích. Không ngờ tới, đối phương vậy mà nắm giữ ngọc lệnh. Thủ vệ nhìn Tử Vân Hoàng liếc mắt, coi lại trong tay hắn ngọc lệnh, hơi có chút kinh ngạc. Túc gia ngọc lệnh. Tử Vân Hoàng trong lòng khẩn trương không thôi, cái này cái ngọc lệnh là hắn tại túc công tử bị giết chi địa tìm kiếm được ngọc bài tự hồ là thân phận tượng trưng linh vực chi môn mở ra hắn suy đoán khả năng này chính là ngọc lệnh nhưng mà hắn cũng không phải là túc gia huyết mạch bởi vậy lo lắng không cách nào tiến vào linh vực đi vào đi thủ vệ thái độ lãnh đạm phất phất tay để tử vân hoàng tiến vào niên kỷ lớn như vậy thực lực không mạnh thiên phú tại linh vực cũng thuộc về đồng dạng cầm ngọc lệnh tiến vào túc gia cũng bất quá biến thành một nô bột mà thôi không đáng một tơ một hào coi trọng. Chớ nói hiện tại, cho dù là năm đó, chỉ có thiên kiêu cầm ngọc lệnh tiến vào, mới sẽ thu hoạch được coi trọng, tư chất quá kém người, tiến vào phía sau cũng bất quá biến thành làm việc vặt. Thương Lan đảo bên trên. Vân miểu miểu cùng Đỗ Ngọc Anh, tử vận ba nữ, lẫn nhau nhận biết một phen, ba nữ đều là muốn đi vào linh vực, mà đối với linh vực tình hình, đã theo hứa viêm trong miệng biết được một chút đại khái. Đó là một cái công ty đẳng cấp xâm nghiêm địa phương. Vui mừng chính là, ba nữ cầm ngọc lệnh, đều là siêu nhiên linh tông ngọc lệnh. Tử vận cầm, chính là đại chu quốc, thanh vương ngọc lệnh. Vân miễu miễu cầm trong tay, cùng đỗ ngọc anh thuộc về cùng một linh tông, đều là thái miễu ngọc lệnh. Mà còn, nhìn ngọc lệnh lưu lại, tự hồ là cùng một người. Ba nữ mặc dù đều nghĩ hứa viêm cùng mạnh sung, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào linh vực, nhưng mà hứa viêm cùng mạnh sung đều cự tuyệt, hai người liền không nghĩ qua, cầm ngọc lệnh tiến vào. Vân muội muội, ngươi cầm ngọc lệnh, hẳn là ta tổ bà bà lưu lại. Đỗ Ngọc Anh nụ cười sáng lạng, tự hồ có thể ép vân miễu miễu một đầu ngọc anh muội muội ta tu luyện chính là tổ sư bà bà truyền lại công pháp chính là tổ sư bà bà chính thống nhất mạch vân miễu miễu cũng không nhận thua không quản ai là sư tỷ ai là sư muội đi thái miễu tông hẳn là nâng đỡ lẫn nhau không thể rơi xuống đại hoang tên tuổi đỗ ngọc anh trầm mặt nửa ngày nói đây là tự nhiên vân miễu miễu gật đầu nội vực đã là lịch sử bây giờ là đại hoang các nàng đều là đại hoang người mà đại hoang cùng hứa viêm cùng một nhịp thở. Linh vực chi môn mở ra, có tầm một tháng kỳ hạn, ba nữ cũng không có gấp gáp tiến vào. Trên đỉnh núi, mạnh sung ngay tại đột phá. Kim quang quanh quẩn hắn, khí tức không ngừng bay lên. Lý Huyền một mặt vẻ chờ mong, mạnh sung cuối cùng muốn đột phá, có thể không bao lâu nữa, mạnh sung liền có thể tìm hiểu ra, đại nhật bất diệt kim thân đệ nhị trọng đi. ầm ầm, một đoạn thời khắc, mạnh sung thân hình nâng cao, hóa thành ba trượng tiểu cự nhân, kim quang lấp lánh, giống như kim cương la hán đồng dạng ký tức đang không ngừng tăng cường lý huyền uống linh trà yên lặng nhìn xem chờ mong mạnh xung đột phá phía sau thuế biến đồ đệ ngươi mạnh xung đột phá đại nhật bất diệt kim thân ngươi đại nhật bất diệt kim thân đại thành linh đài bên trên đại đạo kim thư lật ra kim quan hiện lên mà ra mạnh xung đột phá trong chớp nhoáng này lý huyền cảm thụ được thực lực tăng lên bất diệt kim thân đại thành ầm ầm mạnh sung thân hình lại lần nữa nâng cao hóa thành sáu trượng tiểu cự nhân, đồng thời từng tầng từng tầng màu vàng giáp trụ, bao trùm ở trên người hắn. Bất diệt thần giáp. Ngươi đồ đệ mạnh xung lột xác thành kim cương thần cốt, ngươi thu hoạch được tiên thiên kim cương thần cốt. Kim cương thần cốt. Mạnh xung cũng hoàn thành thuế biến. Lý Huyền lộ ra nụ cười. Tại mạnh xung đột phá không lâu, Tố Linh Tú cũng bắt đầu đột phá thần ý cảnh. Nàng cũng tích lũy đầy đủ nội tình. Tố Linh Tú đột phá, không có giống mạnh xung khí thế như vậy to lớn, ngược lại nhẹ nhàng nhuận vật, nàng quanh người cỏ cây lớn lên, hoa nở sáng lạng. Đồ đệ ngươi tố linh tú, đột phá thần ý cảnh, ngươi đang y võ đạo thần ý cảnh đại thành. Đang y võ đạo, cũng tăng lên tới thần ý cảnh đại thành. Lý Huyền đầy mặt chờ mong, tố linh tú sẽ hay không lột xác thành thần cốt đâu. Tại hứa viêm chỉ điểm xuống, tích lũy đầy đủ nội tình, hẳn là cũng có thế thuế biến. Đồ đệ ngươi tố linh tú, lột xác thành trường thanh thần cốt, ngươi thu hoạch được tiên thiên bất diệt thần cốt. Trong chớp nhoáng này, lý huyền cảm nhận được vô cùng vô tận sinh cơ cho dù nhận đến lớn hơn nửa thương tích cũng có thể khôi phục nhanh chóng khỏi hẳn trường thanh thần cốt sinh cơ vô tận lý huyền cảm thán một tiếng tố linh tú mặc dù sức chiến đấu kém một chút nhưng mà sinh cơ kéo dài tuổi thọ lâu dài hơn đỗ ngọc anh ba nữ nhìn xem mạnh xung cùng tố linh tú đột phá nội tâm lớn chịu rung động đây chính là đại hoang võ đạo sao quả thật vô cùng cường đại thậm chí một lần dao động muốn đổi tu võ đạo suy nghĩ chỉ là các nàng võ đạo căn cơ đã định, mà còn liền muốn tiến vào linh vực, đi hướng cao hơn thiên địa, đổi tu võ đạo đã không còn kịp rồi. Tiền Bối, ta còn có cơ hội đổi tu võ đạo sao? Vô Song rung động nói. Võ đạo không có tận cùng, kiên định nội tâm, ý chí kiên định, đi xuống chính là thích hợp bản thân, mới là tốt nhất võ đạo. Lý Huyền lạnh nhạt nói. Tiền Bối nói rất đúng. Vô Song hít sâu một hơi, cung kính nói. Mạnh Sung cùng Tố Linh Tú đột phá, khoảng cách tiến vào linh vực cũng nâng lên nhật trình hứa viêm bắt đầu an bài tiến vào lĩnh vực về sau đại hoang vấn đỉnh công việc bạch vân không cùng bàn dư tới hai người giật mình hứa viêm vậy mà trở về vạn sao võ đạo học viện hứa viêm kinh ngạc một cái thất tinh học cung tại linh vực sở thuộc thế lực tên là vạn sao võ đạo học viện chỉ là hắn tại ngọc châu chưa từng nghe không có nghe hứa viêm lắc đầu nói bạch vân không cùng bàn dư đều không nhận được thổn thức thở dài vạn sao võ đạo học viện khả năng đã biến mất thế gian trường tồn thế lực cuối cùng quá ít quá ít. Nghe nói qua vạn sao võ đạo học viện sao? Hứa viêm đưa tay một trảo, đem Ngọc Tiểu Long vô tới hỏi. Chưa nghe nói qua. Ngọc Tiểu Long lắc đầu. Khả năng, thật đã bị diệt, như vậy cũng tốt, đại hoang võ đạo học viện, liền chân chính thuộc về đại hoang. Bạch Vân không thoải mái nói. Hứa viêm nhìn một chút Bạch Vân không cùng bàn dư, hai người đều là nửa bước thiên nhân, chỉ là tại nội vực, không cách nào đột phá trở thành chân chính võ đạo thiên nhân. Chuyển tu đại hoang võ đạo cũng khó có thể làm đến. Hắn trầm ngâm một chút, nói: Hai vị tuy vô pháp đi đại hoang võ đạo, nhưng cũng có thể mở ra lối riêng, đột phá thần ý cảnh, chỉ là không đủ thuần túy, nhưng cũng có tiểu thiên nhân lực lượng. Bạch Vân không cùng bàn dư trong lòng vui mừng, nói: Nên như thế nào đột phá đâu? Tất nhiên võ đạo thiên nhân vô vọng, mà tiến vào linh vực cũng không có hy vọng, cũng không thể đi làm người hầu a. À? Huống hồ, hai người lớn tuổi, sợ rằng liền người hầu đều không có làm. Cho nên, vẫn là tiếp tục lưu lại đại hoang truyền thụ võ đạo tiếp tục làm đại hoang võ đạo học viện viện trưởng cùng học sĩ thủ tọa qua mấy ngày ta suy nghĩ một chút đi hứa viêm lo nghĩ nói đột phá thần ý cảnh về sau nhất là đột phá tâm kiếm cảnh về sau hắn đối với làm sao ngưng luyện thần ý đã rõ như lòng bàn tay võ đạo cảm ngộ vượt xa người bình thường những chuyện nhỏ nhặt này liền không có cần phải phiền phức sư phụ hứa viêm cảm thấy chính mình có thể tìm hiểu ra tới hứa quân hà mấy người đột phá thông huyền thực lực đã tăng nhiều bất quá còn chưa đủ lấy trấn áp đại hoang, cho nên Hứa Viêm muốn vì tiến vào lĩnh vực phía trước, làm tốt các loại an bài. Vài ngày sau, Hứa Viêm đem một môn công pháp truyền cho Bạch Vân không cùng Bàn Dư, đây là hắn kết hợp võ đạo thiên nhân tụ thần chi pháp cùng với ngưng luyện thần ý chi pháp, khai sáng ra đến một môn công pháp. Có thể để nửa bước thiên nhân, ngược lại ngưng luyện xuất thần ý, đột phá thần ý cảnh. Đương nhiên, thuộc về ngụy thần ý cảnh. Thực lực là yếu tại thần ý cảnh võ giả, nhưng sẽ không thua tiểu thiên nhân võ giả thương lan đảo cùng đại hoang sự tình, ta cùng lão bàn nhất định đem hết toàn lực, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ mất khống chế tình huống. Bạch Vân không cùng bàn dư trịnh trọng bảo đảm nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hứa viêm nhẹ gật đầu, hắn để hai người đột phá ngụy thần ý cảnh, mục đích đúng là vì một khi thương lan đảo, hoặc là đại hoang có loạn, hai người có thể trấn áp. Đương nhiên, phụ mẫu người nhà an nguy, cũng không toàn bộ nhờ Bạch Vân không cùng bàn dư. Lý Huyền vì đồ đệ có khả năng yên tâm, phân ra hơn 10 đạo thần nguyên hóa thân, dung nhập linh ngọc bên trong. Những này thần nguyên hóa thân cũng không phải là duy nhất một lần sử dụng, mà là chỉ cần thần nguyên chưa từng hao hết, liền có thể một mực sử dụng. Dù cho là đại thiên nhân võ giả, cũng có thể chém giết. Đủ để bảo đảm hứa viêm phụ mẫu người nhà an nguy. Một ngày này, Tạ Thiên Hoành tới. "Tiền bối, ta muốn mang Phong Nhi đi linh vực." Tạ Thiên Hoành cung kính nói. "Cha, không nhất thời vội vã, cùng Hứa huynh cùng đi linh vực là được rồi." Tạ Lăng Phong khẽ giật mình nói. Linh vực chi môn mở ra, dựa theo ước định vi phụ muốn mang ngươi tiến vào linh vực, mẫu thân ngươi tại linh vực. Tạ Thiên Hoành trịnh trọng nói. Nương ta tại linh vực. Tạ Lăng Phong trừng lớn một đôi mắt, giật mình nói. Đúng. Tạ Thiên Hoành hồi ức trước kia, thổn thức thở dài, nương ngươi đến từ linh vực, về sau trở về linh vực, ta Tạ Thiên Hoành cả đời, không thua bởi bất luận kẻ nào, linh vực thiên kiêu lại như thế nào. Cho nên, ta từng đáp ứng nàng, linh vực cửa mở, tất nhiên lấy kinh thường cổ Kim Phong Thái, tiến về linh vực tìm nàng. Lĩnh ngộ ra kiếm thế chi đạo, tạ thiên hoành vốn cho là mình làm đến bất quá hiện tại cũng không kém kiếm tâm thông minh lĩnh ngộ phi hồng kiếm ý lý huyền khóe miệng co quắp co lại cái này tạ thiên hoành cũng là có cố sự người a à. tạ lăng phong ánh mắt phức tạp mà nhìn xem cha mình thẳng đem tạ thiên hoành nhìn đến có chút xấu hổ quay đầu sang chỗ khác hứa viêm đem thần ý cảnh công pháp truyền cho tạ lăng phong đồng thời kỹ càng chỉ điểm một phen dù sao lần này phân biệt không biết lúc nào mới có thể gặp lại tiền bối cáo từ Tạ Lăng Phong cung kính hướng Lý Huyền dập đầu nói: "Đi thôi." Lý Huyền vung tay lên, một cái linh ngọc rơi vào Tạ Lăng Phong trong tay, bình tĩnh nói: "Tạ tiền bối." Tạ Lăng Phong kích động nói: "Đỗ Ngọc anh ba nữ cũng chuẩn bị lên đường tiến về linh vực, cùng Tạ Thiên Hoành, Tạ Lăng Phong phụ tử một đạo." "Hứa công tử, ngươi muốn tới tìm chúng ta a." À? Vân Miểu Miểu ôn nhu nói. "Có cơ hội nhất định." Hứa Viêm gật đầu. "Mạnh Sung, ngươi thật không cùng ta cùng đi sao?" tử vận cả người đều treo trên người Mạnh Xung nói. Mạnh Xung mặt đen lại, đem nàng thu hạ đến nói, không đi, về sau ngươi có thể tới tìm ta, linh vực mặc dù lớn, ta Mạnh Xung chi danh, tất nhiên cũng sẽ vang vọng linh vực. Vậy được rồi. Tử vận bất đắc dĩ gật đầu nói. Lý Huyền trong lòng thở dài một hơi, tiện tay ném ra ba viên linh ngọc, xem như là cho cái này ba cái, khả năng sẽ trở thành đồ tức phụ nữ tử, một điểm con bài chưa lật đi. Vô song mắt long long nhìn hắn. Lý Huyền khóe miệng co quắp co lại, xem tại nàng những ngày gần đây vì chính mình châm trà đưa nước phân thượng cũng đưa một cái đi hứa huynh mạnh huynh chờ mong tại linh vực nghe đến uy danh của các ngươi tạ lăng phong ôm quyền nói nhất định hứa viêm cùng mạnh xung trịnh trọng gật đầu nói đây là xem thường ta a à, cảm thấy ta xông không ra uy danh tố linh tú một mặt bất mãn tạ lăng phong nghiêm mặt nói linh tú muội muội đang y vô sông sao lại xông không ra uy danh ta chờ mong trường thanh cát trở thành siêu nhiên linh tông một ngày cái này còn tạm được. Tố Linh Tú nở nụ cười. Những này đang dược, tặng cho các ngươi đi. Đều là người quen cũ, Tố Linh Tú cũng không có keo kiệt. Một ngày này, Tạ Thiên Hoành phụ tử, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miễu Miễu Sư Đồ, Tử Vận, theo Thương Lan Đảo lên đường, tiến về Thương Bắc Chi Địa, Linh Vực Chi Môn. Đại Hoang Võ Giả, đối với Linh Vực Chi Môn mở ra, sớm đã không có quá nhiều quan tâm. Chẳng qua là cảm thấy biệt khuất, nội vực người, vậy mà tại Linh Vực không chịu được như thế. Không, chúng ta là đại hoang người, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ để cho linh vực biết, đại hoang mới là tối cường. Tại các đại thế lực, cùng vô số cường giả đẩy mạnh phía dưới, cái này một cái ý thức, trải rộng toàn bộ đại hoang võ đạo giới tất cả võ giả đều kìm nén một cổ không cam lòng, tại anh dũng tu luyện. Linh vực chi môn, đã có rất nhiều ngày, không có cầm ngọc lệnh người tiến vào. Thủ vệ đều có chút nhàm chán bộ dáng, chỉ muốn mau chóng kết thúc một tháng kỳ hạn, sau đó đóng lại linh vực chi môn. Trong đại điện, Trịnh Hoàng cùng mấy vị trọng thần như cũ tại tòa trấn. Đây chính là linh vực chi môn A. Linh vực chi môn phía trước, Đỗ Ngọc Anh mấy người cảm thán không thôi. Trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Đi thôi. Tạ Thiên Hoành y nguyên một mặt vẻ ngạo nhiên, không có chút nào rụt rè, thậm chí không đem tiểu thiên nhân thực lực thủ vệ để vào mắt. Nhưng có Ngọc lệnh. Thủ vệ trầm giọng hỏi. Ánh mắt rơi vào Đỗ Ngọc Anh chúng nữ trên thân, không nhịn được lộ ra kinh diễm chi sắc, nội vực hạ đẳng chi địa, lại có như vậy nhân gian tuyệt sắc. Tạ Thiên Hoành bàn tay mở ra, một cái màu tím ngọc bài. Thủ vệ nhìn thoáng qua, còn không có nhìn cẩn thận đâu, Tạ Thiên Hoành đã thu hồi, mang theo Tạ Lăng Phong cất bước bước vào, thủ vệ có chút khó chịu, đang muốn mở miệng, nhưng là lại ngậm miệng. Hắn từ trên thân Tạ Thiên Hoành cảm nhận được một chút không tầm thường. Tất nhiên ngọc lệnh là thật, chính mình một cái nhỏ thủ vệ, cũng không cần nhiều chuyện. Tạ Thiên Hoành bước vào linh vực chi môn, không có tiếp tục đi tới, mà là nhìn hướng Đỗ Ngọc Anh chúng nữ, sợ chúng nữ gặp phải thủ vệ khó xử nội vực kịch bản không sai biệt lắm đến chỗ này, linh vực quyển sách có chút kẹt văn. Chương 245, mới vào linh vực, đưa tay một kích diệt luyện thần. Nhưng có ngọc lệnh. Thủ vệ lãnh đạm hỏi. Đỗ Ngọc Anh ba nữ, mở bàn tay, một cái ngọc bài hiện ra. Thủ vệ mới đầu lơ đễnh, chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị dời đi ánh mắt, đột nhiên thần sắc biến đổi. Đây là Thái Miểu Ngọc Lệnh. Đại Chu, Thanh Vương Ngọc Lệnh. Trong lòng lập tức kinh hãi, lần này đến trịnh quốc truyền lệnh, chính là Thái Miểu Tông trưởng lão, cùng đại chu quốc thế hệ này thanh vương. Một tên thủ vệ khác, quay người hướng linh vực chi môn bên trong chạy như bay. Mấy vị cô nương, mời vào trong. Còn lại tên kia thủ vệ, vẻ mặt tươi cười nói. Đỗ Ngọc Anh mang theo Thúy Nhi, Vân Miểu Miểu mang theo sư phụ, cùng tử vận bước vào linh vực chi môn, đối với thủ vệ thái độ chuyển biến, đều có chút suy đoán. Hứa Viêm từng nói qua, Thái Miểu Tông cùng Đại Chu Quốc tại linh vực địa vị siêu phàm. Bệ hạ, đại hỷ sự A thủ vệ vội vã mà đến, đầy mặt đều là vẻ kích động. Việc vui gì? Trịnh Hoàng hơi nhíu mày, thủ vệ này có chút không đủ chững chạc, nên giảm một chút chức. Bệ hạ, nội vực tới cầm thái miễu ngọc lệnh cùng thanh vương ngọc lệnh thiên kiêu. Thủ vệ kích động nói. Cái gì, thật chứ? Trịnh Hoàng đột nhiên đứng dậy nói. Thiên chân vạn sát. Thủ vệ trang nghiêm nói. Tốt, tốt, hai người các ngươi thủ vệ có công, thăng chức. Trịnh Hoàng đại hỷ nói. Lần này thượng tông đại nhân, đến từ Thái Miểu Tông cùng Đại Chu Quốc Thanh Vương, mà nội vực có cầm cái này ngọc lệnh người đến, chính mình lần này tất nhiên lại có thể thu hoạch được Thượng Tông ngợi khen. Trịnh Hoàng vẽ mặt tươi cười xuất lĩnh mấy cái trọng thần, đích thân nên đón đổ ngọc anh ba nữ, đến mức mang nha hoàng tiến vào linh vực, cái này đều không phải sự tình, chỉ cần ngọc lệnh đẳng cấp đầy đủ tôn quý là đủ. Hắn xem xét phía dưới, trong lòng càng là kích động không thôi. Quả nhiên là thiên kiêu A. À. Đến mức tạ thiên hoành phụ tử, hắn trực tiếp nhìn thoáng qua, liền không thèm để ý. Tạ Thiên Hoành mặt có chút đen, bất quá đối phương thực lực cường đại, cho nên hắn cũng sẽ không nói. Mới tới linh vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên tiếp xuống còn muốn ỷ vào Trịnh Quốc hộ tống mới có thể tiến về chỗ cần đến. Trịnh Quốc trong hoàng cung, Hạng Thanh cùng Nhã Dung, Y Nguyên im lặng ngồi. Lần này linh vực chi môn mở ra, cầm ngọc lệnh người sau khi đi vào, linh vực chi môn sẽ đóng lại, một đoạn thời gian rất dài bên trong, sợ rằng cũng sẽ không cùng nội vực có liên hệ. Có thể nói, triệt để đoạn tuyệt nội vực võ giả võ đạo chi lộ đột nhiên một tên trịnh quốc trọng thần vội vàng mà đến phù phù một tiếng quỳ xuống nói thượng tông đại nhân nội vực tới ba vị thiên kiêu một người cầm trong tay đại chu ngọc lệnh hai người cầm trong tay thái miễu ngọc lệnh hạng thanh hơi nhíu mày nói thấy rõ là đại chu ngọc lệnh đại chu quốc tại linh vực là duy nhất không nhận linh tông cùng thế gia khống chế vương triều quốc gia thực lực có thể so với mấy lớn siêu nhiên linh tông bởi vì là vương triều quốc gia tại đại chu quốc tầng dưới chóc võ giả sao ra mà nói khá hơn một chút mà còn Tầng dưới chót Thiên Kiêu cũng là có tấn thăng cơ hội, có thể thu hoạch được đại chu quốc bồi dưỡng, trở thành đại chu một thành viên trọng thần. Chính vì vậy, đại chu một mực cực ít hướng nội vực cấp cho Ngọc Lệnh, dù cho từng có qua, từ khi huyết ma sự tình về sau, nội vực liền không khả năng tồn tại đại chu Ngọc Lệnh. Bẩm thượng tông đại nhân, không có nhìn qua, đúng là đại chu Ngọc Lệnh cùng thái miểu Ngọc Lệnh. Trịnh quốc đại thần cung kính nói. Đem người mang đến. Hạng Thanh trầm giọng mở miệng nói. Nhã Dung đôi mi thanh tú nhíu một cái, không nói gì. Phải. Chỉ chốc lát sau, tại trịnh hoàng mấy tên trọng thần hộ tống bên dưới, Đỗ Ngọc Anh mấy người đi tới đại điện, tạ thiên hoành phụ tử cũng cùng theo vào. Quét. Đột nhiên ở giữa, Nhã Dung thần sắc biến đổi, chớp mắt liền đi tới Đỗ Ngọc Anh trước mặt. Hạng Thanh cũng là khẽ giật mình, nhìn xem Đỗ Ngọc Anh một mặt vẻ kinh dị. Đỗ Ngọc Anh sắc mặt thay đổi một lần, đột nhiên xuất hiện Nhã Dung, cho nàng một loại cực lớn cảm giác áp bách. Ngươi Ngọc lệnh đâu? Nhã Dung âm thanh có chút run rẩy. Đỗ Ngọc Anh mở bàn tay nhã dung đem ngọc lệnh cầm ở trong tay quan sát thật lâu thả lại đỗ ngọc anh trong tay nói ngươi tên là gì hồi tiền bối lời nói phản bối kêu đỗ ngọc anh đỗ ngọc anh trong lòng thấp thỏm nói đỗ ngọc anh nhã dung tự lẩm bẩm một câu nói ngươi theo ta về thái miểu tông đi nhìn hướng vân miểu miểu cùng tử vận mấy người lại hỏi còn có ai cầm thái miểu ngọc lệnh tiền bối là ta vân miểu miểu mở miệng nói đem ngọc lệnh đưa tới nhã dung xem xét ngọc lệnh sắc mặt thay đổi liên tục, cái này cái ngọc lệnh, cùng đổ ngọc anh giống nhau như đúc. Ngươi cái này cái ngọc lệnh, là thế nào đến? Nhã Dung hít sâu một hơi hỏi. Tổ sư bà bà truyền xuống. Vân miễu miễu trả lời. Tổ sư bà bà. Nhã Dung trong lòng thở dài một hơi, nói, vậy liền đều theo ta về Thái Miễu Tông đi. Thân hình về tới chỗ ngồi, yên lặng trầm tư. Hạng thanh truyền âm hỏi, cái nhà đầu kia, cùng tôn sư có năm sáu phần tương tự, hẳn là. Không nên hỏi đừng hỏi, Nhã Dung lạnh lùng trả lời một câu. Hạng Thanh nhìn hướng Tạ Thiên Hoành phụ tử cùng Tử Vận, nói, người nào cầm đại chu ngọc lệnh? Tử Vận giơ tay lên nói, tiền bối, là ta. Ngọc lệnh cho ta xem một chút. Cho, tiền bối. Tử Vận thấp thỏm đem ngọc lệnh hướng về phía trước chuyển tới. Hạng Thanh tay khẽ vẫy, ngọc lệnh bay vào trong tay hắn, xem xét phía dưới, lập tức thần sắc biến đổi. Thanh Vương ngọc lệnh. Cái này ngọc lệnh chủ nhân đâu? Hạng Thanh trầm giọng hỏi. Đã vẫn lạc, vãn bối đem hắn mai táng tại liệt ma cốc nơi đó. Tử vận nhẹ nói. Hạng thanh trầm mặt nửa ngày, nói, ngươi liền theo ta về thanh vương phủ A, à, ta thu ngươi làm nghĩa nữ. Tử vận sững sờ, cúng quyết quỳ xuống cung kính dập đầu nói, tử vận, bái kiến nghĩa phụ. Ân, đứng lên đi. Hạng thanh nhẹ gật đầu, tử vận có thế cầm gia gia mình ngọc lệnh mà quay về, cũng coi là duyên phận. Nhìn hướng tạ thiên hoành phụ tử. Tạ thiên hoành có chút xấu hổ, làm sao từng cái cầm ngọc lệnh đều không đơn giản bộ dáng, trong tay mình ngọc lệnh, tự hồ có chút bình thường. Tiền bối, đây là ta Ngọc Lệnh." Tạ Thiên Hoành đem Ngọc Lệnh lấy ra ngoài. Hạng Thanh nhìn thoáng qua, kinh ngạc một cái, quan sát tỉ mỉ Tạ Thiên Hoành phụ tử nửa ngày, trầm ngâm một hồi, nói: "Theo ta đi Đại Chu quốc a, à, ta để người đưa các ngươi đi." Đang trầm tư bên trong nhã dung, đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, Hạng Thanh lại tốt như vậy tâm. Nàng nhìn Tạ Thiên Hoành trong tay Ngọc Lệnh liếc mắt, ngẩn người, khó trách Hạng Thanh hảo tâm như thế, nguyên lai là muốn nhờ vào đó cơ hội qua bên kia kết giao một phen. Đa tạ tiền bối. Tạ Thiên Hoành cung kính nói. Trịnh Hoàng đám người, trong lòng mừng rỡ không thôi, mấy người kia cầm ngọc lệnh, vậy mà đều như vậy không đơn giản. Hạng Thanh đứng dậy, nhìn hướng Trịnh Hoàng đạo, lần này làm việc không sai, linh vực chi môn đóng lại về sau, tự mình đi lĩnh thưởng, Trịnh Quốc nhiệm vụ không thay đổi, không bị quấy nhiễu, nhưng cũng không muốn vọng thêm nhúng tay phân tranh. Đa tạ thượng tông đại nhân, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng, cẩn tuân thượng tông chỉ thị, thiết thực làm tốt nhiệm vụ tuyệt không tham dự bất luận cái gì phân tranh trịnh hoàng đại hỷ quỳ xuống hành lễ nói có cái này một lời trịnh quốc có thể tiếp tục hưng thịnh đi xuống hạng thanh gật đầu cất bước đi ra ngoài nói phía sau ngọc lệnh người chính ngươi nhìn xem xử lý đi nhã dung cũng chợt đứng dậy đi ra ngoài tạ thiên hoành đỗ ngọc anh mấy người cuốn quyết đuổi theo tại đại điện bên ngoài hạng thanh nhìn hướng tử vận cùng tạ thiên hoành phụ tử nói có cái gì nói từ biệt lời nói ngay ở chỗ này nói đi về sau lúc nào có thể gặp lại đều là không thế biết được mấy người tạm biệt về trình sau tạ thiên hoành phụ tử cùng tử vận theo hạng thanh rời đi đỗ ngọc anh cùng thúy nhi vân miễu miễu cùng sư phụ vô song đi theo nhã dung rời đi tiến về thái miễu tông mà đỗ ngọc anh thì là tại nhã dung phân phó bên dưới đeo lên mạng che mặt trịnh hoàng mấy người cung tiễn rời đi về sau trong lòng thở dài một hơi theo quy củ không được đàm luận việc này không được tiết lộ mảy may nếu không giết không tha Trịnh Hoàng nghiêm túc nói. Bệ hạ yên tâm, quy của chúng ta đều hiểu. Một đám trọng thần không người nói. Nội vực, hẳn là không có cái gì trọng yếu ngọc lệnh người nắm giữ, dựa theo quy của hoàn thành nhiệm vụ là được, đến thời gian, liền đóng lại linh vực chi môn. Thủy tinh cung người, không cần để ý, bọn họ không biết điều, không biết trở về, vậy liền không nên quay lại. Đây là thượng tông chi lệnh, bất kỳ người nào không được làm trái. Trịnh Hoàng trầm giọng nói. Là, bệ hạ. Một tháng kỳ về sau, là nhất định phải đóng lại linh vực chi môn. Trịnh Hoàng mấy người không có lại đi đại điện tọa trấn, Thượng Tông Đại Nhân đi rời đi, tự nhiên cũng không có cần phải, tự mình đi tọa trấn. Thương Lan Đảo bên trên, đều đang vì tiến vào linh vực làm chuẩn bị. Hứa viêm đem thần ý cảnh, thần nguyên cảnh công pháp, truyền cho phụ thân mình hứa quân hà, có thể bảo đảm phụ thân, thông huyền viên mãn về sau, có thể thuận lợi tu luyện. Đồng thời, đem thần ý cảnh tu luyện yếu quyết, cũng đều từng cái cẩn thận truyền thụ. Mà tối linh tú thì là vội vàng luyện chế đang dược, thông huyền cảnh tu luyện đang dược, đột phá thần ý cảnh đang dược, đều cần nàng đích thân luyện chế. Lần này đi, chẳng biết lúc nào mới sẽ trở về. Hứa quân hà đám người, lưu tại đại hoang, phát triển đại hoang, sẽ không tiến về linh vực. Hứa quân hà cũng biết, chính mình thực lực yếu, đi linh vực, chỉ làm liên lụy nhi tử. Truyền thuyết phụ thân công pháp về sau, hứa viêm lại hành tẩu đại hoang, đi một chuyến thiên bảo cắt. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, khoảng cách linh vực chi môn thời hạn một tháng, đã chỉ còn lại mấy ngày. Nên lên đường tiến vào linh vực. Xích miêu, ngươi muốn ăn tốt một chút a, à, không biết lúc nào mới có thể lại dạy ngươi biết chữ. Hứa mẫu xoa xích miêu đầu nói. Xích miêu lưu luyến không bỏ, không có hứa mẫu sủng ái, nó về sau liền sẽ ít rất nhiều đang dược ăn, muốn qua thời gian khổ cực. Nhưng linh vực, nó là muốn đi, linh vực có linh thú đây. Nó là một cái văn hóa hổ, là một cái có mơ ước hổ, nó muốn làm đại yêu chi vương. Chỉ có đi linh vực, mới có cơ hội này. Lý Huyền thổn thức thở dài, Nội vực cuối cùng không có tìm được cái thứ tư đồ đệ, hy vọng linh vực sẽ không để chính mình thất vọng đi. Linh vực chi môn phía trước, Tử Quan Nam tử chờ thiên bảo các chúng cường giả, chắp tay nói, "Hứa công tử yên tâm, đại hoang sẽ không loạn, cũng tất nhiên sẽ có sánh vai linh vực một ngày." Hứa Viêm nhẹ gật đầu. "Sư phụ, ta đi vào trước." "Ân." Lý Huyền gật đầu. Hứa Viêm khôi phục hắn về nội vực lúc hình dáng tướng mạo, mà không có lấy bộ mặt thật tiến vào linh vực chi môn, dù sao hắn đang bị Ngọc Thần Tông cùng Túc gia lùng bắt. Nếu là hắn từng về nội vực thông tin truyền đi, khó đảm bảo Ngọc Thần Tông những người kia sẽ không tiến vào nội vực chế tạo mầm tai vạ. Hứa Viêm tiến vào linh vực chi môn về sau, Lý Huyền lạnh nhạt nói, đi thôi. Cất bước đi thẳng về phía trước, Mạnh Sung đi theo sau hắn, thứ nhì là Tố Linh Tú, Chu Anh, Mạnh Thư Thư cùng Xích Miêu. Nhưng có Ngọc Lệnh. Thủ vệ mở miệng hỏi. Không có. Mạnh Sung nhìn thủ vệ một cái nói. Không có. Thủ vệ giận dữ, đang muốn trục xuất, đột nhiên trục cổ một cái, nói, đi vào đi. Đợi đến Lý Huyền một đoàn người sau khi tiến vào, một tên thủ vệ khác mới mở miệng nói, ngươi ngốc a, à, những người này, nhìn xem liền không dễ chọc, mà còn cùng vừa rồi vị kia có nguồn gốc. Đa tạ nhắc nhở. Tên kia thủ vệ chắp tay nói, vừa rồi một khắc này, hắn có một loại tử vong dáng lâm cảm giác. Vừa vào linh vực chi môn, Lý Huyền liền mừng rỡ, linh vực linh khí, thật là nồng đậm a, à. Thật là nồng nặc linh khí. Tố Linh Tú sợ hãi thang nói. Mạnh thư thư trái xem phải xem, Sắc mặt có chút phức tạp, cũng có chờ mong. Xuyên qua đại điện, Hứa Viêm đã tại chờ. "Sư phụ, đi nơi nào?" Lý Huyền thoải mái mà nói, "Chỗ nào đều có thể, tùy tâm mà đi là được." Đi tới linh vực, hắn chuyện làm thứ nhất là muốn tìm đến thích hợp kỳ môn võ đạo tu luyện giả. Ngọc Tiểu Long theo Hứa Viêm trong tay áo thò đầu ra đến, nói, "Ta biết một chỗ, nơi đó phong cảnh tú lệ, lại cách Trịnh Quốc kinh thành sẽ không quá xa." Lý Huyền gật đầu nói, "Vậy liền đến đó đi." Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng xích miêu xích miêu chạy chậm đến tới thân thể rung lên hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ lý huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu xích miêu cái này tọa kỵ cuối cùng cần dùng đến ngồi tại xích miêu cổng lên bàn trà cùng ghế tựa sẵn sàng tố linh tú ở bên cho sư phụ pha trà hứa viêm cùng ngọc tiểu long tại phía trước dẫn đường mạnh sung trái phải nhìn quanh cũng không có ngồi tại xích miêu cổng lên thạch nhị cùng mạnh thư thư vốn cũng muốn đi xích miêu cổng lên kết quả xích miêu trừng hai người liếc mắt lập tức sợ chỉ có thể buồn bực đi theo xích miêu bên cạnh. Rời đi linh vực chi môn vị trí về sau, hứa viêm liền khôi phục bộ mặt thật, một đoàn người hướng về Ngọc Tiểu Long nói tới địa phương mà đi. Trên đường tự nhiên không thể tránh né, gặp phải linh vực võ giả. Kết quả là, còn chưa tới chỗ cần đến, hai thân ảnh giáng lâm, luyện thần thiên nhân chi uy, không chút nào che lấp, lạnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía hứa viêm. Đến từ Ngọc Thần Tông cùng túc gia luyện thần cường giả. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Thần Tông trưởng lão nhìn xuống hứa viêm, lạnh lùng mở miệng nói đến mức xích miêu cái này một cái lớn hổ hai vị luyện thần thiên nhân không thèm để ý chút nào dù sao thực lực không mạnh lật tay có thế diệt ngồi tại xích miêu cổng lên lý huyền để chén trà xuống ngẩng đầu nhìn về phía hai vị luyện thần thiên nhân lãnh đạm nâng lên một cái tay loại kiến cỏ tầm thường cũng dám làm càng trong lòng của hắn lập tức kích động lên cuối cùng lại đến sư phụ lộ rõ thực lực thời điểm thu hoạch được thần yên nhất thức đến nay cuối cùng có thể cần dùng đến hứa viên vừa vào lĩnh vực liền giết tiểu thiên nhân thân là sư phụ ta vừa vào linh vực giết hai cái luyện thần thiên nhân rất hợp lý a à. trong lòng nghĩ như vậy đưa tay hướng về hai tên luyện thần thiên nhân chính là vỗ một cái tốn phong kiếm ý tịch diệt kiếm ý thần yên nhất thức điệp gia nhất kích tất sát dung hợp thi triển mà ra hứa viêm đám người đều kích động không thôi sư phụ lại xuất thủ sư phụ mỗi một lần xuất thủ đều cho bọn họ một loại rung động thật lớn ngọc thần tông cùng túc gia hai vị luyện thần cường giả thần sắc đại biến nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng khoái động mà ra. Trên đỉnh đầu, thậm chí hiển lộ ra nhàn nhạt hư ảnh, vô cùng hư ảo, thậm chí không cách nào nhìn ra hình người, hai người trực tiếp thi triển áp đáy hòm bí thuật. Thần hồn hình bóng nổi lên, đây là luyện thần thiên nhân, đem hết toàn lực xuất thủ trạng thái. Nhưng mà, Lý Huyền cái này một kích, há lại chỉ là hai cái luyện thần sơ kỳ có thể chống cự. Giữa không trung, phản phất xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, thôn vệ tất cả, chung vùi tất cả. Phốc, một chưởng vỗ bên dưới, hai tên luyện thần thiên nhân biến thành tro bụi. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp kêu ra tiếng. Lý Huyền buông tay xuống, phản phất đập chết hai con kiến đồng dạng bé nhỏ không đáng kể, bưng lên tối linh tú mới vừa châm lên linh trà uống. Chương 246, muốn diệt đới gia, tứ đồ đệ ở nơi nào? Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư, Chu Anh cùng Ngọc Tiểu Long, vẻ mặt đầy rung động. Luyện thần thiên nhân, tại linh vực ở vào đứng đầu hàng ngũ cường giả. Cứ như vậy hóa thành tro bụi chỉ là đưa tay vỗ một cái, phản phất đập chết hai cái con mũi hời hợt. Không hổ là sư phụ A. À. Hứa viêm trong lòng cảm thán không thôi. Chính mình giết luyện thần thiên nhân, chỉ có thể đánh lén hạ độc thủ, mà sư phụ đưa tay vỗ một cái, luyện thần thiên nhân liền hóa thành tro bụi. Mà còn, sư phụ hiển nhiên không có sử dụng thực lực chân chính, chỉ là rất bình thường, giống như đánh con mũi, vỗ một cái tay mà thôi. Ta khi nào mới có thể làm đến một bước này a? À? Hứa viêm trong lòng âm thầm nghĩ. Mạnh sung sờ lên trụi lũi đầu, chính mình đại nhật bất diệt kim thân vẫn là yếu một chút, tạm thời không cách nào làm đến như sư phụ một dạng, đưa tay đập chết luyện thần thiên nhân tình trạng. Đột phá đệ nhị trọng bất diệt kim thân, hẳn là không sai biệt lắm. Mạnh sung lặng lẽ nghĩ. Ngọc thần tông cùng túc gia trưởng lão đột kích, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, một đoàn người tiếp tục tiến về Ngọc Tiểu Long nói tới địa phương. Trịnh quốc, bên ngoài kinh thành trăm dặm, có một chỗ phong cảnh thoải mái chi địa, một tòa mới vừa thành lập trang viên, tòa lạc tại Tiểu Sơn Cốc bên trong. Lý Huyền khoan thai ngồi trên ghế thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể dù cho không tu luyện tu vi đều tại chủ động chậm chạp tăng lên bên trong linh vực đặt chân chi địa đã xây xong một ngày này hứa viên cùng mạnh sung đến cáo từ hai người muốn đi sông sáo linh vực cùng linh vực thiên kiêu tranh phong đi thôi võ đạo tu hành từ trước đến nay không phải một đường đường bằng phẳng nhiều kinh lịch đánh lửa đấu có trợ giúp cảm ngộ thu được vạn gia chi trưởng tập hợp vạn gia chi pháp ngộ võ đạo chân ý lý huyền nghiêm sư giọng điệu nói là sư phụ hứa viêm cùng mạnh xung cung kính nói lĩnh hội minh bạch thần thông phương pháp trở về một chuyến sư phụ truyền cho ngươi thần thông bên trên võ đạo lý huyền nhìn hướng hứa viêm cùng mạnh xung hai vị đồ đệ nói đệ tử nhất định chăm chỉ tu luyện thời khắc lĩnh hội thần thông chi diệu sớm ngày minh ngộ thần thông chi pháp hứa viêm cung kính nói đệ tử nhất định sớm ngày lĩnh hội bất diệt kim thân đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng mạnh xung cũng là như thế ân đi thôi lý huyền nhẹ gật đầu hắn cuối cùng vẫn là quyết định, chờ hứa viêm lĩnh hội minh bạch thần thông chi pháp về sau, lại sinh động thông bên trên cảnh giới võ đạo. Thần thông chưa ngộ, dù cho truyền cho hắn thần thông bên trên võ đạo, cũng vô pháp tìm hiểu ra tới. Huống hồ, thần thông bên trên võ đạo, mặc dù có đại khái phương hướng cùng mặt mày, nhưng Lý Huyền còn chưa biên đến hài lòng, có thể đột phá thần thông về sau, sẽ có mới ý nghĩ, có khả năng biên ra càng tốt võ đạo chi pháp tới. Hứa viêm cùng mạnh sung rời đi. Ngọc Châu tất nhiên lại sẽ một phen phong vân khoái động, dù sao hứa viêm đang bị Ngọc Thần Tông cùng túc gia, đới gia lùng bắt, treo thưởng cao tới mấy trăm vạn linh tinh. Thậm chí cho ra linh tông hoặc thế gia võ giả thân phận. Bao nhiêu tán tu muốn thu hoạch được cái này nhất phi trùng thiên, thoát khỏi tán tu thân phận cơ hội. Hứa viêm không phải một cái nén giận người, sao lại nuốt xuống khẩu khí này. Tựa như hắn bị đới thắng truy sát một đường, quay đầu liền đi bưng đới gia đồng dạng. Sư phụ Tố linh tú cho sư phụ bóp vai, một mặt ra vẻ chi sắc ngươi tại sao không đi? Lý Huyền kinh ngạc hỏi. Thực lực quá yếu nha. Tố Linh Tú bất đắc dĩ nói. Nàng bị ẩn lâu truy sát, Chu Anh mang nàng trốn vào biên hoang, vẫn luôn không có bao nhiêu cảm giác an toàn, linh vực cường giả đông đảo, nàng bất quá thần ý cảnh mà thôi. Gặp phải luyện thần thiên nhân, chỉ có thể trốn, nếu là một cái sơ sẩy, ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Cho nên, trong nội tâm nàng cảm giác an toàn không đủ, không có ra ngoài sông sáo tâm tư. Ta cũng không phải là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, cho dù đối mặt luyện thần thiên nhân, đều có thể chống cự một hai, thậm chí phản sát, ta quyết định, đột phá thần nguyên cảnh về sau, lại đi ra sông sáo. Tố Linh Tú hiếp mắt nói. Đột phá thần nguyên cảnh về sau, nàng liền có chút sức mạnh. Tùy ngươi vậy. Lý Huyền cũng không có cưỡng cầu. Tố Linh Tú là đan y võ giả, vốn cũng không phải là lấy chiến đấu là am hiểu, huống chi chỉ cần có linh dược, nàng liền có thể không ngừng luyện chế đan dược, hoàn thiện luyện đan thuật. Thật tốt tu luyện, sớm ngày đột phá thần nguyên cảnh. Lý Huyền động viên một phen nói. Là, sư phụ. Tố Linh Tú cười đến rất vui vẻ. Thạch nhị, Mạnh Thư Thư cùng Chu Anh ba người, càng không có sông sáo linh vực ý nghĩ, bọn họ liền thần ý cảnh đều không phải, tại linh vực thực lực quá kém. Tựa như lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm. Xích Miêu cũng không có ra ngoài sông sáo ý nghĩ, nó hiện tại kìm nén sức lực, cố gắng tăng lên chính mình thực lực bên trong, vì trở thành đại yêu chi vương mà phấn đấu. Sư Huynh, chúng ta đi nơi nào? Mạnh Xuân mở miệng hỏi hứa viêm trầm ngâm một chút nói đới thắng lão nhi từng truy sát ta mặc dù bưng đới gia một lần bất quá đới gia cuối cùng không có triệt để diệt đới gia khẩu khí này nuốt không trôi mà còn ngọc thần tông cùng túc gia cũng tại lùng bắt ta là thời điểm cho linh vực linh tông thế gia bọn họ một bài học nói đến đây ánh mắt của hắn lạnh lẽo nói sư đệ thực lực giết đại thiên nhân không khó đới thắng ta có thể ngăn chặn hắn cho dù không cách nào thủ thắng cũng không đến mức không có sức chống cự cho nên chúng ta đi bưng đới gia Hứa Viêm khoảng cách thần ý cảnh tiểu thành đã không xa, đột phá kiếm đạo đệ nhị cảnh tâm kiếm cảnh, thực lực so với lúc trước có to lớn tăng lên. Cho dù không cách nào chiến thắng đới thắng, nhưng ngăn chặn đới thắng cũng là không có vấn đề gì cả. Mà lấy mạnh xung thực lực, hóa thành sáu trượng tiểu cự nhân, trực tiếp quét ngang đới gia không có vấn đề chút nào. Đại thiên nhân võ giả, căn bản không gây thương tổn được mạnh xung, liền mạnh xung bất diệt thần giáp, đều khó mà phá phòng thủ, càng không nói đến phá hắn thân thể phòng ngự. Tốt, sư huynh để chúng ta uy danh, liền theo mang đới gia bắt đầu. Mạnh sung giữ tận cười một tiếng nói. Ngọc Tiểu Long theo hứa viêm trong tay áo thò đầu ra đến, nó nuốt nước miếng một cái, có chút sợ bộ dạng. Không hổ là sư huynh đệ A, à, thật mẹ nó điên cuồng. Cái này liền chuẩn bị đi diệt đới gia. Thực lực của ta quá yếu, nếu như ta có thế tu luyện, cũng có thể giúp một tay. Ngọc Tiểu Long một mặt quẻ quải mở miệng nói. Nó cuối cùng, không thể theo xích miêu nơi đó, học được đại yêu chi pháp. Hứa viêm cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi muốn học đại yêu chi pháp, chờ một chút đi, xích miêu đột phá, liền sẽ truyền cho ngươi. Xích miêu ý nghĩ, hứa viên sao lại không biết. Đơn giản sợ truyền ngọc tiểu long đại yêu chi pháp về sau, thực lực ép qua nó, cho nên xích miêu chuẩn bị sau khi đột phá, thực lực tăng cường, có thể nhẹ nhõm trấn áp ngọc tiểu long lúc, mới truyền cho nó đại yêu chi pháp. Mà còn, ngọc tiểu long chính là nó trở thành đại yêu chi vương trên đường, cái thứ nhất yêu binh yêu tướng. Xích miêu, ngược lại là có chút giả tâm. Mạnh sung vui vẻ cười nói đi tìm cái bằng hữu, tìm hiểu một chút Ngọc Châu thế cục, đới gia tình báo. Hứa Viêm biến đổi hình dáng tướng mạo về sau, mang theo mạnh xung hướng thẩm gia sở thuộc thành lớn mà đi. Tìm Thẩm Hải Châu hỏi thăm một chút thông tin. Từ khi Hứa Viêm giết đới gia luyện thần thiên nhân, bưng đới gia bảo khố về sau, Ngọc Thần Tông cùng Túc gia liên thủ lùng bắt, kết quả Hứa Viêm phản phất biến mất không còn tâm hơi. Lại không thông tin truyền đến. Ngọc Thần Tông cùng Túc gia trong lòng nặng nề, thậm chí phái người liên lạc Ngọc Châu bên ngoài Linh Tông, thỉnh cầu hiệp trợ tìm kiếm Hứa Viêm vết tích mà thẩm hải châu đang đợi một đoạn thời gian không có tiết lộ chính mình cho hứa viêm cung cấp tình báo thông tin về sau liền lại theo tộc địa bên trong đi ra phóng túng bất quá vì cẩn thận lý do hắn cũng chỉ tại thẩm gia thống ngự trong địa bàn sống nhất là cùng hứa viêm ước định bên trong tòa thành lớn một mực ngốc cho tới bây giờ trước đó không lâu có tin tức truyền ra có người phát hiện hứa viêm vết tích ngọc thần tông cùng túc gia hai tên luyện thần cường giả tiến đến truy nã cuối cùng hai nhà này luyện thần cường giả một đi không trở lại biến mất gần như có thể xác định, bị giết. Lần này, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia ngồi không yên. Đây chính là luyện thần cường giả A, Linh Tông cùng thế gia căng cơ vị trí, mà hứa vi mang cho bọn hắn uy hiếp, nháy mắt đạt tới đỉnh phong, phản phất một cái tay, ách tại hai thế lực lớn ít hầu bên trên. Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia lại lần nữa đề cao treo thưởng, mà phong phú treo thưởng, thậm chí tán tu bên trong luyện thần thiên nhân, đều muốn vì thế động tâm. Bởi vậy cũng có thể biết, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia kiên quyết. Hai thế lực lớn cùng hứa vi mâu thuẫn, nháy mắt liền đến, ngươi không chết thì là ta vong hoàn cảnh. Thậm chí bắt đầu du thuyết Ngọc Châu còn lại Linh Tông cùng thế gia, tham dự vào, cùng một chỗ vây giết hứa viêm, bóc chết cái này hậu hoạn. Thẩm gia cũng là tại danh sách mời. Dù sao, thẩm gia đứng hàng ngũ đại nhất lưu thế gia, thực lực không thua túc gia mảy may. Thẩm Hải Châu đối với cái này cách nhìn là, vạn nhất giết không được, ta thẩm gia liền bị kéo xuống nước, mà ngồi bàn quan, có thể có cơ hội lớn mạnh bản thân, chiếm đoạt ngọc thần tông thậm chí túc gia tài nguyên. Liền những lời này, thuyết phục phụ thân hắn thẩm vọng cùng gia gia thẩm thái, cùng với còn lại tộc lão, bởi vậy từ chối nhã nhặn túc gia cùng Ngọc Thần Tông mời, cho dù đối phương cho ra không thấp lợi ích. Ngọc Châu Nhị Tam Lưu Linh Tông cùng thế gia, tự nhiên không thiếu muốn nhân cơ hội này, lấy lòng Ngọc Thần Tông cùng túc gia, bởi vậy tham dự vào thế lực, dần dần trở nên nhiều hơn. Hứa huynh tình cảnh đáng lo a. À? Thẩm Hải Châu thở dài một hơi. Bất quá, hắn cho rằng Hứa Viêm nói chung đã thoát đi Ngọc Châu. Vạn Thế Minh cũng tại tìm kiếm Hứa Viêm vết tích, Đồng thời thoát đi Ngọc Châu Ôn Dũng, đưa tin cho Ngọc Châu Minh Chủ, trịnh trọng giới thiệu hứa viêm cái này một vị tán tu thiên kiêu. Vọng Thành, thẩm gia thống ngự thành lớn. Một gian cửa hàng nhỏ phía trước, Tú Mỹ thiếu nữ, nghe lấy tiểu mập mạp ca ngợi từ, mặt ngọc đều đỏ, khiếp vía thuốc, vị thiếu gia này, tiểu nữ tử nào có người nói như thế tốt. Thẩm Hải Châu mập mạp trên mặt, chất đầy nụ cười, nói, cô nương vẻ đẹp đã không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Không bằng mời bản thiếu tiến vào, tìm tòi cảnh đẹp làm sao? tất nhiên sẽ không để cô nương thất vọng. Ba. Một cái tay đáp lên trên bả vai, Thẩm Hải Châu lập tức nổi giận, quay đầu lại nói, không thấy được bản thiếu tại. Kết quả, đập vào mi mắt, là một tên tuấn lãng thiếu niên, khuôn mặt có chút quen thuộc. Mà thiếu niên bên cạnh, là một tên đầu trọc mảnh hán, khôi ngô hung hãn khí tức, hoặc nhìn liền hung hãn không thôi. Dọa đến hắn tâm can đều là rung lên. Thẩm huynh. Hứa viêm lộ ra nụ cười. Thẩm Hải Châu sững sờ, hứa ca. Là ta, Hứa Viêm gật đầu. Hắn là. Thẩm Hải Châu nuốt nước miếng một cái, nhìn hướng Mạnh Sung nói: "Sư đệ ta, Mạnh Xung. Thẩm Hải Châu thở dài một hơi, nguyên lai là Hứa Viêm sư đệ, chỉ là hắn sư đệ, vì sao hung hãn như vậy a? À? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Hứa ca đi theo ta. Khó trách cảm thấy quen mặt, nguyên lai là Hứa Viêm. Tại Thẩm Hải Châu dẫn đầu xuống, Hứa Viêm cùng Mạnh Xung, theo hắn tiến vào một tòa yên lặng tiểu viện tử. "Thẩm huynh, cái này đến là muốn nghe được một cái?" đới gia tình hình, ta chuẩn bị đem đới gia thế gia này, theo Ngọc Châu lau đi. Hứa viêm lộ ra nụ cười nói. Ừng ực. Thẩm hải châu nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt đầy rung động. Trước đó không lâu mới diệt đới gia một cái luyện thần thiên nhân, cái này lại tính toán trực tiếp diệt đới gia. Tại hứa viêm cùng Mạnh Xung, suy nghĩ đi diệt đới gia thời điểm, Lý Huyền người sư phụ này, đã tiến vào trịnh quốc kinh thành. Không hổ là linh vực A. Nhìn xem lớn như vậy thành trì, cảnh tượng phồn hoa, vượt xa nội vực. Lý Huyền trong lòng cảm thán không thôi. Lui tới người, không có chỗ nào mà không phải là võ giả. Tông sư khắp nơi có thể thấy được, đại tông sư mới thuộc về trung tầng hàng ngũ võ giả. Nhất phẩm phía dưới võ giả, đều là ở vào tầng dưới chót võ giả. Cửa hàng sang sát, bán linh dược, dược tề, các loại vũ khí chờ. Giao dịch đều là dùng linh tinh, hoặc là mấy lớn siêu nhiên linh tông linh phiếu. Bất quá linh phiếu đối với tầng dưới chót tán tu mà nói quá khan hiếm. Nơi này chính là cái gọi là khu ổ chuột a. Lý Huyền đi tới Tây Phường Thị, nhìn xem lộn xộn, đường phố huyên náo, tông sư võ giả tại chỗ này, đều có thể rung rẩy rung lên, đại tông sư rốt cuộc tìm được cao cao tại thượng một điểm vinh quang. Càng nhiều hơn chính là nhất phẩm võ giả phía dưới tán tu. Rèn đúc thượng phẩm bảo khí bao nhiêu tiền? Có võ giả đứng tại một cái lò rèn phía trước hỏi. Mặt ngắn tay áo da thú nam tử, dựng thẳng lên một ngón tay nói, một vạn linh tinh. Trẻ hơn một chút, chính ta ra một bộ phận tài liệu. Tám ngàn, không thể ít hơn nữa. Quá đắt, muốn rèn đúc vũ khí võ giả, một mặt vẻ nhức nhối, quay người liền muốn rời đi. Sáu ngàn, tất cả mọi người không dễ dàng, ta cái này trải thuê đều không tiện nghi a, à, toàn bộ Tây Phường Thị, luận rèn đúc chi thuật, không có mấy người so ra mà vượt ta, ra giá cũng là thấp nhất. Tốt, sáu ngàn. Tên kia võ giả cắn răng một mặt vẻ nhức nhối, lấy ra một tấm linh phiếu tới. Lý Huyền nhìn xem một màn này, đối với linh vực tầng dưới chót võ giả tình cảnh, có càng thấm thiết hơn hiểu rõ. Muốn tu luyện kỳ môn võ đạo, luyện khí cùng trận pháp thiên phú không thể thiếu mà còn ngộ tính nhất định muốn cao tốt nhất có một chút kỳ tư diệu tưởng thường thường xoàn xỉnh làm từng bước không có kỳ tư diệu tưởng không có mạo mùi sáng tạo cái mới là rất khó có đủ kỳ môn thiên phú lý huyền hành tẩu tại tây phường thị nhìn xem từng cái rèn đúc vũ khí cửa hàng không nhịn được trầm tư nên như thế nào tìm kiếm cái thứ tư đồ đệ kỳ môn võ đạo thuộc về kiếm tẩu thiên phong quá trung quy trung của người là không có tu luyện thiên phú muốn tìm tới người thích hợp không dễ dàng a à lý huyền trong lòng thở dài một hơi kỳ môn võ đạo quá đặc thù cần chênh lệch thiên phú rất khó khăn lấy tìm kiếm linh vực to lớn như thế dù sao cũng nên có dạng này thiên phú người hy vọng có thể gặp phải đi nếu là đem trận đồ truyền đi ai có thể cảm ngộ liền có thể thu hoạch được cơ duyên sẽ hay không gây nên linh tông cùng thế gia nhớ thương dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết lý huyền chân mày hơi nhíu lại chỉ dựa vào chính mình một cái người tìm kiếm độ khó quá lớn cái này hoàn toàn chính là xem duyên phận thu đồ a theo Tây Phường Thị đi ra, đi dạo đến Nam Phường Thị. Nam Phường Thị lấy bán linh dược, cùng với linh thú làm chủ, mà mua bán linh thú, phần lớn là giá thấp linh thú, hoặc là dùng để giết ăn, hoặc là nấu luyện dược tề. Hoặc là xem như sủng vật nuôi dưỡng. Chạy qua phòng hoa Nam Phường Thị khu phố, đến quảng cua ẻ Phường Thị cuối cùng, bên cạnh một gian đơn sơ cửa hàng bên trong, đi ra một tên hơi mập thiếu niên, vừa thấy được hắn, liền lộ ra thần bí mà nụ cười bị ổi. Thần thần bí bí lại gần, vị đại ca này, đến, đến, ta chỗ này có một kiện bảo bối, ngươi nhìn cần không? Cuối cùng, nhìn bốn phía, thấp giọng nói ra, đây chính là thẩm gia đại thiếu, đều tán thưởng không thôi bảo bối. Chương 247, Luyện khí thiên tài phương hạo. Lý Huyền nhìn xem thiếu niên mập mạp, cái kia thần thần bí bí, một mặt hèn mọn thần sắc, nhìn không được khóe miệng co quắp co lại, cái này xem xét hắn thần sắc, liền biết bán không phải đứng đắn đồ vật. Thiếu niên mập mạp tự hồ sợ Lý Huyền không biết thẩm đại thiếu là ai, vì vậy lại thấp giọng nói bổ sung, nhất lưu thế gia, thẩm gia thẩm hải châu đại thiếu, đây chính là hắn đều tán thưởng không thôi bảo bối. Thẩm hải châu. Lý huyền long mày nhíu lại, đây không phải là hứa viêm tại linh vực, nhận biết cái kia thế gia đại thiếu sao. Vì vậy tới lòng hiếu kỳ, mỉm cười nói, a à, bảo bối gì, liền thẩm đại thiếu đều tán thưởng. Đại ca, đến, đến, ta cho ngươi phơi bày một ít. Thiếu niên mập mạp lập tức đại hỉ, lại có khách tới cửa, thẩm gia đại thiếu tên tuổi thật tốt dùng. Lý Huyền cũng không sợ có trá, theo thiếu niên mập mạp tiến vào cái kia đơn sơ cửa hàng bên trong. Ngươi tên là gì? Lý Huyền nhìn xem đơn sơ cửa hàng, lộn xộn trưng bày tất cả đoán khí tài liệu, cùng với một chút thoạt nhìn, có chút hình thù kỳ quái đồ vật. Đại ca, ta gọi Phương Hạo. Phương Hạo một bên nói, một bên đem cửa hàng cửa đóng lại, sợ Lý Huyền hiểu lầm, giải thích nói, cái này bảo bối, cần tối một điểm, mới có thể thấy qua nghiện. Nói xong, tại phía sau quầy chuyển ra một cái trương đến, mở ra trương, từ bên trong lấy ra một cái dài hơn thước ngắn, nửa chỉ dày hộp. Hộp tả hữu, đều có một cái đem tay, có thể hai tay nắm tại cầm trên tay. Phương Hạo đưa tay theo hộp đằng sau, rút ra hai cây giá đỡ, đem hộp đặt ở trên mặt bàn. Thần bí mà hèn mọn mà nói, đại ca, ngươi một hồi nhưng muốn nhìn cho kỹ, đây chính là ta tỉ mỉ nghiên cứu bảo khí, liền thẩm đại thiếu đều tán thưởng không thôi. Nói xong đem treo ở bên hông một khối ngọc bài lấy ra, nói, thấy không, đây là thẩm đại thiếu đưa cho ta, ta cùng thẩm đại thiếu giao tình có thế sâu. Lý Huyền nhịn không được cười lên, Phương Hạo sợ bị người cướp bảo bối, cho nên lấy Thẩm Hải Châu thân phận kinh sợ người, hơn nữa nhìn bên hông hắn ngọc bài, tự hồ đúng là thế gia ngọc bài. Tại linh vực dạng này tôn ti đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, Phương Hạo ỷ vào Thẩm Hải Châu thân phận, xác thực có thể chấn nhiếp không ít ý đồ bất chính chi đồ. Tò mò nhìn hướng trên mặt bàn hộp, bốn phía, cả hữu đều có một cái đem tay, chính diện bóng loáng, phản phất là một chiếc gương. Đây là một kiện bảo khí. Cái hộp này vậy mà là một kiện bảo khí, cũng không biết có tác dụng gì nhìn xem không giống như là vũ khí. a, à, ta ngược lại muốn xem xem, cái này bảo bối làm sao để thẩm đại thiếu đều tán thưởng. lý huyền vui tươi hớn hở nói, ngươi có thể nhìn tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. phương hạo một mặt hèn mọn chi sắc, chỉ thấy hắn một cái tay nắm tại hộp cầm trên tay, vận chuyển công pháp, một cổ lực lượng đưa vào hộp bảo khí bên trong. đột nhiên ở giữa, hộp bóng loáng một mặt, lấp lánh lên tia sáng, chợt một đạo uyển chuyển thân ảnh hiện lên ở trên mặt kính đó là một bức duy diệu duy tiếu mỹ nữ hình vẽ, càng diệu chính là, trong gương chân dung bên trong nữ tử, là không đến mảnh vải. Lý Huyền nhìn đến khóe miệng giật giật, mặc dù nhìn Phương Hạo hèn mọn thần sắc, đã có suy đoán, nhưng làm thật nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ nhịn không được dở khóc dở cười. Vốn cho rằng, hộp mặt kính lộ rõ mỹ nữ hình vẽ, đã là như vậy, ai có thể nghĩ, Phương Hạo cười hắc hắc về sau, trên mặt kính tia sáng lại lần nữa lấp lánh. Lần này, trong mặt gương người bắt đầu chuyển động, mà lại là hai cái mỹ nữ, xoay tại cùng một chỗ dáng người ôm nhu tư thế khó lường lý huyền lần này là thật sự có chút giật mình giờ phút này hắn có một loại nhìn kiếp trước hoa anh đào phim tình cảm cảm giác ngoại trừ trong mặt gương người là bức họa mà không phải là chân nhân lại không có âm thanh còn lại đều không kém thế nào là bảo bối a à? phương hạo cười bị ổi trong hộp trên mặt kính hai cái mỹ nữ tại quấn quýt cùng một chỗ chật lại đổi một đôi khác quấn quýt cùng một chỗ mỹ nữ nhìn xong phương hạo biểu thị về sau lý huyền phát hiện món bảo khí này hiện ra hình ảnh là có hạn, mỹ nữ cuốn quyết động tác, cũng là có hạn. Hiển nhiên là nhận lấy hạn chế. Một cái giá cả, 10 vạn linh tinh. Phương Hạo đầy mặt mong đợi ra giá nói. Lý Huyền nhìn xem Phương Hạo, rơi vào trầm tư bên trong, đây là cái luyện khí thiên tài. Món bảo khí này, là ngươi luyện chế. Đương nhiên. Hình. Phương Hạo lập tức đắc ý, nói, toàn bộ linh vực, ngoại trừ ta, không người nào có thể luyện chế ra đến, đáng tiếc, khắc sâu vào hình ảnh có hạn, bất quá ta sẽ sửa vào. Lý Huyền càng xem càng cảm thấy tiểu mập mạp, là cái người có thiên phú, tự hồ chính mình muốn tìm tứ đồ đệ, đang ở trước mắt. Bất quá, còn cần thử thách một phen. Phương Hạo thực lực không mạnh, mới vào đại tông sư cảnh mà thôi. Lấy hắn cái này niên kỹ, thực lực này, tại tán tu bên trong, thuộc về thiên kiêu cấp 1. Nhưng đặt ở Linh Tông cùng thế gia, lại chỉ có thể tính trung thượng chi tư. Ngoại trừ món bảo khí này, ngươi còn có cái khác bảo khí sao? Lý Huyền mở miệng hỏi. Ngươi muốn cái gì bảo khí? Phương Hạo cũng không dài dòng, theo phía sau quầy lôi ra một cái trương tới. Có thể bán một kiện là một kiện, gần nhất mua một nhóm tài liệu. Cả người đều nghèo. Thẩm Đại Thiếu có đoạn thời gian không có tới, cũng không biết làm gì đi. Không có Thẩm Đại Thiếu cái này dê béo, hắn đồ vật đều bán không được a. À. Nhìn thấy cái này không có, Phương Hạo lấy ra một kiện tương tự nhìn kính mắt bảo khí, đeo tại trên ánh mắt, vận chuyển công pháp, bảo khí lập tức lấp lánh ra một đoàn quang mang đến, bắn tại trên vách tường chiếu sáng u ám cửa hàng. Tiến vào hắc ám chi địa, cần thiết đồ vật, mặc dù tiêu hao lớn một điểm, nhưng vẫn là dùng rất tốt. Lý Huyền khóe miệng co quách co lại, cái đồ chơi này xác thực hiếm lạ, nhưng mà tiêu hao quá lớn, lộ ra gân gà, cái nào võ giả tiến vào u ám chi địa thám hiểm, không phải thời khắc bảo trì tự thân trạng thái đỉnh phong, lấy ứng phó khả năng tồn tại nguy cơ. Sao lại thời khắc tiêu hao tự thân, bắn ra hai đạo ánh sáng đến phân tâm, mà còn càng dễ dàng trở thành nhầm vào mục tiêu. Cái này bảo khí cũng quá gân gà, Bỏ giả càng nhiều lựa chọn nguyệt hoa thạch hoặc là giả minh châu xem như chiếu sáng đồ vật mà sẽ không lựa chọn như vậy một kiện bảo khí hiển nhiên phương hạo cái đồ chơi này chi phí không thấp đừng nói giá cao bán đi liền hồi vốn đều làm không được phương hạo cũng có chút xấu hổ thả xuống món bảo khí này thầm nói đây là bán thành phẩm ta suy nghĩ bên trong thành phẩm có thể là đeo ở trong mắt vừa trừng mắt liền bắn ra một đạo công kích đem người bắn chết lý huyền gật đầu rất có ý nghĩ chính là độ khó quá lớn phương hạo hiển nhiên làm không được Phương Hạo lại theo trong rương, lấy ra một cái móng vuốt, mang theo trên tay, chỉ thấy hắn đưa tay hướng phía trước một trảo, móng vuốt lấp lánh lên một đoàn quang mang. Tiện nhân, nhìn trảo. Khiến Lý Huyền kinh ngạc là, cái này một cái móng vuốt, vậy mà lại phát ra âm thanh. Trống. Phương Hạo lại là vung lên, móng vuốt âm thanh biến thành thú vật trống. Nhận lấy cái chết. Cuối cùng lại phát ra một tiếng nam tử gầm thét. Tạm thời đến nói, chỉ có cái này ba cái thanh âm, cùng địch nhân lúc công kích, có thể làm quấy nhiễu địch nhân lực chú ý, tính thực dụng vẫn là rất mạnh. Phương Hạo nghiêm trang nói. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, lúc đầu một chảo cầm ra, phát ra cùng loại ma âm công kích, kinh sợ địch nhân, kết quả rèn đúc đi ra về sau, chỉ có thể phát ra âm thanh, không có chút nào kinh sợ hiệu quả. Vô luận hắn làm sao nghiên cứu, từ đầu đến cuối đều không thể làm đến suy nghĩ bên trong như thế. Đây đều là ngươi rèn đúc. Lý Huyền nhìn hướng trong rương thượng vàng hạ cám bảo khí hỏi. Không sai. Phương Hạo gật đầu nói. Tiếp lấy hắn mong đợi hỏi, Đại ca, ngươi coi trọng cái nào kiện, có thể cho ngươi ưu đãi. Lý Huyền càng xem càng cảm thấy Phương Hạo hợp nhãn duyên, cái này tiểu mập mạp, trong đầu có kỳ tư diệu tưởng, thiên phú không kém, vừa vặn thích hợp tu luyện kỳ môn võ đạo. Ngươi vì sao làm những này không hợp thông thường bảo khí? Những này thoạt nhìn, có chút gân gà bộ dạng. Lý Huyền làm ra hiếu kỳ hình dáng hỏi. Linh vực đoán khí, ta cảm thấy không có ý mới, mà còn giấc mộng của ta là muốn trở thành đoán khí thế gia, linh vực đệ nhất đoán khí thế gia. Chỉ có vượt qua tất cả mọi người, khai sáng mới đoán khí mới có thể làm đến. Phương Hạo ánh mắt kiên định nói. Tán tu, làm sao thành thế gia? Lý Huyền cười hỏi. Ta biết rất khó, nhưng không cố gắng một lần, làm sao sẽ bằng lòng đâu. Phương Hạo trịnh trọng nói. Ngươi đoán khí chi thuật, tổ truyền. Lý Huyền hiếu kỳ hỏi. Không phải. Phương Hạo lắc đầu nói, cha ta thực lực không mạnh, mới vừa vào tông sư, cũng bởi vì ngoài ý muốn chết rồi, ta tự nhận là, Võ đạo thiên phú không được tốt lắm, cho nên liền lựa chọn học tập đoán khí. Cơ sở đoán khí thuật là ta mua đến, chính ta nghiên cứu đoán khí chi thuật mới có bây giờ đoán khí kỹ nghệ. Ta dám ba hoa, toàn bộ Trịnh Quốc không có người so ta càng hiểu đoán khí. Lý Huyền nghe vậy càng hài lòng, Phương Hạo quả thật có không tầm thường kỳ môn thiên phú, hắn cảm giác chính mình kỳ môn võ đạo muốn xuất hiện trên thế gian. Tiếp xuống Lý Huyền tiếp tục hỏi thăm Phương Hạo một vài vấn đề, Phương Hạo cũng nhất nhất đều trả lời, đến cuối cùng còn mang theo Lý Huyền đi tới cửa hàng phía sau viện tử bên trong đây là phương hạo thuê xuống viện tử phía trước là cửa hàng đằng sau mang một cái viện mà phương hạo chính là trong sân rèn đúc khí cụ viện tử bên trong có một phương rèn đúc đài bốn phía trưng bày rất nhiều đoán khí tài liệu mà tại rèn đúc đài bên cạnh có một cái một người cao thiết giáp người đây chính là ta tỉ mỉ nghiên cứu đi ra chiến khôi chỉ bất quá hiện nay giới hạn quá lớn không cách nào độc lập chiến đấu mà cần chính mình đưa vào võ đạo lực lượng điều khiển có vẻ hơi gân gà bất quá ta đã nghĩ đến giải quyết phương pháp, chỉ là muốn nghiệm chứng được hay không, khả năng cần thời gian rất lâu. Phương Hạo hưng phấn vỗ chiến khôi nói. Lý Huyền là thật có chút ngoài ý muốn, Phương Hạo thiên phú, xác thực không thể chê. Ngay cả chiến đấu khôi lỗi đều rèn nút đi ra. Đưa tay một đạo thần nguyên truyền vào chiến khôi bên trong, chỉ thấy chiến khôi tranh một tiếng, giơ tay lên, chiến đao hướng về phía trước vung vẩy chém ra, chém thẳng vào, quét ngang, tả hữu nghiêng bổ, tới tới lui lui chính là mấy cái này động tác. Xác thực quá gân gà nhưng đối với lĩnh vực mà nói cũng là một mở rộng mở đất sáng tạo cái mới hành động vĩ đại phương hạo một mặt vẻ xấu hổ nói ta cũng muốn chiến khôi có càng tự chủ phương thức chiến đấu bất quá hình như rất khó làm đến ngươi không phải nói đã tìm tới phương pháp giải quyết sao lý huyền thu hồi thần nguyên cười hỏi đúng vậy a à, có thể là rất khó phương hạo thở dài một hơi hắn đem chính mình giải quyết chi pháp nói ra khi lão biết a à, chính là tại địa phương đặc thù lâu ngày uẩn dưỡng đi ra ta đang suy nghĩ có thể hay không đem chiến khôi cũng bỏ vào chỗ như vậy uẩn dưỡng ta đã tìm tới một cái đặc thù chi địa chung vào một bộ chiến khôi chỉ là muốn xác minh có được hay không rất khó khăn phương hạo thở dài một hơi đây là hắn nghe thanh thiên giao biến thành thi lão về sau được đến dẫn dắt chỉ là thi lão sinh ra cần đi qua mấy trăm năm hơn ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể uẩn dưỡng đi ra muốn nghiệm chứng có được hay không trong thời gian ngắn là không cách nào được đến kết quả mà còn liền tính có thể được chiến khôi uẩn dưỡng thời gian cũng quá dài dằn dặc một chút huống hồ uẩn dưỡng đi ra sức chiến đấu chưa hẳn liền cường đồng dạng lộ ra quá gân gà đây cũng là phương hạo vẽ quải nguyên nhân cái này chiến khôi ta muốn ta có một kiện đồ vật bị thác ngươi luyện chế nếu là thành công nói rõ ngươi ta hữu duyên cho ngươi một cọc đại cơ duyên lý huyền lo nghĩ vừa cười vừa nói ta cái này chiến khôi cũng không tiện nghi mua sắm tài liệu đều hoa phương hạo hai mắt sáng lên cúng quyết mở miệng nói ra Lý huyền lấy ra mấy tấm linh phiếu đến, đây đều là linh vực mấy đại siêu nhiên linh tông phát hành linh phiếu, đều là hứa viêm theo đới gia giành được. Nơi này 50 vạn linh tinh. Đại ca, chiến khôi của ngươi, còn có cái này xuân tiêu kính, cũng đưa cho đại ca ngươi. Phương hạo hưng phấn không thôi. Lý huyền khóe miệng co quách co lại, cái gì kia xuân tiêu kính, hắn mới không muốn. Thứ này, chính ngươi giữ đi. Lắc đầu nói. Phương hạo cười hắc hắc, vội vàng lại hỏi, đại ca, ngươi muốn luyện chế thứ gì? Ta nhất định giúp ngươi luyện chế ra tới. Lý Huyền lấy ra một tấm trận đồ, đây là trận đồ bên trong, nhỏ nhất một tấm trận đồ, cũng là cơ sở nhất, đơn giản nhất một tấm trận đồ. Nhìn thấy bức tranh này sao? Ngươi chỉ cần đem bức tranh này luyện chế vào bảo khí bên trong là được rồi. Lý Huyền mở miệng cười nói, ta không quản ngươi dùng cái gì khí cụ, đem cái này một tấm cầu luyện chế vào bên trong, cũng không quản ngươi làm sao luyện chế, thậm chí bức tranh này đồ văn, làm sao luyện chế, làm sao cụ thể sắp xếp, ta cũng không quản ngươi ngươi chỉ cần đem trận đồ luyện chế vào bảo khí chỉ cần ngộ ra cái này đồ văn huyền diệu là đủ nếu là ngươi có thể làm đến đã nói ngươi ta hữu duyên đây là một cái thử thách nếu là phương hạo có khả năng làm đến nói rõ hắn xác thực có kỳ môn thiên phú tứ đồ đệ chính là hắn phương hạo nhìn xem trong tay trận đồ chỉ cảm thấy huyền diệu dị thường trực giác nói cho hắn nếu là có thể ngộ ra đến sẽ mở ra một cái mới cửa sổ mái nhà vì hắn mở ra thế giới mới đại ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hoàn thành phương hạo vỗ ngực nói ân rất tốt đây là 10 vạn linh phiếu xem như là tiền đặt cọc cho ngươi mua sắm tài liệu dùng lý huyền lại lấy ra 10 vạn linh phiếu đi ra cảm ơn đại ca ngươi thật đúng là người tốt a à, cùng thẩm đại thiếu đồng dạng hào phóng a à. phương hạo đại hỷ không thôi ngoại trừ thẩm đại thiếu về sau chính mình lại phải có một cái cố định khách hàng lớn về sau liền không thiếu linh tinh mua sắm tài liệu nghiên cứu cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt tiểu mập mạp nắm lấy cho thật chắc. Lý Huyền vui vẻ cười một tiếng, vỗ vỗ Phương Hạo bả vai. Qua vài ngày, ta lại đến nhìn xem. Tay khẽ vẫy, chiến khôi rơi vào trong lòng bàn tay, bước ra một bước, chớp mắt biến mất trong sân. Lý Huyền tâm tình thật tốt, cuối cùng gặp một cái, có thiên phú tứ đồ đệ nhân tuyển. Hy vọng có thể thông qua thử thách đi. Lý Huyền trong lòng suy nghĩ. Trải qua một phen trò chuyện, đối phương hạo tính nết, làm người, cũng là có chút thưởng thức, mà còn có chí khí, có mộng tưởng, càng có thế chuyên chú tu luyện kỳ môn võ đạo, nghiên cứu kỳ môn chi thuật. Đợi đến Lý Huyền biến mất, Phương Hạo nhìn xem trong tay trận đồ, càng xem càng cảm thấy huyền diệu dị thường, càng xem càng cảm thấy chính mình tự hồ thu được cái gì đồ vật ghê gớm. Ta nếu là lĩnh hội minh bạch, nếu là có thể đem đại ca cần thiết bảo khí, rèn đúc đi ra, tất nhiên không được a. À. Hoảng hốt ở giữa, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Chương 248, một ý niệm, vạn vật đều là kiếm. Phương Hạo hậu tri hậu giác, phát hiện không thích hợp chỗ. Ta vừa rồi làm sao cái gì đều nói đều nhanh đem chính mình nội tình, tất cả đều cho bàn giao đi ra. Lần này rất cao hứng, nhất thời hưng phấn, vậy mà cái gì đều nói, lần sau nhất định muốn chú ý, ghi nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận. Phương Hạo trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Các không thể lại như vậy lơ là sơ suất, người khác hỏi cái gì liền nói cái gì. Hắn làm sao biết, lấy hắn thực lực, tại Lý Huyền Thần ý phía dưới, căn bản là không có cách chống cự, mộng nhiên vô tri ở giữa, liền cái gì đều nói. Thần ý nếu thiên ý, thiên ý khó vi phạm hắn một cái đại tông sư thực lực võ giả, làm sao chống cự được. Thậm chí đều không có phát giác chỗ không ổn. Phương Hạo không có suy nghĩ sâu xa đi xuống, mà là nhìn chầm chầm trận đồ nhìn, càng xem càng có một loại, cái này đồ văn ẩn chứa thâm ảo diệu lý, không hề tầm thường. Một cọc đại cơ duyên. Phương Hạo tự lẩm bẩm một câu. Toàn tâm đầu nhập vào trận đồ nghiên cứu bên trong, hắn đang suy nghĩ, làm như thế nào luyện chế vào bảo khí bên trong, mà bảo khí hình dạng hẳn là bộ dáng gì. Một kiện bảo khí, tự hồ không cách nào tiếp nhận đồ văn nhìn cái này đồ văn hướng đi tự hồ thuộc về một cái nguyên bộ chủ bảo khí phối mấy món phó bảo khí tạo thành một cái tổ hợp dần dần phương hạo có một chút đầu mối tất nhiên không hạn chế bảo khí cũng không hạn chế số lượng hoàn toàn tùy ý hắn tự do phát huy vậy liền dựa theo ý nghĩ của mình tới phương hạo toàn tâm đầu nhập vào luyện khí bên trong cả người tràn đầy nhiệt tình lý huyền nắm lấy cái kia một bộ chiến khôi về tới nhỏ trong trang viên sư phụ đây là cái gì Tố Linh Tú tò mò đi tới. Một bộ người giả. Dùng nhiều như thế bảo khí tài liệu rèn đúc người giả, đây cũng quá lãng phí đi. Tố Linh Tú nhìn một vòng về sau, kinh ngạc nói: "Đây là chiến khôi, chính là người luyện chế, không hiểu được tinh túy trong đó, luyện chế quá gân gà." Lý Huyền trong nháy mắt một đạo thần nguyên truyền vào chiến khôi bên trong. Chiến khôi bắt đầu chuyển động, lặp đi lặp lại đều là mấy cái kia công kích chiêu thức. Tố Linh Tú trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ ngạc nhiên, nói: "Cái này vậy mà lại chiến đấu?" bất quá, quá thô ráp, mà còn lực công kích cũng không mạnh, chỉ có thể đối phó nhất phẩm phía dưới võ giả. Không, là tam phẩm trở xuống, chỉ cần tránh thoát nó một kích, liền có thể tìm tới nó sơ hở, đem đánh tan. Chỉ có tam phẩm phía dưới võ giả, thực lực không mạnh, sợ rằng ngăn cản không nổi nó cái này mấy lần công kích liền bị chém giết. Thạch nhị, chu anh, mạnh thư thư ba người cũng tò mò đi tới. Nhộn nhịp gật đầu, tán thành tố linh tú cách nhìn. Cho nên, cái này thuộc về gân gà. Lý Huyền cười nói, làm cái đồ chơi tạm được. Chiến khôi dừng động tác lại, Tố Linh Tú tò mò đưa vào chân nguyên, chiến khôi lại bắt đầu chuyển động. Sư phụ, chiến khôi tự hồ quá yếu đuối, không thể thừa nhận quá nhiều chân nguyên, nếu không sẽ sụp đổ. Tố Linh Tú nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Lý Huyền gật đầu. Hắn một sợi tinh tế thần nguyên, chiến khôi đều cơ hồ không chịu nổi. Thật sự là một cái đồ chơi. Tố Linh Tú chơi một hồi, liền không có hứng thú. Ngược lại là thạch nhị, đối chiến khôi rất có hứng thú, chuyển tới đi một bên chơi. Phương Hạo là có kỳ tư diệu tưởng cùng Thiên Phú, hẳn là có thể thông qua thử thách đồ đệ này a. À, quả nhiên là chỉ có thể coi trọng duyên phận. Lý Huyền trong lòng cảm thán. Phương Hạo tại luyện khí bên trên Thiên Phú, cực kỳ bất phàm, bất luận là chiến khôi, vẫn là cái khác một chút bảo khí, đều là bây giờ linh vực không có. Thuộc về Phương Hạo một mình sáng tạo. Có thể thấy được hắn phương diện này Thiên Phú, vô cùng thích hợp tu luyện kỳ môn võ đạo. Chỉ bất quá, kỳ môn võ đạo bao gồm luyện khí, trận pháp cấm chế chờ một chút, cho nên còn cần thử thách một phen, nếu là Phương Hạo có thể đem trận đồ luyện chế vào bảo khí bên trong. Điều này nói rõ, hắn tại luyện khí cùng trên trận pháp đều là có thiên phú. Mênh mông linh vực, tìm một cái thích hợp đồ đệ cũng không dễ dàng a, à, hy vọng Phương Hạo là độc nhất vô nhị cái kia đi. Lý Huyền trong lòng lặng lẽ nghĩ. Mở ra đại đạo kiên thư, xem xét kỳ môn võ đạo. Hắn vẫn luôn tính toán đem kỳ môn võ đạo tiến một bước hoàn thiện, chỉ là vẫn luôn không có quá lớn tiến triển. Kỳ môn võ đạo. Công pháp hoàn thiện độ trung thượng. Tu luyện độ khó cao. Lĩnh hội độ khó cao. Kỳ môn cơ sở trận đạo. Hoàn thiện độ cao. Lĩnh hội độ khó cao. Kỳ môn cơ sở luyện khí. Hoàn thiện độ bên trong. Lĩnh hội độ khó cao. Nhìn xem đại đạo kim thư cho ra đánh giá, Lý Huyền trong lòng thở dài một hơi, trận pháp bởi vì 36 trận đồ nguyên nhân, hoàn thiện độ đạt tới cao đánh giá. Chỉ bất quá, dù vậy lĩnh hội độ khó cũng không có giảm xuống. Đây chỉ là cơ sở trận pháp, cho dù là chính cái đại trận cũng thuộc về cơ sở trận pháp liệt kê, đương nhiên đại trận cùng tiểu trận, bố trí khác biệt, cảnh giới khác biệt cũng là khác biệt. Trận pháp nhất đạo vẫn là huyền diệu. Ta cho phương Hạo trận đồ là 27 bên trong tiểu trận, đơn giản nhất một cái, cơ mê loạn điên đảo trận, thuộc về một loại huyễn trận. Đây là ta vượt qua Thương Bắc chi địa, biên vẽ ra đến, tăng thêm một chút thiên địa pháp tắc đồ văn. Nếu là liền cái này một cái trận đều lĩnh hội không được, còn lại đại trận, toàn bộ kỳ môn võ đạo, đều tuyệt đối không cách nào tìm hiểu ra đến. Lý Huyền trong lòng trầm ngâm. Hắn lấy ra thái thương sách, tiếp tục nghiên cứu thiên địa pháp tắc, theo nghiên cứu ngày càng sâu, đối với thần thông bên trên cảnh giới, làm sao vận dụng thiên địa pháp tắc cho mình dùng, sẽ có càng hoàn thiện ý nghĩ. Đới gia Trải qua hứa viêm phong ba về sau, đới gia đã chữa trị tàn tạ kiến trúc, nhưng mà một cái bảo khố bị mang, chết một tên luyện thần thiên nhân, đối với đới gia mà nói, là trọng đại đã kích. Lúc đầu có hy vọng tiến thêm một bước, thậm chí có một tia xa vời cơ hội, trèo lên siêu nhiên linh tông, kết quả đặt vào kỳ vọng cao đới oánh oánh, bị người giết. Hung thủ còn không có đền tội, chợt bảo khố bị mang, luyện thần thiên nhân bị chém. Theo nhị lưu thế gia, rơi xuống vị tam lưu thế gia. Linh tông cùng thế gia đẳng cấp, liên quan đến quyền nói chuyện, liên quan đến có thể khống chế tài nguyên, theo nhị lưu ngã xuống, nguyên bản thuộc về đới gia một chút tài nguyên, đều sẽ chậm rãi mất đi, cuối cùng chỉ có thể thu hoạch được cùng tam lưu thế gia cùng nhau xứng đôi tài nguyên trừ phi có khả năng khôi phục lại nhị lưu thế gia đẳng cấp bây giờ đới gia muốn khôi phục nhị lưu thế gia vị trí lại ra một cái luyện thần thiên nhân hy vọng không lớn chỉ có đới thắng tiến thêm một bước đột phá luyện thần thiên nhân trung kỳ nhưng mà luyện thần thiên nhân mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá cũng không dễ dàng thần hùng tu luyện khó khăn vượt quá tưởng tượng trong thời gian ngắn là không có hy vọng đối với đới gia tộc nhân mà nói tam lưu thế gia liền tam lưu thế gia a ít nhất còn thuộc về thế gia hàng ngũ, còn có đới thắng cái này luyện thần thiên nhân tại. Hứa Viêm cùng Mạnh Xung đã bí mật quan sát đới gia vài ngày, thăm dò rõ ràng đới gia thực lực, cùng với còn sót lại bảo khố ở nơi nào. đương nhiên, có hay không có càng bí ẩn bảo tàng chi địa, tạm thời là không cách nào tra xét đi ra. Đới gia thực lực không yếu, đại thiên nhân cường giả không phải số ít, sư đệ có chắc chắn hay không? Hứa Viêm thận trọng mà hỏi thăm. sư huynh yên tâm, ta vừa tiến vào đới gia, liền thi triển sáu trưởng kim thân đại thiên nhân dù cho cầm trong tay linh khí, cũng vô pháp phá vỡ ta bất diệt thần giác. Ta trực tiếp đi bưng bảo khố, lại đến đối phó bọn hắn, ngược lại là sư huynh ngươi, đới thắng cái này luyện thần thiên nhân, thực lực cũng không yếu. Mạnh sung trầm giọng nói. Đới thắng thực lực làm sao, trong lòng ta biết rõ, lúc trước liền cùng hắn đụng vào mấy lần, bây giờ thực lực của ta so với lần trước tăng lên không ít, mà còn đột phá tâm kiếm cảnh. Cho dù không cách nào đánh bại đới thắng, hắn cũng không làm gì được ta. Hứa viên tràn đầy tự tin nói. Ngọc Tiểu Long quấn quanh ở hứa viêm trên cổ tay, nó cảm thấy hai sư huynh đệ này là thật quá điên cuồng, hai người lại muốn đến mưng một cái thế gia. Nếu là thật sự làm đến, toàn bộ Ngọc Châu đều muốn chấn động. Ngọc thần tông cùng Túc gia, càng là sẽ ăn ngủ không yên. Cẩn thận cái khác thế gia hoặc linh tông chi viện, những này thế gia ở giữa, rất nhiều đều có thông gia, một khi gặp phải diệt tộc chi uy, vì thế gia vinh dự, cái khác thế gia cường giả, tất nhiên sẽ đến viện binh. Ngọc Tiểu Long nhắc nhở. Vấn đề không lớn không quản là Ngọc Thần Tông hoặc là Túc Gia, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta dám tập sát đới gia, đợi đến cái khác cường giả chạy đến, chúng ta đã mang xong đi nha. Hứa viêm cười lạnh một tiếng nói. Giết không được đới thắng không sao, bưng đới gia bảo khố, cũng có thể xả giận. Ngươi chờ một lúc phụ trách vơ vét bảo khố. Hứa viêm đem Ngọc Tiểu Long nắm lấy đi ra, nhét vào mạnh sung trong túi phân phó nói. Ta tận lực vơ vét sạch sẽ. Ngọc Tiểu Long gật đầu nói. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng, lùi bước là không thể nào lùi bước trừ phi nó không nghĩ đi theo hứa viêm không nghĩ thu hoạch được đại yêu phương pháp mà còn giờ phút này nó cũng cảm thấy rất kích thích mang một cái thế gia a tuyệt đối là oanh động võ đạo giới đại sự màn đêm buông xuống đới thắng đang tu luyện đột nhiên ở giữa thần sắc hắn lạnh lẽo mở choàng mắt địch tập đới gia tộc lão phát ra tiếng trống ngao một đầu hoàng kim cự long ầm vang mà xuống trực tiếp đánh nát một tòa kiến trúc một thân ảnh theo kiến trúc bên trong bay ra ngươi muốn tự tìm đường chết liền thành toàn ngươi. Đới thắng trong tay một cái linh khí trường đao tại tay. Chém ra một đao, đao quang ngang qua bầu trời đêm, luyện thần thiên nhân chi uy, chấn động bốn phương. Hứa viêm đưa tay chính là một kiếm, tốn phong kiếm ý khoái động, cùng đới thắng thần hồn lực lượng đánh thẳng vào, thậm chí mơ hồ áp chế đới thắng thần hồn lực lượng. Làm cho hắn không cách nào phát huy ra, thần hồn lực lượng cường đại. Đới thắng thần sắc đại biến, giờ phút này hắn cảm nhận được thần hồn có một loại nặng nề cảm giác, cuốn quyết vận chuyển công pháp, ngưng luyện thần hồn, nếu không hơi có buông lỏng, tất nhiên đối thần hồn tạo thành tổn thương. Đây là cái gì công pháp? Đới thắng trong lòng nghiêm nghị. Thần hồn lực lượng phản phất nhận đến một cơn gió lớn quét, thỉnh thoảng lắc lư mấy lần, nguyên bản trực tiếp trấn áp mà xuống thần hồn lực lượng, giờ phút này mất đi vốn có thần hồn chi uy. Ầm ầm. Hứa Viêm ánh mắt lạnh lùng, nói, đới gia lão quỷ, xem kiếm. Sơn Hà hiện lên, đôi đình chấn động, Hứa Viêm một kiếm lại một kiếm chém ra, nháy mắt cùng đới thắng kịch chiến cùng một chỗ đối thắng trong lòng hoảng sợ không thôi, lần trước hứa viêm cùng hắn đụng vào mấy lần, căn bản không phải đối thủ, cho nên điên cùng trốn chạy, vừa mới qua đi bao lâu a? À? Thực lực vậy mà tăng lên kinh khủng như vậy. Hắn không phải luyện thần cảnh, cũng không phải hợp thần cảnh, hắn tu luyện công pháp, tự hồ không giống bình thường. Đối thắng trong lòng sát ý nghiêm nghị, tối nay bất luận làm sao, cũng không thể để hứa viêm chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô tận. Lấy hắn thực lực tốc độ tăng lên, qua một đoạn thời gian nữa, chính mình chẳng lẽ không phải không phải đối thủ của hắn oanh đao quan chấn động giờ khắc này đới thắng không dám có chút khinh thường chủ quan tầng tầng đao quan chiếu rọi giữa không trung luyện thần thiên nhân chi uy giờ phút này hiện ra không thể nghi ngờ đới gia tộc lão bọn họ giờ phút này tất cả đều khẩn trương không thôi sợ đới thắng ngăn cản không nổi đến lúc đó đới gia liền nguy hiểm một cái tử mẫu châu bóc nát đây là hướng giao hảo thế gia linh tông cầu viện luyện thần thiên nhân quả thật cường đại không thể coi thường hứa viêm vẻ mặt nghiêm túc hắn thần ý cảnh khoảng cách thần ý cảnh tiểu thành đã không xa, tốn phong kiếm ý lại là nhằm vào thần hồn kiếm ý, cho dù như vậy, tại cùng đới thắng trong giao chiến, y nguyên rơi vào hạ phong. Hứa viêm cảm nhận được áp lực. Võ đạo há lại đường bằng phẳng, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, ma luyện tự thân. Hứa viêm không sợ chút nào, trên thân ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần vận lộ rõ. Sơn hà kiếm đạo thi triển, một kiếm lại một kiếm, trong chiến đấu không ngừng hoàn thiện. Quét. Hai đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, hóa thành kiếm luân, càng quét hướng đới thắng. Sinh tử kiếm luân. Đại chiến say sưa, triệt để kéo lại đới thắng, làm cho hắn không cách nào phân thân về sau, mạnh sung xuất thủ. Ầm ầm. Một tôn kim giáp cự nhân từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần đồng dạng, cả kinh một đám đới gia tộc lão, mồ hôi lạnh ứa ra. Hóa thành sáu trượng cự nhân mạnh sung, bất diệt thần giáp thi triển, phản phất màu vàng giáp trụ bao trùm quanh thân, giáp trụ bên trên, lóng lánh hừng hực quang huy, giống như thiêu đốt ngọn lửa màu vàng hắn không để ý đến những cái kia tộc lão, mà là chạy thẳng tới trong đó một tòa bảo khố mà đi. Mau ngăn cản hắn. Một đám tộc lão cuống quyết gào thét. Đại thiên nhân thực lực tộc lão, dụng nhịp xuất thủ, lực lượng cuồng bạo, không ngừng đổ xuống mà ra. Nhưng mà, đánh vào cự nhân trên thân, nhưng là không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Vẹn vẹn giáp trụ bị đánh cho tổn hại một nháy mắt, chợt lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Oanh! To lớn nắm đấm, cuốn theo phong lôi thế, ầm vang mà ra. Đông! Đối gia tổ từ nháy mắt bị nện ra một cái động lớn, núp ở tổ từ bên trong bảo khố, lập tức bị mở ra. Quét. Ngọc Tiểu Long bỗng nhiên xông vào trong bảo khố, thân thể nháy mắt to ra, mở cái miệng to ra, điên cùng hút vào trong bảo khố đồ vật. Mạnh xung quay người lại, chặn lại bảo khố lối vào, ngăn cản đới gia tộc lão. Song quyền đánh ra, lực lượng cùng bạo, giống như đánh châu chấu, một tên đại thiên nhân tộc lão, nháy mắt bị oanh bạo. Giết A. À. Đới gia tộc lão bọn họ mắt đều đỏ, trống giận thẳng hướng mạnh sung mặc dù người đông thế mạnh, bất quá mạnh xung không hề sợ hãi, thậm chí đều không phòng ngự, một quyền lại đấm ra một quyền, giết đến đới gia một đám tộc lão thần sắc hoảng sợ. phúc, Lại một tên tộc lão bị oanh bạo. Trong chớp nhoáng này, tộc lão bọn họ đều tuyệt vọng. Đây là người nào? Từ đâu tới kim giáp cự nhân, linh vực chưa từng có cự nhân tồn tại a? À? Phòng ngự cũng quá kinh khủng, linh khí đánh vào trên thân, bất quá phá vỡ màu vàng giáp trụ, nhưng mà cái kia kim sắc giáp trụ, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu căn bản là không có cách tổn thương đến cự nhân. Đối phương không cần phòng ngự, toàn bằng thân thể cường hãn chống cự công kích, mà bọn họ đâu, một khi vô ý, liền sẽ bị một quyền oanh bạo. Cả hai thực lực căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Ngươi là ai? Đối thắng sắc mặt đại biến, tầm vang mấy đao chém ra, lấy thực lực cường đại, ép ra hứa vi một chút, liền muốn xoay người lại đối phó cái kia thần bí kim giáp cự nhân. Nhưng mà, đột nhiên ở giữa, đối thắng thần sắc đại biến. Không lo được đối phó kim giáp cự nhân, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đao quang chiếu rọi ở giữa, tạo thành một đạo đao quang thuẫn, phòng ngự quanh thân. Một sát na này, ốc xá, cỏ cây nhộn nhịp mà lên, hóa thành lăng lệ lợi kiếm, theo bốn phương tám hướng tập sát mà đến. Hứa viêm thần sắc lạnh nhạt, từng bước một hướng về phía trước, sau lưng từng tòa ốc xá bay tán loạn mà lên, cỏ cây tất cả đều đằng không, một sát na này ở giữa, đới da trên không, giống như vạn kiếm tập hợp. Một ý niệm, vạn vật đều là kiếm. Đới thắng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, đây là cái gì công pháp? Đây là nơi nào đến yêu nghiệt? Chương 249, chém đới thắng, thần yên thức thứ hai. Ngươi là ai? Đới thắng càng giọng hỏi. Hắn giờ phút này trong lòng có chút hối hận, thậm chí trách cứ chính mình không nên thân nhi tử, cùng cái kia một tên tộc lão, có gì vì lấy lòng ngọc thần tông cùng túc gia, mà nhằm vào thiếu niên này. Vì đới gia đưa tới đại họa như thế. Đương nhiên, hắn càng hận hơn chính là ôn dũng, hiện nếu không phải cái này cùng vọng tán tu, giết đới oánh oánh, há lại sẽ có cái này liên tiếp sự tình. Đến cuối cùng, đới thắng sắc mặt dần dần điên cuồng. Tối nay, nếu không giết thiếu niên này, ngày khác đới gia nhất định vong. Kiếm thần hứa viêm. Hứa viêm ánh mắt lãnh đạm, một ý niệm, giống như vạn kiếm đều xuất hiện, hóa thành dòng lũ đồng dạng, tập sát hướng về phía đới thắng. Đây là hắn đột phá tâm kiếm cảnh về sau, lần thứ nhất thi triển hóa vạn vật làm kiếm. ầm ầm Đới thắng điên cuồng gầm thét, đao quan càng quét, vạn kiếm không ngừng băng diệt, hắn từng bước một, hướng về hứa viêm đánh tới. Nhưng mà, toàn bộ đới gia tộc địa, ốc xá, cỏ cây nhộn nhịp hóa thành lợi kiếm, không ngừng tập sát hướng hắn, đới thắng tiến lên bộ pháp, cực kỳ chậm chạp. Thậm chí còn có thể bị bức lui mấy bước. Đới gia một đám tộc lão tâm thần đều nhanh hỏng mất. Mà mạnh sung ngẩng đầu nhìn lại, trung động trong lòng không thôi, đây chính là tâm kiếm cảnh cơ sở nhất kiếm đạo sao. Hít sâu một hơi, một tiếng ầm vang, đập ra đới gia một tòa khác bảo khố. Ngọc Tiểu Long lại lần nữa vọt vào kim giáp cự nhân mạnh sung làm cho đới gia một đám tộc lão cảm thấy tuyệt vọng nhất là toàn bộ đới gia tộc địa cỏ cây gạch ngói tất cả đều hóa thành lợi kiếm đồng dạng thẳng hướng đới thắng đới thắng bị cuốn lấy căn bản là không có cách thoát thân mà ra công nhi ta có nguy hiểm một tên đới gia tộc lão kêu một tiếng xoay người chạy đới gia tự hồ sắp xong rồi trong lúc nhất thời đới gia tộc lão nhộn nhịp trốn chạy muốn giữ lại một chút tự thân tích lũy nương nhờ vào cái khác thế gia hoặc linh tông bây giờ đới gia tự hồ không chịu đựng nổi. Mạnh sung mạnh mẽ đâm tới, đới gia tổ từ hóa thành phế tích. Nên tìm đến bảo khố, đều bị tìm được, cùng tiểu long đem trong bảo khố đồ vật, tất cả đều hút vào trống không. Mà đới thắng đã điên cuồng, trống giận không ngừng thẳng hướng hứa viêm. Giờ phút này, toàn bộ đới gia tộc địa, gần như đều trụi lũi. Vạn vật hóa kiếm đã thay đổi đến mỏng manh. Quét. Ngọc tiểu long bay tới, nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, lại kéo đi xuống, cái khác cường giả muốn tới mạnh sung hít sâu một hơi sáu trượng kim thân thu nhỏ khôi phục chân thân rút đao ra khỏi vỏ ngọc tiểu long cuống quyết chui vào trong túi tiền của hắn mạnh sung hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng đới thắng một cổ thiên địa bá đao chi ý không ngừng ngưng tụ mà thành giữa thiên địa giống như chỉ có cái này một đao thiên địa bá đao đệ nhị trọng bá tuyệt đao ý đệ nhị trọng tuyệt thần trảm ngưng tụ tới đỉnh phong ông một sát na này ở giữa đới thắng đao quan trì trệ hắn hoảng sợ phát hiện, đau trong tay mình, tự hồ có chút mất khống chế bộ dạng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cái kia đầu trọc khôi ngô thiếu niên, nâng đao mà đứng, giữa thiên địa, giống như một thanh bá tuyệt thiên hạ đao. Giống như thiên hạ đao, đều là tại trong tay. Trong chớp nhoáng này, cho dù là hắn cái này luyện thần thiên nhân, đều có một loại, không cách nào xuất đao hoang đường cảm giác. Ngươi! Đao tuyệt mạnh sung, chém ngươi! Mạnh sung nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một đao. Tuyệt thần cảm phách tuyệt vô song, thẳng chém thần hồn. Tại mạnh xung xuất thủ nháy mắt, hứa viêm một kiếm chém ra. Kiếm ra vô hình, thậm chí đều không thể phát giác được bất luận cái gì kiếm quan bén nhọn, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, đới thắng đột nhiên hét thảm một tiếng. Thần hồn lực lượng, tại chống cự tuyệt thần trảm thời điểm, nhưng là không thể cùng lúc chống lại hứa viêm một kiếm này. Bất luận là mạnh xung, vẫn là hứa viêm, vừa ra tay, chính là công kích thần hồn. Nhất là hứa viêm một kiếm này, chém ra về sau, giống như như dòi trong xương, dọc theo thần hồn lực lượng lan tràn, thẳng tới đới thắng thần hồn bản nguyên ý thức chỗ. Oanh! Tại đới thắng thần hồn trong ý thức, hắn đột nhiên nhìn thấy, một cơn gió lớn giáng lâm, đây là kiếm ý cuồng phong, dạo sát thần hồn của hắn, xé rách thần hồn của hắn cùng ý thức. Thần hồn bên trong kịch liệt đau nhức, làm cho đới thắng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau trong tay nháy mắt mất đi khống chế, tất cả công kích, đều không thể làm đến. Trốn! Nhất định phải trốn! Ý thức chỗ sâu, mãnh liệt chạy trốn ham muốn làm cho thân hình của hắn đằng không mà lên, liền muốn trốn chạy mà đi đây là hắn trải qua vô số chiến đấu, cơ hồ là phát giác được nguy cơ sinh tử lúc sinh ra bản thân phản ứng. Quét. Hứa viêm một cái di hình hoán vị, nháy mắt liền chặn đường đi của hắn lại. Đới thắng muốn công kích, nhưng mà trong thần hồn, giống như bạo tạc đồng dạng, không ngừng khuấy động, kịch liệt đau nhức làm cho hắn căn bản là không có cách thi triển ra công kích tới. Ông Hứa Viêm lại là một kiếm chém ra. Kiếm này, kêu Tốn Diệt kiếm, ngươi là cái thứ nhất, chết tại ta mới vừa lĩnh ngộ ra đến Tốn Diệt kiếm bên dưới, Đối với ngươi mà nói, cũng là một loại vinh dự. Sơn Hà kiếm đạo tốn diệt kiếm. Oanh. A. À. Đối thắng hai tay bưng kính đầu, ý thức của hắn bên trong giống như một đoàn kiếm quang tại khuấy động, thần hồn không ngừng bị xé nứt. Hứa Viêm lại một kiếm chém xuống. Phúc. Đối thắng thân thể bị một phân thành hai, túi đựng đồ rơi xuống, Hứa Viêm tay khẽ vẫy, túi đựng đồ vào tay. Mạnh xung một đao chém tới, trong nháy mắt, đối thắng thi thể hóa thành tro bụi. Mà thần hồn của hắn vẫn còn tại kêu thảm ngay tại chậm rãi băng diệt chém mạnh sung một đao tuyệt thần trảm dảo sát tại thần hồn lực lượng bên trên tinh tế gió nhẹ càng quét một tia thần hồn lực lượng đều không có lưu lại bị tiêu diệt không còn đới thắng rơi lúc đầu lấy đới thắng thực lực cho dù hứa viêm lĩnh ngộ tốn diệt kiếm cũng khó có thể tổn thương đến thần hồn của hắn nhưng mà mạnh sung tuyệt thần trảm phân tán thần hồn của hắn chống cự lực lượng vốn là khó khăn lắm chống cự tốn diệt kiếm thần hồn lực lượng lại phân tán đi một bộ phận về sau nháy mắt liền bị hứa viêm thừa cơ một kiếm chém vào trong thần hồn của hắn không có thần hồn phòng ngự chi thuật toàn bộ nhờ thần hồn lực lượng chống cự làm sao ngăn cản được nhằm vào thần hồn võ đạo thần thuật thần hồn một nhận đến tổn thương kịch liệt đau nhức đánh tới tất cả ứng biến lực lượng đều đã thay đổi đến chậm chạp sinh tử đã chú định ngọc tiểu long nuốt nước miếng một cái hai sư huynh đệ này thật là một cái ngoan nhân a à. liên thủ chém giết đới thắng đới gia xong đường đường nhị lưu thế gia vậy mà liền như thế bị diệt Ngọc Châu sắp biến thiên, những cái kia tam lưu thế gia, Linh Tông đều muốn đứng ngồi không yên, sợ rằng sẽ điệu thấp một đoạn thời gian, tán tu thời gian, lại bởi vậy sống dễ chịu một điểm. Bất quá Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, sợ rằng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cũng muốn diệt hứa viêm A. Ngọc Tiểu Long sợ mất mật nghĩ đến. Bất quá vừa nghĩ tới hứa viêm cùng mạnh Xung cái kia thần bí sư phụ, đưa tay ba kích một cái, liền đập chết luyện thần thiên nhân, hoàn toàn không sợ Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia A. Liền sợ gây nên đứng đầu Linh Tông cùng Thế Gia, thậm chí siêu nhiên linh tông cảnh giác xuất thủ xóa bỏ cổ này có uy hiếp tán tu tránh cho tái hiện huyết ma họa đi chém giết đới thắng mà đới gia tộc địa triệt để biến thành phế tích đến mức đới gia tộc nhân đều đã điên cuồng trốn chạy có thể tìm tới bảo khố đều bị dời trống còn lại linh tông thế gia nhất là ngọc thần tông cùng túc gia cường giả sợ rằng sắp chạy tới một khi bị vây kín nhưng là nguy hiểm hứa viêm cùng mạnh xung thu liễn khí tức thay đổi hình dáng tướng mạo nháy mắt rời đi trong một chớp mắt đã biến mất tại trong đêm tối. Tại hai người đi không lâu sau, mấy thân ảnh đột nhiên mà đến. Nhìn xem biến thành trống không chi địa đới gia tộc địa, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này mới bao lâu thời gian a, đới gia vậy mà liền bị diệt. Đới thắng chết rồi. Người nào diệt đới gia? Một tên luyện thần thiên nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Đới thắng thực lực cũng không yếu, ít nhất cùng hắn ngang nhau. Tất nhiên đối phương có thể giết đới thắng, chẳng lẽ không phải cũng có thể giết hắn? Có khả năng hay không? là tên thiếu niên kia." Một tên khác luyện thần trầm giọng hỏi. Tại mấy tên luyện thần thiên nhân bên trong, trong đó hai người thần sắc đặc biệt âm trầm, bọn họ là Ngọc thần tông cùng Túc gia luyện thần thiên nhân. Trước đó không lâu, biết được hứa viêm thông tin hai tên luyện thần thiên nhân, cuối cùng mất đi vết tích, hiển nhiên đã vẫn lạc. Hiện tại đối gia bị diệt, một cái nhị lưu thế gia, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền biến mất tại Ngọc Châu. Từ khi vạn năm trước huyết ma họa về sau, không còn có thế gia bị diệt, đối gia là cái thứ nhất bị diệt thế gia giờ phút này ở đây luyện thần thiên nhân đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng rất nhanh mấy tên luyện thần thiên nhân liền tìm được trốn chạy đới gia tộc lão một phen hỏi thăm lập tức kinh hãi không thôi ngọc thần tông cùng túc gia luyện thần thiên nhân càng là tê cả da đầu mầm họa lớn a kiếm thần hứa viêm chỗ nào đi ra đao tuyệt mạnh xung sáu trượng kim giác cự nhân cái này liên tiếp thông tin đều làm mấy tên luyện thần thiên nhân sợ mất mật trong đó hai tên luyện thần thiên nhân không nói một lời, lặng yên rời đi. Việc này, không thể dính líu. Hai người tự hỏi thực lực chưa hẳn mạnh hơn đối thắng, nếu là bị giết, vị trí gia tộc, liền triệt để theo thế gia trong hàng ngũ xóa tên. Bọn họ bất quá tam lưu thế gia mà thôi. Đối gia bị diệt sự tình, rất nhanh liền truyền khắp Ngọc Châu võ đạo giới, giống như tại bình tĩnh mặt hồ, ném xuống một tảng đá lớn, kích thích gần sóng. Kiếm thần hứa viêm chi danh, cũng tại giờ khắc này, truyền khắp Ngọc Châu võ đạo giới. Mà sáu trượng kim giáp cự nhân, Đao tuyệt mạnh xung chi danh, cũng là như thế. Ngọc thần tông cùng Túc gia bắt đầu bàn bạc, làm sao bóc chết Hứa Viêm cái này tai họa ngầm sự tình. Ngọc Châu còn lại Linh tông cùng Thế gia, đều tại ước định, làm như thế nào đối mặt cái này một chuyện tình cảm, giống những cái kia nhị tam lưu Thế gia cùng Linh tông, đầu tiên thái độ, tự nhiên là không đắc tội Hứa Viêm. Nếu là Liền Ngọc thần tông cùng Túc gia, đều không thể trấn áp xuống dưới, bọn họ những này nhị tam lưu Thế gia, tuyệt đối liền nguy hiểm. Đây là nơi nào đến mảnh nhân? Chẳng lẽ là ta vạn Thế Minh? trong bóng tối bồi dưỡng ra được thiên kiêu điều động đến ngọc châu đến vì vạn thế minh xuất thế làm chuẩn bị vạn thế minh bí ẩn ngọc châu trong tổng bộ vua minh chủ một mặt khiếp sợ nói quá mạnh đem một cái nhị lưu thế gia đánh rơi vì tam lưu thế gia đã đầy đủ rung động lòng người kết quả cái này mới bao lâu thời gian trực tiếp liền đem thế gia này cho xóa đi chém giết luyện thần thiên nhân đới thắng vạn thế minh ngọc châu phân minh tả hữu hộ pháp cũng là vẻ mặt đầy rung động nói minh chủ nhất định phải tiếp xúc một chút cái này hứa viêm bất kể có phải hay không là ta vạn thế minh cường giả trong bóng tối bồi dưỡng, tất nhiên là tán tu, vậy liền cùng chúng ta một lòng. Hắn diệt thế gia đã cùng Linh tông, thế gia ở vào mặt đối lập. Chúng ta vạn thế minh, mới là hắn nơi sống yên ổn, lúc cần thiết có thể nghĩ biện pháp, theo Ngọc thần tông cùng Túc gia trong tay cường giả, bảo vệ hắn. Vu Minh chủ hít sâu một hơi, nói, đây là tự nhiên, bất quá Ngọc thần tông vị kia, thực lực quá mạnh, nếu là xuất thủ, bằng sức một mình ta, chỉ sợ không phải đối thủ. Ngọc thần tông là Ngọc Châu duy nhất có thể xếp vào linh vực nhất lưu linh tông hàng ngũ thế lực. Bằng chính là Ngọc thần tông đại trưởng lão luyện thần hậu kỳ thực lực cũng như hiện nay Ngọc Châu đệ nhất cường giả. Ngọc Châu rung chuyển nên mời một tên Minh bên trong tiền bối trước đến Ngọc Châu tỏa trấn. Tả hộ pháp trầm giọng nói, lại nhìn tổng Minh bên trong có thế hay không điều ra cường giả tới đi. Vu Minh chủ nhẹ gật đầu. Trịnh Quốc kinh thành, Nam phường thị khu phố cuối cùng, Phương Hạo vị trí viện tử bên trong. Giờ phút này tại phương hạo viện tử bên trong rải rác một đống luyện chế thất bại khí cụ có đao kiếm thương thậm chí con rối vì sao rèn đúc không đi ra đâu phương hạo tóc lộn xộn giờ phút này một cái tay nắm lấy tóc một cái tay cầm trận đồ ngay tại nghiên cứu bên trong đã đi qua ba ngày ta khả năng rèn đúc nhầm phương hướng cái này đồ văn mặc dù ngay cả tiếp cùng một chỗ nhưng cũng không phải là nhất định muốn đem hoàn chỉnh đồ văn luyện chế tại một kiện bảo khí bên trong tháo gỡ ra đến phân biệt luyện chế cuối cùng đóng lại Phương Hạo hai mắt sáng lên, tiếp tục nghiên cứu trận đồ, từ nơi này phân chia, cái này một mảnh đồ văn, có thể là độc lập tồn tại, mà cái này một mảnh cũng là như thế. Mà nơi này, là đồ văn hạch tâm vị trí. Tìm tới phương pháp về sau, Phương Hạo lại lần nữa nhiệt tình tràn đầy, lại bắt đầu rèn đúc bảo khí. Đao, kiếm, con rối đều không thích hợp, trận đồ tròn trịa, vậy liền lấy kính tròn vì bảo khí chi hình. Phương Hạo bắt đầu rèn đúc lần đầu tiên kính tròn. Lý Huyền yên lặng nhìn xem Phương Hạo rèn đúc, âm thầm gật đầu, Phương Hạo rèn đúc xuất trận bàn khả năng vẫn là vô cùng lớn. Ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn vậy mà có thể đem trận đồ phân chia ra đến đã rất tiếp cận, nên như thế nào bày trận, làm sao vận chuyển trận pháp. Lại có mấy ngày, hẳn là có thể có kết quả. Lý Huyền lặng lẽ nghĩ. Nếu là thời gian quá dài, Phương Hạo đều không có đem trận đồ rèn đúc đi ra, ý vị này ngộ tính của hắn, thiên phú cuối cùng kém một chút. Không có tiếp tục xem tiếp, Lý Huyền quay người về tới trong trang viên. Mới vừa ngồi xuống đây, linh đài bên trên đại đạo kim thư lật ra kim quang hiện lên mà ra chẳng lẽ phương hạo đã đem trận bàn rèn đúc đi ra lý huyền đầu tiên nghĩ đến chính là phương hạo đồ đệ ngươi mạnh sung chém giết đại thiên nhân ngươi kinh nghiệm chiến đấu gia tăng kết quả đại đạo kim thư phản hồi đều là mạnh sung chém giết đại thiên nhân mà còn liên tiếp mấy cái phản hồi mạnh sung đi làm cái gì làm sao lập tức giết nhiều như thế đại thiên nhân lý huyền có chút mộng mạnh sung sẽ không đi bưng cái nào đó thế lực a cũng không lâu lắm đại đạo kim thư lại lần nữa phản hồi. Đồ đệ ngươi hứa viêm, lĩnh ngộ tốn diệt kiếm, ngươi tốn diệt kiếm đại thành. Tốn diệt kiếm, sát thần hồn kiếm. Hứa viêm sơn hà kiếm đạo, càng ngày càng mạnh. Lý Huyền trong lòng cảm thán không thôi. Đồ đệ ngươi hứa viêm cùng mạnh sung, chém giết luyện thần thiên nhân, ngươi thu hoạch được thần yên thức thứ hai. Lý Huyền chết miệng một cái, lại giết luyện thần thiên nhân, mặc dù là liên thủ chém giết, nhưng cũng tương đương rung động. Đây là tiềm ngọc thần tông vẫn là túc gia báo thù đi hứa viêm bị ngọc thần tông cùng túc gia lùng bắt thù này đã kết xuống hứa viêm cũng không phải loại kia nén giận người mạnh xung cũng không phải cho nên hai sư huynh đệ này liên thủ đi tập sát ngọc thần tông cùng túc gia cường giả cũng không phải không có khả năng không đúng đại khái là đới gia lý huyền đột nhiên nhớ tới đới gia đã bị hứa viêm giết một cái luyện thần thiên nhân bây giờ giết tất nhiên là đới gia một người khác đới thắng đới thắng truy sát qua hứa viêm tất nhiên là cái thứ nhất phải giết mục tiêu mà còn đới gia thực lực yếu đây là đem đới gia tiêu diệt a lý huyền thì thầm trong lòng một cái thế gia trân tàn tất nhiên cực kỳ phong phú hứa viêm cùng mạnh xung muốn quá độ một khoảng. cái này không thiếu tài nguyên cho dù là phương hạo tu luyện kỳ môn võ đạo cần thiết cũng sẽ không thiếu lý huyền cảm thán một tiếng chương 250, mê loạn điên đảo trận tứ đồ đệ ngọc châu nơi nào đó ngọn núi trong động quật ba người một trắng tập hợp một chỗ ngọc tiểu long hé miệng không ngừng mà phun ra túi đựng đồ nôn đến nó mặt đều xanh biếc. Đới gia bảo khố bảo vật đông đảo, vì có khả năng chuyển trống không, Ngọc Tiểu Long nuốt vào không ít trống không túi đựng đồ, tại chuyển đới gia bảo khố lúc, nó hé miệng hút vào, cũng không phải là đem đồ vật nuốt vào trong bụng, mà là nuốt vào từng cái túi đựng đồ bên trong. Thẩm Hải Châu kích động thẳng xoa tay, hai mắt sáng lên, tự hồ tìm tới một đầu phát tài con đường. Đới gia đã từng là nhị lưu thế gia, nội tình cũng không nông, chân tàn sao lại ít. Thẩm huynh, lần này còn phải nhờ có ngươi, nơi này bảo vật ngươi cầm một phần ba đi. Hứa Viêm vỗ thẩm hải châu bả vai nói, hắn không phải một cái người keo kiệt. Lần này diệt đới gia, thẩm hải châu cũng là ra lực. Cái này không được. Thẩm hải châu lắc đầu nói, ta chỉ là cung cấp một chút tình báo, cầm một phần ba, quá nhiều, ta nhận lấy thì ngại. Một thành, một thành như vậy đủ rồi, đối với ta mà nói, một thành cũng xài không hết a. À. Thẩm hải châu dựng thẳng lên một ngón tay nói, được thôi. Hứa Viêm cũng không có kiên trì thẩm hải châu lấy đi một thành còn sót lại hứa viêm cùng mạnh xung đều chẳng muốn kiểm lại để ngọc tiểu long một lần nữa nuốt vào đi nhiều như thế bảo vật tự nhiên không thể tùy thân mang theo ở trên người cho nên hứa viêm cùng mạnh xung tính toán trở về một chuyến đem những vật này giao cho sư phụ cùng sư muội cũng đúng lúc có thể để sư muội đem linh dược luyện chế thành đan dược chính mình chỉ cần mang theo đan dược là được rồi đáng tiếc những cái kia bảo khí linh khí tài liệu đến mức đới gia trong bảo khố linh khí hai người đều không có để ý bởi vậy không hề quá để ý. Mạnh sung một mặt tiếc núi nói, đáng tiếc, linh khí cũng không thể biến lớn nhỏ, ta thi triển sáu trượng kim thân, liền không có đao có thể dùng. Hắn một khi hóa thành sáu trượng cự nhân, bây giờ đao trong tay, nhưng không dùng được, quá nhỏ. Bất quá, hắn thi triển thiên địa bá đao, cũng là không nhất định, nhất định muốn dùng đao không thể. Đương nhiên, nếu là có một cái linh đao tại tay, thi triển uy lực, tự nhiên sẽ càng mạnh. Thẩm hải châu khóe miệng co quắp co lại, sáu trượng cự nhân A, đây là cái gì cường đại công pháp a? À? Quả thực lật đổ hắn võ đạo xem. Linh vực, chưa từng nghe, có thể tùy tâm sở dục biến hóa lớn nhỏ linh khí. Thẩm Hải Châu lắc đầu nói. Tiếp lấy hắn hưng phấn nói, hứa ca, mạnh ca, Túc gia có một đầu linh khoáng mạch, linh tinh số lượng dự trữ kinh người, nếu không đem nó bưng, cho Túc gia một cái nho nhỏ cảnh cáo. Linh khoáng mạch a, à, không tốt đào a, à, một chốc lại đào không xong. Hứa Viêm có chút cau mày nói. Túc gia cũng là địch nhân chỉ cần có thể làm cho đối phương tổn thất trọng đại, hứa viêm không ngại xuất thủ. Chỉ là, linh quán dù sao khó mà trong thời gian ngắn đào rỗng. Thẩm hải châu thần thần bí bí nói, ta biết có người, nuôi một cái tam giai thông sơn thiềm, lấy thôn sơn thiềm năng lực, nuốt vào hơn phân nửa linh quán không thành vấn đề. Hứa viêm lông mày nhíu lại, đáng tin. Hứa ca yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Thẩm hải châu vỗ ngực bảo đảm nói. Túc gia hiện tại tất nhiên tăng cường đề phòng, tạm thời không gấp xuất thủ, người trước tìm hiểu rõ ràng, tìm cơ hội thích hợp mới hạ thủ hứa viêm trầm ngâm một chút nói không có vấn đề bao trên người ta thẩm hải châu hưng phấn không thôi hứa viêm mạnh xung cùng thẩm hải châu ước định phương thức liên lạc về sau liền rời đi chỗ ẩn thân thay đổi hình dáng tướng mạo tránh né ngọc thần tông cùng túc gia lùng bắt mạnh xung càng là đeo lên tóc giả thành công phương hạo lau đem cái trán mồ hôi nhìn xem trong tay mâm tròn lộ ra nụ cười tiền này thật không dễ kiếm a à. cái cuối cùng mâm tròn chính là chủ bàn, còn lại 8 cái là phó bàn, có thể hợp lại, cùng chủ bàn hợp lại cùng nhau. Phương Hạo đem 8 cái tiểu nhân phó bàn, từng cái nhét vào chủ bàn bên trong. Không biết, thứ này có cái gì dịu dụng? Cái kia huyền diệu đồ văn, tự hồ là điên đảo mê loạn. Trầm ngâm một chút, Phương Hạo kích động bộ dạng. Nhưng lại lo lắng, luyện chế ra đến một bộ này bảo khí, tồn tại mất khống chế, hoặc là nguy hiểm không biết. Hắn nhìn hướng viện tử bên trong chiếc kia giếng. Tiểu cát, đi ra, một cái màu xám cốc theo trong giếng nhảy ra ngoài, ngồi sổng trên mặt đất nhìn xem hắn. Qua. Wow. Linh động hai mắt nhìn chầm chầm phương hạo, hé miệng khẽ kêu một tiếng. Chờ một chút ta muốn thử một lần món bảo khí này, một khi xuất hiện không nhận khống tình huống, ngươi liền nuốt vào kiện này mâm tròn, biết sao? Phương hạo đem một cái phó bàn lấy ra, phân phó tiểu cáp nói. Cái này phó bàn, một khi bị nuốt, trọn bộ bảo khí, đều sẽ mất đi cân bằng, xuất hiện một cái thiếu hụt. Là trọn bộ bảo khí bên trong thiếu sót vị trí. Qua, wow tiểu cắt gật đầu phương hạo hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc hắn cảm giác chính mình tự hồ rèn đúc ra đồ vật ghê gớm đem cái kia phó bàn thả tới tiểu cắt trước mặt trong tay cầm chủ bàn lực lượng đưa vào chủ bàn bên trong ông một tiếng hợp tại chủ bàn bên trong bảy cái nhỏ phó bàn đột nhiên bay ra rơi vào bảy cái địa phương ông trong một chớp mắt điện tử tự hồ biến mất lại tự hồ không có biến mất phòng ốc phản phất đổi một cái phương hướng chiếc kia giếng tự hồ cũng thay đổi nguyên bản quen thuộc viện tử có vẻ hơi điên đảo, thậm chí liền chính Phương Hạo, đều không phân rõ, phòng ốc đến tột cùng ở nơi nào, chiếc kia giếng đến tột cùng ở nơi nào. Nhìn hướng nguyên bản tiểu cát ngồi sổng địa phương, nhìn thấy chính là rèn đúc lô. Không thích hợp, rèn đúc lô làm sao sẽ ở đâu? Phương Hạo vô cùng rung động, đây là cái gì bảo khí? Tại sao lại như vậy? Hắn nếm thử đi về phía trước mấy bước, nhưng là phát hiện chính mình vậy mà tại viện tử bên trong, lạc mất phương hướng. Cúi đầu nhìn hướng chủ bàn, hắn hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra trận đồ tới đây là có thế khống chế chủ bàn trong tay ta ta hẳn là có thể khống chế mới đúng tiểu cáp nuốt lấy mâm tròn phương hạo mở miệng phân phó nói nhưng mà hắn mở miệng sau khi phân phó không có đạt được đáp lại phương hạo trong lòng trầm xuống tiểu cáp sẽ không đã xảy ra chuyện gì a à? sẽ không cái này mâm tròn hẳn là không có lực công kích chỉ là có mê loạn điên đảo lực lượng có lẽ là tiểu cáp căn bản là nghe không được thanh âm của ta hít sâu một hơi phương hạo bước ra một bước nhưng là đột nhiên dừng lại cảnh tượng trước mắt là một cái giếng một con cóc ngồi xổm trên mặt đất linh động hai mắt nhìn chằm chằm trên đất một cái mâm tròn yên tĩnh chờ lấy phân phó giống như tiểu cát. phương hạo khẽ gọi một tiếng không có đạt được đáp lại hắn nâng lên một chân nhẹ nhàng đá đá cốc kết quả chạm đến cũng không phải là mềm mại mà là cứng rắn đồ vật là hòn đá hoặc là bỏ hoang bảo khí phương hạo trong lòng khiếp sợ không thôi hắn lung lay đầu trừng lớn hai mắt nhìn xem trong mắt chỗ nhìn rõ ràng chính là tiểu cát Tại sao lại như vậy? Món bảo khí này không được a? À. Phương Hạo nội tâm kích động, hắn nhớ tới Lý Huyền nói nếu là luyện chế ra đến chính là cơ hội thay đổi số phận, thay đổi vận mệnh. Phương Hạo hít sâu một hơi, có chút nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cái kia một tấm trận đồ chủ bàn tại trong tay hắn, nhưng mà cho dù hắn đình chỉ đưa vào lực lượng, cảnh tượng kỳ quái vẫn không có biến mất, hắn đang tìm kiếm làm như thế nào đình chỉ bảo khí bi năng trận đồ tại Phương Hạo trong đầu hiện lên mỗi một đầu trận văn đều nhất nhất hiện lên nơi này đột nhiên ở giữa phương hạo mở mắt lộ ra vẻ kích động hắn rốt cuộc tìm được làm như thế nào đình chỉ bảo khí tay giơ lên ngón tay chỉ tại chủ bàn một chỗ đồ văn sen lẫn chỗ lực lượng tràn vào trong đó dưới chân tiểu cáp là một khối bỏ hoang bảo khí viện tử bên trong nhà cửa như cũ tại tại chỗ cảnh tượng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt phương hạo tâm đều đang run rẩy cái này bảo khí quá thần kỳ cuối cùng là cái gì đồ văn a hắn cúng quyết nhìn hướng tiểu cắt vị trí qua cùng lúc đó một tiếng hoảng sợ con ếch tiếng kêu truyền đến đại ca đây là ta con ếch phương hạo cúng quyết mở miệng nói đứng tại bên cạnh giếng đưa tay đem bị kinh sợ nhảy dựng lên tiểu cắt chột trong tay người không phải là vị kia đại ca sao tại phương hạo luyện chế thành công xuất trận bàn lúc ngồi tại trên ghế tự nhiên tự tại nghiên cứu thái thương sách lý huyền đột nhiên nhìn thấy đại đạo kim thư lật ra ngươi hậu tuyển đồ đệ phương hạo luyện chế ra mê loạn điên đảo trận trận bàn, người thông tất mê loạn điên đảo trận, trận bàn luyện chế pháp. Lý Huyền lập tức mừng rỡ không thôi. Phương Hạo vậy mà luyện chế ra trận bàn tới. Cái này so hắn kỳ vọng nhanh hơn một chút. Hậu tuyển đồ đệ a, cho nên chỉ phản hồi mê loạn điên đảo trận, mà không phải toàn bộ cơ sở trận đạo. Lý Huyền đối đại đạo kim thư phản hồi, cũng có tiếng một bước hiểu rõ. Lúc này bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới Phương Hạo trong sân nhỏ. Mà Phương Hạo, ngay tại chuẩn bị thử một lần trận bàn Lý Huyền Yên lặng nhìn xem. Tại Phương Hạo kích hoạt trận bàn, mê loạn điên đảo trận bị kích phát về sau, Lý Huyền trong lòng cảm thán không thôi, cái này trận pháp mặc dù chỉ là tiểu trận, mà còn bố trí thô lậu, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Bình thường luyện thần thiên nhân, thần hồn lực lượng đảo qua, nếu là không cẩn thận, đều không thể phát giác dị thường tới. Đương nhiên, đây cũng là trận pháp nhất đạo, chưa từng tại linh vực xuất hiện qua duyên cớ, cho nên cho dù thô lậu trận pháp, cũng có thể giấu giếm được luyện thần thiên nhân thần hồn lực lượng đây chính là thôn sơn thiềm. Lý Huyền mấy bước ở giữa, liền đi tới tiểu cáp trước mặt, nhìn cái này cốc, hai mắt linh động, rõ ràng linh trí không thấp. Tam giai thôn sơn thiềm, tự hồ đã đến đỉnh. Đối với thôn sơn thiềm Lý Huyền cũng có chút hiểu biết, dù sao cũng là luyện chế túi đựng đồ tài liệu chính, mà thôn sơn thiềm đến tam giai, gần như liền đến đỉnh. Khó mà tiến thêm một bước. Tứ giai thôn sơn thiềm, từ trước tới nay cũng không có xuất hiện qua mấy cái. Phương Hạo vậy mà nuôi một cái thôn sơn thiềm, mà lại là một cái linh trí rất cao thôn sơn thiềm, là thật khó được. Dù sao, thông sơn thiềm linh trí, đều là không cao, cũng liền so với bình thường con ít loại, càng cơ linh, càng hiểu được xu thế các tránh họa mà thôi. Linh vực túi đựng đồ, phần lớn là chuyên môn nuôi dưỡng thôn sơn thiềm, trưởng thành đến nhất giai sử dụng sau này đến luyện chế. Lý Huyền một bên nhìn xem tiểu cáp, một bên chờ đợi phương hạo, cần bao lâu mới sẽ thấy rõ trận pháp, giải trừ kích hoạt mê loạn điên đảo trận. Không đến một khắc đồng hồ, phương hạo đã thấy rõ trận pháp mấu chốt, giải trừ kích hoạt trận pháp. Lý Huyền lộ ra nụ cười, tứ đồ đệ chính là hắn. Tiểu Cáp nguyên bản ngồi sổn nhìn trận bàn, ở trong mắt nó, Phương Hạo một mực tại chơi đùa trận bàn, không có chút nào xuất hiện bất kỳ dị thường. Kết quả, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái người xa lạ. Lập tức sợ hãi nó. Thông Sơn Thiềm bị bắt đến, có thể là sẽ bị dùng để luyện chế túi đựng đồ. Nó lập tức hoảng hốt thét lên, nhảy dựng lên liền chuẩn bị trốn. Một cái tay bắt lấy nó. Phương Hạo chạy chậm đến tới, đầy mặt vẻ khẩn trương, nói: "Đại ca, đây là ta nuôi, không bán." Lý Huyền cười nhẹ một tiếng, đem tiểu cát thả xuống, tam giai thôn sơn thiềm, xác thực hiếm thấy, nhất là linh trí khá cao, nếu là thôn sơn thiềm đều có cái này linh trí, có thể ngự sử lời nói, sợ rằng đại bộ phận võ giả đều sẽ nuôi một cái ở bên người. Mà không phải dùng thôn sơn thiềm đến luyện chế túi đựng đồ. Thông sơn thiềm bởi vì không cách nào ngự sử, căn bản nghe không hiểu mệnh lệnh, không cách nào mang theo bên người, dùng để cất giữ vật phẩm cho nên đều là luyện chế thành túi đựng đồ. Mà Phương Hạo cái này một cái, ngược lại là có chút ngoại lệ. Tiểu Cát có chút kinh hoảng, nhảy nhót đến Phương Hạo trên bả vai, xích sao dán tại trên cổ hắn, một đôi ánh mắt linh động, cảnh giác nhìn xem Lý Huyền. Tiểu Cát quả thật có chút đặc thù. Phương Hạo thở dài một hơi, đưa tay vuốt ve một cái tiểu Cát, trấn an nó sợ hãi tâm, cũng giới thiệu một chút, cái này thôn sơn thìm lai lịch. Là Phương Hạo phụ thân, ngẫu nhiên ở giữa, tại một cái hang đá bên trong chột tới, lúc đầu chuẩn bị bán đi hoặc là người ủy thác luyện chế thành túi đựng đồ. Tuổi nhỏ Phương Hạo gặp tiểu cát hai mắt linh động, tự hồ rất có linh tính, liền để phụ thân đem tiểu cát cho hắn làm sủng vật, cho nên lưu lại. Trải qua những năm này nuôi nấng, tiểu cát tăng lên tới tam giai. Nhưng cũng đến đỉnh. Đại ca, cứ ngươi muốn, ta rèn đúc đi ra. Phương Hạo bàn tay tại chủ bàn bên trên nhấn một cái, trải rác bốn phương phó bàn, trong nháy mắt bay tới, hợp nhập chủ trong mâm. Đại ca, đây là cái gì? Phương Hạo một mặt tò mò ngươi luyện chế là trận bàn, đây là mê loạn điên đảo trận, ta cho ngươi đồ văn, chính là mê loạn điên đảo trận trận đồ. Lý Huyền miễn cười mở miệng nói. Trận pháp. Mê loạn điên đảo trận. Phương Hạo nội tâm lớn chịu rung động, cái này trận pháp gì, hắn chưa từng nghe nghe, tự hồ linh vực không có trận pháp tồn tại. Đại ca. Lý Huyền xen lời hắn, ngươi không nên kêu ta đại ca, ta nhìn ngươi rất có thiên phú, gặp nhau chính là duyên, ta chỗ này có một môn kỳ môn võ đạo. Phù phù, Phương Hạo không cần hắn nói xong, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Đệ tử Phương Hạo, bái kiến sư phụ. Phương Hạo kích động không thôi, hưng phấn mặt đều đỏ lên, quỳ trên mặt đất, bịch 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 dập đầu liên tiếp khấu đầu. Trên bả vai hắn tiểu cáp, cũng ngồi xổm trên mặt đất làm ra dập đầu bộ dạng. Đứng lên đi. Lý Huyền một mặt thỏa mãn gật đầu. Hắn liền thích Phương Hạo loại này cơ linh mẫn tuệ người, mà còn hiểu được bắt lấy cơ duyên. Tạ à, sư phụ. Phương Hạo hưng phấn đứng dậy. Từ hôm nay, ngươi chính là sư phụ tứ đệ tử tại ngươi bên trên có một vị sư tỷ hai vị sư huynh lý huyền thần sắc trang nghiêm mà nói sư phụ quy củ không nhiều chào đón đại sư huynh của ngươi tự sẽ nói cho ngươi ngày mai ngươi liền dọn đi sư phụ tạm thời chỗ cư trú ngươi lại dọn dẹp một chút đi là sư phụ phương hạo cung kính nói sư phụ kỳ môn võ đạo là cái gì ta vì sao chưa từng nghe nghe tiếp lấy một mặt hưng phấn mà tò mò hỏi đây là vi sư đặc hữu võ đạo bao gồm luyện khí trận pháp, cấm chế chờ, ngày mai liền sẽ truyền cho ngươi, nhìn ngươi hảo hảo lĩnh hội, chớ có để sư phụ thất vọng. Lý Huyền Trịnh Trọng nói, là, sư phụ. Phương Hạo trong lòng rung động không thôi, huyền diệu như thế trận pháp, cũng chỉ là kỳ môn võ đạo một trong. Cái này kỳ môn võ đạo, nên là cường đại cỡ nào? Sư phụ, đệ tử cái này liền chuẩn bị dọn nhà, ngày mai liền theo sư phụ đi tu luyện kỳ môn võ đạo. Phương Hạo cung kính nói. Ân, ừ, sư phụ ngày mai lại đến lý huyền đem mê loạn điên đảo trận cầm tới gật đầu nói bước ra một bước chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ phương hạo cần một chút thời gian xử lý một chút việc vụn vặt lý huyền không có lập tức dẫn hắn trở về nên chừa chút tin tức cho thẩm đại thiếu ta cơ duyên đến bái sư đi phương hạo hưng phấn nghĩ đến